Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 5. Trước tiên đem kim cương lưu xa phân, một lát chúng ta lại nói chạy trốn sự tình. Theo chảy kim ti võng đã hoàn toàn hiện lên, Trác Phàm nhìn lấy cái kia chĩu nặng kim sắc hạt cát, không khống chế được xoa xoa tay, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chia tang, hoàn toàn đem cái kia lo lắng hai người phơi ở một bên. Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương liếc nhau, đều là cười khổ một tiếng. Từ khi bọn họ cùng Trác Phàm gặp, hai người vẫn bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Trác Phàm làm bất cứ chuyện gì, đều là chuyên quyền độc đoán, từ trước tới giờ không nói rõ với bọn họ trắng. Bắt Toàn Sơn thử là như thế, bố trận đoạt kim cương lưu xa cũng là như thế. Chỉ là may mắn, Trác Phàm mỗi cái kế hoạch đều có thể hoàn mỹ thực hành, mà lại dị thường thành công. Cho nên hiện tại Trác Phàm tuy nhiên miệng phía trên không nói rõ, làm đến trong lòng bọn hắn bồn chồn. Nhưng là bọn họ cũng tin tưởng, Trác Phàm nhất định có kế sách ứng đối. Kết quả là, Tạ Thiên Dương cũng thẳng thắn hoàn toàn buông ra, chính là đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía sáng lóng lánh kim cương lưu xa, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bá! Lưu xa như là thác nước theo tia lưới phía trên bay vọt mà xuống, chính là trong nháy mắt thường phục đầy bọn họ mang đến, đường kính 1 mét, lớp 10 gạo vòng tròn lớn thùng, nhưng là cái này vẫn chưa tới lần này thu hoạch 1/3. Sau đó Trác Phàm bọn họ lại tại chính mình trong giới chỉ tìm kiếm lấy đủ loại vật chứa, không đồng nhất trận công phu, to to nhỏ nhỏ mười mấy kiện vật chứa liền đều tràn đầy cái này làm cho đại lục mọi người gặp đều phải vì thế mà đỏ mắt kim cương lưu xa. Nhìn thấy lần này thu hoạch như thế phong phú, Tạ Thiên Dương đã cười đến không ngậm miệng được. Nguyên bản hắn chỉ muốn lợi dụng Toàn Sơn thử trộm một chút kim cương lưu xa mà thôi, nhưng là không nghĩ tới gặp phải Trác Phàm như thế cái kỳ nhân. Nhanh gọn đem tất cả kim cương lưu xa đều đưa đến tay. Theo lý thuyết, chỉ cần tại luyện chế ngũ phẩm linh binh lúc thêm một nắm kim cương lưu xa, liền có thể lập tức đề cao nó cường độ, trở thành thượng đẳng nhất ngũ phẩm linh binh. Mà nhiều như vậy kim cương lưu xa, không biết có thể luyện chế nhiều ít ngũ phẩm linh binh, đồng thời luyện chế lúc còn có thể không muốn sống đi đến thêm. Người ta luyện chế lúc là theo khắc đến thêm, mình hoàn toàn có thể theo cân đến thêm nha. Liền xem như thuần lưu xa chế tạo ngũ phẩm linh binh, cũng không phải là không thể được a, ha 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 ha. Tạ Thiên Dương nhìn không được cười to lên, tuy nhiên hắn tại kiếm hầu phủ địa vị tôn sùng, cho tới bây giờ thì không cảm thấy mình nghèo. Nhưng là hiện tại, hắn mới phát hiện trước kia hắn có nhiều nghèo. Trác Phàm nhìn thấy cái kia cười to không ngừng bộ dáng, trong mắt ánh sáng từ nhìn thấy cái này lưu xa lên liền từ đến đều không tiêu tán qua, không khỏi bĩu môi. Còn kiếm hầu phủ đệ tử, thật không có thấy qua việc đời. Sau đó, Trác Phàm vung tay lên đem bên trong một nửa lưu xa thu nhập trong giới chỉ, thản nhiên nói, ta lấy đi ta phần kia, còn lại là ngươi. Tạ Thiên Dương nháy mắt mấy cái, cười thẳng gật đầu, không có vấn đề, ngươi coi như lại cầm đi một chút cũng không sao a. Lần này bọn họ thật là đại phát, coi như Trác Phàm lấy đi một nửa về sau, Tạ Thiên Dương còn có mấy tấn kim cương lưu xa. Có thể gặp bọn họ lần này đạt được bao nhiêu. Bất quá lần này tâm đắc tài phú, hoàn toàn do hai người này chia đều, Tiết Ngưng Hương lại là không có lấy đi một phần. Chỉ là nàng cũng không quan tâm, so với nắm giữ những thứ này tất cả mọi người ngấp nghé vô cùng kim cương lưu xa, nàng càng muốn hơn chạy ra Thanh Minh Thành. Trác Phàm rất giảng đạo nghĩa, chỉ lấy đi chính mình phần kia, liền không lại lấy thêm. Tạ Thiên Dương âm thầm gật đầu. Sau đó đem còn thừa kim cương lưu xa thu hồi, lại nhìn về phía Trác Phàm nói, hiện tại, người cái kia nói chúng ta làm như thế nào trốn đi. Bạch, lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, Trác Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra ba khỏa màu đỏ đan hoàn tới. Trác Phàm chính mình ăn trước một khỏa, đem mặt khác hai khỏa đưa cho Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương. Đây là nhất phẩm đan dược, ẩn hơi thở đan. Có thể trong vòng một ngày đem chúng ta khí thức ẩn nấp đi, dạng này thông qua khu vực thứ hai cùng khu vực thứ ba lúc, chỉ cần không theo những linh thú đó chính diện đụng phải, chúng nó liền sẽ không phát hiện chúng ta. Tạ Thiên Dương giật mình, cầm lấy viên kia đan hoàn ngó ngó, kinh ngạc nói, thần kỳ như vậy. Ngươi từ nơi nào được đến? Vạn thú sơn mạch một mực là cái đại bảo khố, đại lục ở bên trên tu giả sớm đã thèm nhỏ dãi trăm ngàn năm. Chỉ tiếc linh thú hung mãnh. Đại đa số người không dám đến đây.
Nếu là bọn họ biết trên đời này có ẩn hơi thở đan đan dược thần kỳ như thế, nhất định sẽ tranh nhau tranh mua. Huống hồ, đây vẫn chỉ là nhất phẩm đan. Nhưng là, theo Tạ Thiên Dương biết, đại lục ở bên trên căn bản cũng không có loại đan dược này, nếu không nhiều như vậy tu giả còn không đều chen chúc mà tới. Tiết Ngưng Hương cũng là đem cái kia đan hoàn cầm ở trong tay, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Trác Phàm. Trác Phàm sờ mũi một cái, thản nhiên nói, ta luyện chế, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương không khống chế được giật mình, kêu lên, con mẹ nó ngươi còn biết luyện đan. Có lẽ là bởi vì quá mức kinh dị, hắn liền thô tục đều bưu đi ra. Chỉ là Trác Phàm lại cũng không ngại, nhẹ nhàng nhún nhún vai nói, đúng vậy a, nghệ nhiều không ép thân thể a. Nghe được câu này, Tạ Thiên Dương giật mình một hồi lâu, tuấn lãng gương mặt nhìn không được hung hăng vỗ một chút. Mẹ hắn, tiểu tử này cuối cùng cái gì người a? Tụ khí cảnh tu vi, thực lực lại có thể cùng hắn cái này đoán cốt cảnh thất trọng sánh ngang, đã là nghịch thiên tiểu quái vật. Nhưng là tiểu tử này còn có bố trận, còn hiểu luyện đan. Mà lại, bố trí xuống trận pháp là trước đó chưa từng có, luyện ra đan dược cũng là có một không hai, cái này còn có để hay không cho bọn họ những thứ này ngự hạ thất thế ra các thiên tài sống. Vốn là hắn trong gia tộc đã cảm thấy người đồng lứa bên trong thiên hạ vô địch, cho dù có mấy cái như vậy đối thủ, cũng là bảy nhà bên trong hắn mấy nhà ẩn giấu đi thiên tài đệ tử. Nhưng lần này đi ra ngoài du lịch, lại cư nhiên gặp phải như thế cái quái vật, thật là làm cho hắn thể xác tinh thần bị đả kích a. Hắn về sau cũng không tiếp tục nói mình là cái gì thiên tài, chỉ ít có Trác Phàm ở hiện trường tình huống dưới cũng không tiếp tục nói. Tạ Thiên Dương ăn một miếng phía dưới viên kia màu đỏ đan hoàn về sau, quay người vượt qua đầu kia sông nhỏ, hướng khu vực thứ hai đi đến. Không nói thêm gì lời nói, chỉ có hai chữ đi. Trác Phàm cùng Tiết Ngưng Hương đều là sững sờ, liếc nhìn nhau, không biết tiểu tử này làm sao, đột nhiên biến thành bộ này trầm mặc ít nói bộ dáng. Nhưng là bọn họ lại làm sao biết, một cái tự phụ thiên tài thiên kiêu chi tử, trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời, ba tức một chút ngã xuống nhân gian lòng chua xót. Ba người rời đi nơi này nửa canh giờ về sau, một đạo bóng người màu xám đột nhiên từ trên trời giáng xuống, người này chính là một mực canh giữ ở Lưu Kim Tuyền Đàm nơi này hơn 2 tháng U Minh Cốc thất trưởng lão. Nhìn lấy cái kia sông nhỏ trên giường y nguyên bốc lên lăn lộn nhiệt khí lòng đất dung nham nước, thất trưởng lão tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi ưng thứ bản trong hai mắt, tản mát ra nồng đậm sát ý. Quả là thế, quả nhiên có người đem kim cương lưu xa dẫn đến nơi đây. Con mắt khẽ híp một cái, thất trưởng lão từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc về sau, liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chính là cái kia bình tĩnh trở lại sắc mặt, lại lạnh như băng càng thêm làm người ta sợ hãi. Quay đầu hướng bốn phía xem một phen. Thất trưởng lão lẩm bẩm nói, người này vừa mới cầm tới kim cương lưu xa, chắc là không thoát xa. Nếu là còn tại khu vực thứ nhất ẩn núp, nhất định một con đường chết. Như vậy, chậm chậm quay đầu lại, thất trưởng lão xa xa nhìn về phía sông nhỏ bờ bên kia, cười lạnh nói, hừ, loại này trò vặt liền muốn mê hoặc lão phu, nằm mơ. Vừa dứt lời, thất trưởng lão đột nhiên bay lên trên không, hướng khu vực thứ hai bay đi. Cạc cạc cạc. Ngoài trăm dặm, Trác Phàm ba người chính tại một đường phi nước đại. Đột nhiên, sau lưng quần nha sôi trào, nương theo lấy từng bầy quả đen quát kêu tiếng kêu sợ hãi, một đám hắc ô ô quả đen thẳng hướng lên bầu trời bay đi. Trác Phàm bỗng nhiên định trụ thân hình, quay người nhìn lại, trong mắt co rụt lại, mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Làm sao, Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương cũng toàn đều dừng lại, một mặt không hiểu nhìn về phía Trác Phàm nói. Làm sao có thể, Trác Phàm một mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, cái kia U Minh Cốc trưởng lão thế mà là trực tiếp hướng khu vực thứ hai đuổi theo. Tạ Thiên Dương giật mình, chặn lại nói, vậy phải làm thế nào, lấy cái kia thất trưởng lão tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới chúng ta. Lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, ta cũng không biết, nguyên bản ta tính toán là cùng trưởng lão kia đánh cái thời gian kém. Theo lý thuyết. Trưởng lão kia phát hiện những lòng đất dung nham đó nước lúc, vì lý do an toàn, hẳn là sẽ tại khu vực thứ nhất tìm kiếm. Huống hồ, cái này khu vực thứ hai tính nguy hiểm mọi người đều biết, hắn cũng không nên hội lập tức nghĩ đến, chúng ta ngay từ đầu liền hướng khu vực thứ hai chạy. Như vậy chờ hắn theo đuổi chúng ta lúc,
có lẽ cũng đã qua 3 canh giờ. Mà tại khu vực thứ 2, vì chính mình an toàn, hắn cũng không thể lăng không phi hành, để tránh mở cấp 4 linh thú tập kích, như vậy tốc độ của hắn thì sẽ giảm mạnh. Giữa chúng ta có 3 canh giờ khoảng cách, đến lúc đó còn chưa có đuổi tới chúng ta đã tiến vào khu vực thứ 3, mà hắn còn tất nhiên cũng sẽ dừng lại truy kích. Dù sao, tại khu vực thứ 3, hắn giống như chúng ta, đều là những cường đại đó linh thú thực vật mà thôi, hắn nhất định không có lá gan này đuổi theo. Trác Phàm trong mắt hơi híp, có chút nghĩ không thông, nhưng là hắn tại sao ngay từ đầu thì đuổi tới khu vực thứ 2 đến, dạng này chúng ta cùng hắn ở giữa chỉ có nửa canh giờ khoảng cách. Hắn tại khu vực thứ 2 liền có thể đuổi tới chúng ta, vậy chúng ta thì hết. Trác huynh đệ, người có phải là không có nghe nói qua cái này thất trưởng lão ngoại hiệu? Lúc này, Tạ Thiên Dương đột nhiên nói. Trác Phàm không khống chế được sững sờ, khó hiểu nói, ta chỉ biết là nơi này có cái U Minh Cốc trưởng lão đóng quân, nhưng cũng biết hắn có cái gì đặc thù. Thở dài, Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ai, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngươi liền cái này thất trưởng lão đáng sợ cũng không biết, khó trách phán đoán sai lầm. Đáng sợ, Trác Phàm lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn Tạ Thiên Dương liếc một chút. Tạ Thiên Dương thở sâu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, cái này thất trưởng lão tên là U Quỷ Bảy, cho dù tại U Minh Cốc cũng là địa vị tôn sùng người, rất nhiều trong cốc đại sự cốc chủ U Vạn Sơn đều sẽ cùng hắn thương lượng. Bằng không cũng không thể đem Thanh Minh Thành quan trọng như vậy địa phương, để hắn đóng quân. Ý ngươi là, hắn thực lực rất mạnh, Trác Phàm mi đầu lắc một cái nói. Lắc đầu, Tạ Thiên Dương một mặt nghiêm túc, không phải thực lực, mà chính là tâm kế. Người này gian trá giảo hoạt, danh xưng thất khiếu quỷ hoạt bát, tâm cơ khó lường. Bảy trong nhà, rất nhiều trưởng lão đều từng cắm trong tay hắn. Riêng là Tiềm Long các cửu trưởng lão, lần kia hắn tử lôi kim nhãn bị hủy, cũng là cái này U Quỷ thất nhất tay thiết kế. Cho nên thất thế gia bên trong hận hắn người nhiều, nhưng sợ hắn người càng nhiều. Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trưởng lão này truy kích phương thức cùng hắn suy đoán khác biệt, nguyên lai cũng là thiện đùa nghịch âm mưu thủ đoạn người, như vậy điểm ấy tính toán xác thực là rất khó mê hoặc hắn. Nhưng là sự tình đã như thế, Trác Phàm cũng không thể vãn hồi, như vậy chỉ có thể là tương kế tự kế. Trác huynh đệ, hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là đem Ngưng Nhi cô nương bỏ xuống, lấy người ta tốc độ, còn có thể trốn cách cái kia thất trưởng lão ma chảo. Lúc này, Tạ Thiên Dương đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tinh quang lóe lên, quả quyết nói. Tiết Ngưng Hương thân thể bất giác lắc một cái, hai tay không tự giác bắt lấy Trác Phàm cánh tay, trong mắt tràn đầy điềm đạm đáng yêu cầu xin màu sắc, Trác đại ca, người đáp ứng ta muốn dẫn ta ra khỏi thành. Trác huynh đệ, bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Bỏ xuống Ngưng Nhi cô nương, nàng tất có thể kéo lại thất trưởng lão tốc độ. Cái kia hai huynh đệ chúng ta mới có thể an toàn đào tẩu. Tạ Thiên Dương trong mắt lóe lên một đạo tuyệt sắc, bình tĩnh nói. Trác Phàm con mắt khẽ híp một cái, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tạ Thiên Dương cười lạnh, hừ, nếu là ta không có ẩn hơi thở đan lời nói, có lẽ ngươi cũng phải đem ta bỏ xuống đi. Không khống chế được sững sờ, Tạ Thiên Dương nhếch miệng, không nói gì. Trác Phàm nhạt cười một tiếng, khoát khoát tay, nói năng có khí phách mà nói. Lão tử người nào cũng không thể bỏ xuống, còn cái kia thất trưởng lão tử tự nhiên có biện pháp đối phó. Ngay ở chỗ này, lão tử muốn bố trí xuống đại trận, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương suy tư một lát, hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm trận pháp tạo nghệ hắn gặp qua, thật là trận pháp đại sư cấp trình độ. Lại thấy hắn như thế có nắm chắc, không nhịn được gật đầu tán thành. Tiết Ngưng Hương càng là vui vẻ ra mặt. Lôi kéo Trác Phàm cánh tay không ngừng mà lắc lắc, trên gương mặt không khống chế được nổi lên một tầng ửng đỏ. Nhưng là, bọn họ người nào cũng không có thấy, tại Trác Phàm nói ra câu nói này về sau, khóe miệng lộ ra cái kia một nụ cười quỷ dị. Hiu! Tối đen trong rừng cây, một đạo bóng người màu xám thoáng qua lướt qua. Sau đó có mấy cái con linh thú nhìn thấy, chớp chớp tham lam con mắt, bỗng nhiên nhào tới. Nhưng là không ra một giây đồng hồ. Lại là theo từng tiếng kêu gào bắn ngược trở về. Chờ chúng nó sau khi hạ xuống, đã không có khí tức. Nơi ngực, thình lình xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động. Thất trưởng lão hai mắt âm trầm, tốc độ không giảm chút nào chạy về phía trước.
Cùng Trác Phàm ý nghĩ đồng dạng, ở chỗ này hắn căn bản không có cách nào lăng không phi hành. Nói như vậy, sẽ chỉ làm hắn cực kỳ dễ thấy, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Nhưng dù vậy, trên đường đi vẫn như cũ có không ít cấp 3 linh thú không muốn sống hướng hắn đánh tới. Chỉ là may mắn, không có gặp cấp 4 linh thú, bằng không hắn cũng rất khó xử ý. Bạch! Đột nhiên, hắn tại một chỗ đất trống ở giữa dừng lại, cúi người nhìn xem mặt đất dấu vết, hai cái bình tĩnh con mắt sau đó có tinh quang lóe qua. Hắc hắc hắc, ba cái thằng nhãi con, làm sao không chạy? Thất trưởng lão cười lạnh, thẳng tắp sống lưng hướng bốn phía vòng nhìn một vòng, trong mắt hàn mang lấp lóe, là chính các ngươi đi ra, vẫn là muốn lão phu tự mình xuất thủ bắt các ngươi đi ra. Thất trưởng lão tiếng la bên trong mang theo dày đặc sát ý, khiến cho bốn phía một chút linh thú không khống chế được dọa đến tứ tán đào thoát. Ha ha ha, không hổ là có thất khiếu quỷ hoạt bát danh xưng thất trưởng lão, quả nhiên có một khỏa thất khiếu linh lung tâm a. Thế mà là chỉ dựa vào chúng ta lên đường dấu vết, thì biết chúng ta có mấy người, bội phục, bội phục. Đột nhiên, Trác Phàm tiếng cười to tại đây khối đất trống ở giữa vang lên. Thất trưởng lão mi đầu lắc một cái, lỗ tai bất giác động động, thản nhiên nói, tiểu tử, vừa mới đột phá tụ khí lục trọng cảnh đi. Tốt thính lực. Núp trong bóng tối Trác Phàm cảm thấy không khống chế được run lên, con người hai bên động động. Cái này thất trưởng lão, so hắn tưởng tượng còn muốn tinh khôn nhiều, quả thực là cái khó đối phó nhân vật, nhưng là hắn mặt ngoài y nguyên bình tĩnh. Thất trưởng lão truy lâu như vậy, hẳn là cũng mệt mỏi. Huống hồ ở chỗ này động thủ, dẫn tới cấp 4 linh thú, chắc hẳn ngài cũng rất phiền phức, không bằng chúng ta thương lượng như thế nào. Ngươi muốn như thế nào? Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, một đôi hiện ra u quang lão mắt tại bốn phía dò xét một phen. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, thất trưởng lão không xa ngàn dặm đuổi theo, đơn giản chính là vì cái kia kim cương lưu xa. Nếu là chúng ta phân một bộ phận cho ngài, ngài có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Cười chê, cái kia kim cương lưu xa vốn chính là lão phu. Các ngươi trộm lão phu đồ, vật, còn theo lão phu cỏ kè mặc cả. Cười lớn một tiếng, thất trưởng lão toàn thân bỗng nhiên nâng lên một cỗ nồng đậm sát ý, ngày hôm nay lão phu đã muốn cầm về cái kia kim cương lưu xa, càng muốn lấy đi mấy người các ngươi tiểu quỷ mạng chó. Vừa dứt lời, thất trưởng lão đột nhiên xông về phía trước, cản ở phía trước xanh tươi tốt rừng cây, bị thất trưởng lão nhất trưởng oanh một tiếng toàn bộ đập tan, lộ ra đằng sau chính đầu ngồi tại một khối trên tảng đá lớn Trác Phàm. Khặc khặc khặc, tiểu quỷ, biết rõ lão phu thính lực tốt, ngươi còn ra âm thanh theo lão phu bàn điều kiện, quả thực là muốn chết. Thất trưởng lão chớp mắt là đến, nhất trưởng không chút do dự hướng Trác Phàm vỗ tới. Nhưng là Trác Phàm lại là không sợ chút nào, cười lạnh nói, hắc hắc hắc. Đã tiểu gia ta dám làm như thế, thì không sợ bại lộ lão tử ẩn thân. Vừa mới nói xong, Trác Phàm trong tay đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết. Oanh! Không lý do, theo một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm sau lưng thế mà trong nháy mắt dâng lên cao hơn 10 trượng liệt diễm. Nương theo lấy một đạo kêu khẽ tiếng vang lên, một cái hỏa phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Hai cái cánh khẽ vỗ, hai đạo cỡ thùng nước hỏa trụ liền đột nhiên hướng thất trưởng lão bắn tới. Đây là trận pháp. Sợ hãi cả kinh, thất trưởng lão vạn không nghĩ tới, tiểu quỷ này thực lực thấp, lại có thể bố trí cao thâm như vậy trận pháp. Nhìn uy lực này, đã đạt tới cấp 5 trận thức trình độ. Sau đó ngay sau đó không còn dám lãnh đạm, nâng lên song trưởng đột nhiên hướng cái kia hai đạo hỏa trụ vỗ tới. Oanh! Liệt diễm bạo hưởng, thất trưởng lão bị ngọn lửa kia nổ tung cự đại trùng kích lực cho đánh bay trở về, hai bàn tay đã trở nên cháy đen. Nâng lên hai mắt, thất trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt đã không có lúc trước lỗ máng, ngược lại nổi lên một tầng nhạt nhạt vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn lấy lão phu thật đúng là xem thường ngươi, thấp trầm giọng, thất trưởng lão hai mắt khẽ híp một cái, nguyên bản lão phu nhìn ngươi chỉ là cái tụ khí lục trọng cảnh thiếu niên, không nghĩ tới ngươi còn là một vị cấp 5 trận sư. Chỉ là đáng tiếc, lấy thực lực ngươi, coi như khống chế cấp 5 trận pháp, cũng đừng hòng thắng được lão phu. Thôi, thất trưởng lão đột nhiên bay lên trên không, trong tay kết ấn. Chỉ một thoáng, một đạo hung ác quỷ diện hư ảnh tại hắn sau lưng chậm rãi xuất hiện, cuồn cuộn hắc khí quấn quanh ở phía trên, từng trận thê lương gọi tiếng vang vọng tại cả mảnh trời khoảng không,
liền bốn phía nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ thấp xuống tới. Nhìn thấy cái này, cho dù là Trác Phàm, trong mắt cũng hơi hơi co rụt lại, trên mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, nghĩ không ra ngươi cư nhiên tu luyện khủng bố như thế ma công, đây là U Minh Cốc truyền thừa vũ kỹ sao? Khặc khặc khặc, sắp chết đến nơi, biết nhiều như vậy làm gì? Thất trưởng lão cười gian một tiếng, thủ ấn chỉ về phía trước, con quỷ kia mặt hư ảnh liền mang theo thê lương âm thanh đột nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, không dám khinh thường, ấn quyết trong tay biến đổi. Hỏa Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun một cái, một đạo liệt diễm thẳng tắp hướng quỷ kia mặt hư ảnh bắn tới. Đụng! Liệt diễm cùng quỷ diện hư ảnh chạm vào nhau, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng nổ tung. Ngược lại, tại ngọn lửa kia vừa tiếp xúc với quỷ diện lúc, liền dường như gặp phải hàn băng đồng dạng, dần dần uể oải đi xuống. Thấy tình cảnh này, thất trưởng lão lộ ra nụ cười đắc ý, Trác Phàm lại hơi hơi híp híp mắt, hét lớn lên tiếng, ngưng nhi, động thủ. Vừa dứt lời, nhưng ngửi một tiếng anh ninh chi tiếng vang lên, khoảng cách Trác Phàm cách đó không xa một bên khác, đột nhiên cuồng phong gào thét, bốn phía rừng cây tại đây cuồng phong càn quét bên trong nháy mắt bị cuốn thượng vân khoảng không. Lộ ra bên trong đồng dạng ngồi tại một chương trên bệ đá Tiết Ngưng Hương. Nghe đến Trác Phàm hô hoán, Tiết Ngưng Hương vội vàng kết động lúc trước Trác Phàm dạy cho mình ấn quyết. Chỉ một thoáng, thanh phong lạnh thấu xương, như lưỡi dao một dạng trong nháy mắt bay ra, dung nhập Hỏa Phượng Hoàng phun ra đầu kia hỏa trụ bên trong. Ngay một khắc này, gió giúp thế lửa, cái kia hỏa trụ lại bỗng nhiên mở rộng hơn 10 lần. Nguyên bản bị áp chế đến sắp dập tắt hỏa diễm. Cũng là trong nháy mắt phản đè tới, khiến cho quỷ kia mặt hư ảnh không chỗ ở lui lại. Bảy trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, vội vàng kết động thủ ấn, quỷ kia mặt mới miễn cưỡng trèo trống. Nhưng là tại song phương rằng có phía dưới, Trác Phàm có Tiết Ngưng Hương tương trợ, y nguyên chiếm thượng phong. Thất trưởng lão trong mắt hơi híp, lạnh lẽo mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thao túng trận pháp này không chỉ một người. Lại còn có một người trợ giúp. Nhưng là, không đợi hắn suy nghĩ kế sách ứng đối, Trác Phàm khắc hét lớn một tiếng lại là để hắn dọa đến thất sắc. Tạ Thiên Dương, đến lượt ngươi. Ha ha ha, lão tử chính chờ giờ khắc này đâu. Nhìn lão tử làm sao cầm xuống thiên huyền cao thủ đầu. Theo Tạ Thiên Dương phách lối tiếng cười to vang lên, ầm ầm âm thanh liên miên bất tuyệt. Tại trận trận tiếng sét nổ vang bên trong. Cùng Tiết Ngưng Hương đối diện mảnh rừng cây kia nhất thời thì nổ tung lên, lộ ra bên trong cười như điên không ngừng Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương thủ quyết một chục, một đầu dài mười mấy trượng lôi long hư ảnh đột nhiên tại sau lưng hiển hiện. Gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo sấm sét, bỗng nhiên hướng quỷ kia mặt hư ảnh phóng đi. Oanh! Lôi nhập trong lửa, lửa trợ lôi thế, lôi viêm nổ tung. Chính là một cái hô hấp công phu. Quỷ kia mặt hư ảnh liền lại khó đánh bại cái này đột nhiên tăng cường mười mấy lần lực lượng, ầm vang vỡ vụn thành đạo nói hắc khí, tại liệt diễm bên trong hóa thành khói bụi. Thất trưởng lão cổ họng ngòn ngọt, phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi. Chỉ sợ hắn liền nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở mấy cái tên tiểu quỷ trên tay bị thương nặng. Nhưng là giờ này khắc này, mấy cái kia tiểu quỷ lại căn bản không bỏ qua. Tiếp tục sấm sét lửa ba loại nguyên tố hợp lực hướng hắn phóng đi. Cái này nếu như bị đánh trúng, lấy cấp 5 trận pháp uy lực, coi như hắn là thiên huyền cao thủ, không chết cũng muốn trọng thương. Nghĩ tới đây, thất trưởng lão khẽ cắn môi, trong tay ánh sáng lóe lên, một đầu như là con rết một dạng trường tác liền bỗng nhiên ném ra. Oanh! Lại là một tiếng bạo hưởng, cái kia hỏa lôi chi thế trong nháy mắt liền bị đập thành một đống lửa ngôi sao, tứ tán bay khỏi. Thất trưởng lão nhịn không được hướng về sau liền lùi mấy bước, Trác Phàm ba người ngồi tại đài đá phía trên cũng là không chỗ ở run run thân thể, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, song phương thế mà đánh cái ngang tay. Tứ phẩm ma bảo. Trác Phàm nhìn chằm chằm chi kia trường tác, nháy mắt mấy cái, một mặt vẻ nghiêm túc. Thất trưởng lão nhìn chung quanh ba người liếc một chút, từng ngụm thở hổn hển, bất giác khẽ cắn môi, tốt, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới lão phu tung hoành cả đời, hôm nay sẽ bị ba cái tiểu quỷ bước đến loại trình độ này. Đón lấy, thất trưởng lão lại ngược lại nhìn về phía Trác Phàm nói, hiện tại lão phu thừa nhận thực lực các ngươi, tiếp tục như vậy, chúng ta lại đánh cũng đánh không ra cái thắng bại,
sau cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Vẫn là theo lời ngươi nói như thế, các ngươi phân cho lão phu một bộ phận kim cương lưu xa, lão phu thì không truy cứu nữa. Nghe được lời này, Trác Phàm ba người liếc nhìn nhau, Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương cũng không nghĩ triệt để đắc tội U Minh Cốc, đối với Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm suy nghĩ một lát, lộ ra một cái ấm áp nụ cười, tốt, chúng ta như vậy hòa giải. Lấy, Trác Phàm nhảy xuống cầu thang đá, thất trưởng lão thở dài ra một hơi, đem ma bảo thu hồi, chậm rãi hướng Trác Phàm bay tới. Nhưng, ngay tại hai người khoảng cách còn có 10 mét lúc, hai người trong mắt lại là đồng thời xuất hiện trong chốc lát sát ý. Tiểu tử, đi chết! Làm thịt hắn! Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hai người cùng một chỗ hô to lên tiếng. Thất trưởng lão trong nháy mắt xuất ra ma bảo hướng Trác Phàm vung đi, Trác Phàm từ lâu kết minh ấn quyết, chỉ về phía trước. Đột nhiên ở giữa, liệt diễm cùng cái kia trường tác lần nữa đan xen vào nhau. Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương sững sờ một chút, sau đó xuất thủ trễ một bước, nhưng là rất nhanh thanh sắc phong cương cùng lóa mắt thiểm điện lần nữa tập kết, hướng cái kia thất trưởng lão đánh tới. Thất trưởng lão không tránh kịp, đành phải lần nữa hất lên trường tác đem ba cỗ lực lượng đánh nát, nhưng mình cũng lại bị bức ép lui về, lăng không đứng thẳng. Cùng Trác Phàm xa nhìn nhau từ xa, thất trưởng lão trên mặt tức giận đến xanh một miếng trắng một khối, nghiến răng nghiến lợi nói, người thằng danh con này, lão phu thì không nên tin ngươi. Hắc hắc hắc, tất cả mọi người là người trong ma đạo, cũng vậy. Trác Phàm lộ ra một tia tà tiếu, khinh thường bĩu môi. Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương nhìn lấy hai người giằng co, lại là lẫn nhau nhìn xem, nhất thời đều ngây người. Mẹ nó, hai cái này đều là ai a? Một cái so một cái gian trá, trong nhân thế cơ bản nhất tín nhiệm cảm giác đều không có chút nào a. Cứ như vậy, tiểu cũng dạng này. Từ vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ muốn đều là muốn giết chết đối phương, cho tới bây giờ thì đều không có nghĩ qua muốn cùng giải. Hai người này, đều mẹ hắn quá tà ác, hoàn toàn không có tín nghĩa có thể nói a. Nhưng là ngược lại vừa nghĩ, nếu là bọn họ bên trong có một người là giảng tín nghĩa, vậy bây giờ sớm mẹ hắn chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, hai người đều thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, dài ra một luồng lương khí. May mắn chúng ta nơi này, cũng có một cái dạng này ác nhân, không phải vậy mọi người thì đều xong. Thật sâu hít một hơi, để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại. Thất trưởng lão vòng nhìn trái phải, con mắt híp lại, hai lông mày ở giữa vặn ra một cái vấn đề. Nguyên bản hắn cũng không cảm thấy lần này truy hồi kim cương lưu xa có gì khó xử, riêng là nhìn thấy Trác Phàm bọn họ một đường hướng khu vực thứ hai chạy trốn dấu chân về sau, liền càng thêm xác định ý nghĩ này. Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, sớm đã nghĩ đến ba người bọn họ thực lực thấp, lớn nhất cao không quá đoán cốt cảnh thất trọng mà thôi. Thực lực như thế, hắn bóp chết bọn họ thì theo bóp chết ba con kiến không sai biệt bao nhiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, trong ba người này có một người cư nhiên am hiểu sâu trận pháp chi đạo, mà lại tâm kế chi sâu, không chút nào như cái hồ đồ thiếu niên. Như thế như vậy, ngược lại để hắn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần ba người này liên thủ vận chuyển trận pháp này, hắn là vạn vạn lấy không được nửa điểm tiện nghi. Bỗng nhiên, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, một đôi ưng thú trong đôi mắt già nua đột nhiên lóe qua một đạo tà dị màu sắc. Ngươi, là Tiết gia tam tiểu thư đi. Thất trưởng lão không nhìn nữa Trác Phàm, ngược lại đem đầu chuyển hướng Tiết Ngưng Hương phương hướng, trên dưới dò xét một phen, khẽ cười nói, lão phu lần trước gặp ngươi còn tại 5 năm trước, khi đó ngươi bất quá vẫn là cái hài đồng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã trưởng thành đại cô nương. Tiết Ngưng Hương trong lòng căng thẳng, không khống chế được khiếp đảm mà cúi thấp đầu, không dám cùng cái kia trực câu câu ánh mắt đối mặt. Trác Phàm khẽ cau mày, như là nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói, thất trưởng lão, người có lời gì nói với ta, đừng đi hù dọa tiểu cô nương. Nhưng là, thất trưởng lão không chút nào không để ý tới Trác Phàm, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Hương, Ngưng Nhi a, người đây cũng là tội gì cùng lão phu đối đầu. Xem ra các ngươi Tiết gia là chúng ta U Minh Cốc phụ thuộc gia tộc, chúng ta đối đãi các ngươi Tiết gia cũng không tệ. Nhưng là ngươi hôm nay cách làm này. Nói đến đây, thất trưởng lão trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một đạo sát ý. Tiết Ngưng Hương thân thể lắc một cái, một mực kết ấn hai tay bất giác thả ra.
Trác Phàm giật mình, biết thất trưởng lão đang uy hiếp Tiết Ngưng Hương, chặn lại nói, động thủ. Vừa mới nói xong, Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương cùng nhau thủ ấn một kết, sấm sét cùng ngọn lửa đồng thời hướng thất trưởng lão bắn tới. Nhưng là Tiết Ngưng Hương lại một mực giật mình tại nguyên chỗ, hai tay đang không ngừng run run. Tạ Thiên Dương thầm kêu một tiếng không tốt, Tiết Ngưng Hương lúc này bởi vì lo lắng người nhà bị trả thù, đã hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà không có gió giúp thế lửa, hỏa lôi quen biết uy lực cũng hội giảm mạnh. Cái này thất trưởng lão lại là thông qua tâm lý chiến, thành công suy yếu ba người này một thể trận pháp uy lực. Hỏa lôi liên hợp chớp mắt là tới bảy trước mặt trưởng lão, nhưng hắn lại chính là trường tác hất lên, liền đem cái này hỏa lôi liên hợp đánh thành phấn vụn. Thất trưởng lão y nguyên đứng lặng không chung, nhưng Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương lại là không chỗ ở run run thân thể, khí huyết cuồn cuộn. Ha ha ha, chính là như vậy. Thất trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài, đắc ý nói, Ngưng Nhi, người bây giờ mới đối đầu. Hai tiểu tử này sau đó có thể phủi mông một cái thì đi người, nhưng các ngươi Tiết gia nhưng là không dễ dàng như vậy rời đi. Trác Phàm khẽ cắn môi, nhìn về phía đã không ngừng run rẩy Tiết Ngưng Hương, không khống chế được đi loanh quanh con ngươi, chặn lại nói, Ngưng Nhi, đừng nghe lão gia hỏa này. Hắn đã nhận ra ngươi, trở về nhất định sẽ diệt đi các ngươi Tiết gia. Hiện tại duy nhất có thể cứu Tiết gia biện pháp, cũng là ở chỗ này làm thịt hắn. Còn nhớ rõ ta trước đó nói với các ngươi a, cái này phong lôi bạo viêm trận chính là ba người một thể cấp 5 trận thức, chỉ cần ba người hợp lực, liền xem như thiên huyền cao thủ vào trận hắn cũng tuyệt đối ra không được. Tiết Ngưng Hương thân thể không khống chế được chấn động, một mực run rẩy thân hình cũng trong nháy mắt dừng lại, nguyên bản bị thất trưởng lão mấy câu dọa đến hai mắt tan rã thần quang, cũng dần dần một lần nữa ngưng tụ. Trác Phàm thấy thế, nhếch miệng lên, sau cùng hét lớn một tiếng, nếu để cho cái này lão già trốn, Tiết gia mới là nên làm hết. Oanh! Giống như trong đầu có đồ vật gì nổ vang, Tiết Ngưng Hương đột nhiên ngẩng đầu lên, hai cái rõ ràng mắt sáng bên trong, thế mà hiếm thấy xuất hiện trần trụi sát ý. Đồng thời, trong miệng còn một mực như nói mê lẩm bẩm, không thể để cho hắn rời đi nơi này, hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết. Chết! Sau cùng Tiết Ngưng Hương hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay bỗng nhiên kết động. Chỉ một thoáng, một tiếng giống to đột nhiên phát ra, Tiết Ngưng Hương sau lưng đột nhiên ngưng kết ra một đầu thanh sắc báo đốm hư ảnh. Tại nàng trận quyết kết động sau khi kết thúc, đột nhiên đập ra, hướng thất trưởng lão đánh tới, uy thế thế mà so lúc trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Thất trưởng lão thấy thế, không khống chế được thất sắc, nguyên lai đây mới là Tiết Ngưng Hương toàn lực phát động trận pháp uy lực. Vừa mới bắt đầu, Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương đều đã toàn lực ứng phó thời điểm, nàng cư nhiên còn không có xuất toàn lực. Nhưng là hắn lại làm sao biết, Tiết Ngưng Hương vốn là tâm địa thiện lương, cho dù đối mặt địch nhân cũng sẽ không xảy ra sát chiêu. Nhưng là vừa vặn hắn lời nói, lại là để Tiết Ngưng Hương sinh ra cực kỳ lớn mật e sợ chi tâm, cơ hồ đánh mất vũ lực. Nhưng vào lúc này, Trác Phàm mấy câu nói lại làm cho nàng dấy lên tất thắng đấu chí. Hai loại cực lớn tâm lý tương phản, ngược lại kích phát ra nàng toàn bộ lực lượng. Hiện tại, vì bảo vệ mình người nhà không bị thương tổn, Tiết Ngưng Hương trong nháy mắt hóa thành lãnh khốc sát thần. Vô luận như thế nào đều muốn toàn lực ứng phó, đem hắn lão gia hỏa này đánh giết ở đây. Như là sớm đã ngờ tới cái này, Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương đối mặt cười một tiếng, hai người bỗng nhiên kết động ấn quyết, bắn ra lôi viêm. Gió lửa lôi ba loại nguyên tố, lấy trước đó chưa từng có uy lực mạnh nhất tập kết đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa uy thế hướng thất trưởng lão phóng đi. Thấy tình cảnh này, cho dù là luôn luôn bình tĩnh thất trưởng lão, cũng không khỏi dọa đến hoảng sợ thất sắc. Vội vàng giơ lên đầu kia trường tác, hướng về phía trước hất lên. Oanh! Một cỗ tiếng vang phát ra, toàn bộ khu vực thứ hai đều đang không ngừng run rẩy, thiên địa như là cũng phải vì đó đổ sụp. Cho dù là một chút cấp 4 linh thú, tại nghe đến cái này tiếng nổ sau cũng ảo ảo tứ tán né ra, trốn đi. Thất trưởng lão tại đây nói nổ lớn bên trong, chấn ra xa mười mấy mét, râu tóc đều đã đốt cháy khét, một ngụm máu tươi nhịn không được lần nữa phun ra. Chính là lần này phun ra máu tươi, còn chưa rơi xuống đất, liền đã bốc hơi thành hư vô. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia lôi viêm chi thế mà là dưới một kích này liền xâm lấn đến hắn ngũ tạng lục phủ.
Chỉ sợ hắn hiện tại nội tạng, đã bị thương nặng, nếu là lại đến một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất trưởng lão từng ngụm thở hổn hển, trong mắt lần thứ nhất hiển lộ ra khiếp đảm màu sắc. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, một nữ nhân nổi điên, thế mà là để cho cả trận pháp uy lực đề cao đến loại trình độ này. Cho dù là hắn, cũng tuyệt đối chịu không vài cái. Lão tiểu tử kia sắp không chịu được nữa, Ngưng Nhi, Tạ Thiên Dương, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lại cho hắn nhất kích. Đem thất trưởng lão hết thảy đều thu hết vào mắt, Trác Phàm cười lớn một tiếng, chuẩn bị kết ấn. Nhưng là hắn cùng Tạ Thiên Dương còn chưa kịp kết động, một cái thanh sắc con báo đã là lần nữa hướng thất trưởng lão phóng đi. Trác Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Ngưng Hương mắt hiện vẻ điên cuồng, trong tay không ngừng mà đánh lấy ấn quyết, trong miệng còn một mực tại lẩm bẩm, hắn phải chết, phải chết. Không tốt, nhà đầu này vừa rồi bị kích thích, cái này tuy nhiên kích phát nàng toàn bộ tiềm lực, nhưng là cũng để cho nàng nhất thời trở nên điên cuồng, trong đầu chỉ có giết lão đầu kia tâm tư, lại là căn bản không có ba người phối hợp ý nghĩ. Soi nàng dạng này kết ấn, trận pháp uy lực ngược lại sẽ giảm xuống. Thất trưởng lão tựa như cũng là phát hiện điểm này, trên mặt vui vẻ, đột nhiên hướng Tiết Ngưng Hương phương hướng phóng đi. Cái kia hướng hắn vào tới thanh sắc con báo tuy nhiên hung mãnh, nhưng là chỉ có một loại phong nguyên tố, không có lửa lôi tương trợ, hắn căn bản không để vào mắt. Trong tay trường tác hất lên, liền đã đem con báo rút thành phấn vụn. Không tốt, nhanh đi chợ Ngưng Nhi. Trác Phàm quính lên, hét lớn một tiếng, liền cùng Tạ Thiên Dương cùng nhau kết ấn. Chỉ một thoáng, sấm sét lần nữa bắn về phía thất trưởng lão. Nhưng là, như thế không có phối hợp hành động, căn bản rời xa trận pháp ảo nghĩa, thất trưởng lão lại là căn bản không để vào mắt. Trong tay trường tác hất lên, liền đem hai loại nguyên tố rút tán, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tiết Ngưng Hương trước người. Nhưng là Tiết Ngưng Hương còn chưa ý thức được, vẫn tại như nói mê kết động lên ấn quyết. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được cổ nàng, đem nàng nhấc lên. Tiết Ngưng Hương chợt cảm thấy khí tức trì trệ, một mực tại kết động thủ quyết mới chậm rãi dừng lại. Điên nha đầu, vừa mới lão phu kém chút thì chết tại trên tay ngươi. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng lời nói, lão phu hiện tại thì bóp chết ngươi. Ngưng Nhi, Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương hai người, cùng nhau đứng dậy, một mặt lo lắng nhìn về phía Tiết Ngưng Hương nơi này. Thất trưởng lão lạnh lùng liếc Trác Phàm bọn họ liếc một chút, cười khẩy nói, hai người các ngươi tiểu quỷ gào gì gọi. Chờ một chút lão phu tự nhiên sẽ thu thập các ngươi. Trác Phàm khẽ cắn môi, song quyền bất giác chăm chú, lại là không thể làm gì. Khái khái khục. Lúc này, Tiết Ngưng Hương khó khăn ho khan hai tiếng, hơi hơi hí mắt nhìn về phía Trác Phàm bọn họ, lẩm bẩm nói, nhanh giết hắn, đừng để hắn trở về thương tổn phụ thân ta bọn họ. Hắc hắc hắc, thật là một cái hiếu thuận nữ nhi a, hiện tại còn muốn lấy cha mình. Chỉ là đáng tiếc, hai người bọn họ cái mao đầu tiểu tử hiện tại đã không có bản sự giết lão phu. Chờ lão phu trở về, nhất định khiến các ngươi tiết ra chó gà không tha. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương hai hàng thanh lệ chảy ra không ngừng xuống. Tạ Thiên Dương thấy trong lòng hơi động, song quyền bất giác siết chặt, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hét lớn, u quỷ bẩy, người đường đường u minh cốc trưởng lão, hiện tại cư nhiên khi dễ một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, chẳng lẽ thì không cảm thấy xấu hổ sao? Khặc khặc khặc, xấu hổ hai chữ này, tại chúng ta người trong ma đạo trong mắt có thể là hoàn toàn không tồn tại. Thất trưởng lão suy cười một tiếng, khinh thường bĩu môi, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, khen tiểu quỷ, người rất không tệ, rất hợp lão phu tính nết, dăm ba câu thì có thể nhen nhóm nha đầu này đấu trí. Nếu không phải hôm nay chúng ta là địch, lão phu nhất định thu ngươi nhập môn. Ngươi thương tổn bằng hữu của ta, ta nhất định giết ngươi. Con mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm mặt hiện lên dứt khoát màu sắc, Tạ Thiên Dương, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là Ngưng Nhi nàng. Ngưng Nhi nàng, cũng sẽ đồng ý. Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, thanh âm bất giác có chút nặng nề. Tạ Thiên Dương không khống chế được run lên, thật sâu liếc hắn một cái, lại nhìn xem một mặt vẻ cầu khẩn Tiết Ngưng Hương, thở dài, cắn răng một cái, ấn quyết trong tay kết lên. Nếu như không có thể đem lão gia hỏa này giết, hắn trở về giết Tiết gia một môn, Ngưng Nhi coi như chết cũng không nhắm mắt. Nghĩ tới đây,
Tạ Thiên Dương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thủ quyết đánh ra. Chỉ một thoáng, nương theo lấy một tiếng kinh thiên giống to, một đầu lôi long đột nhiên hướng thất trưởng lão phóng đi. Trác Phàm cũng là hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, sau lưng hỏa phượng hoàng dương cánh bay lượn, theo sát phía trên. Cái này đã là bọn họ có thể thao túng trận pháp này, uy lực lớn nhất. Nhưng là mắt thấy lôi long cùng hỏa phượng đánh tới, thất trưởng lão lại là lộ ra vẻ khinh thường, hừ, trận pháp này lão phu cũng coi như thấy rõ. Không có gió trợ, coi như lôi hỏa hai loại nguyên tố uy lực lại lớn, cũng không thể đem lão phu như thế nào. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương không cam lòng khẽ cắn môi. Chẳng lẽ bọn họ xử suất toàn lực cũng y nguyên không làm gì được lão gia hỏa này, sau cùng còn muốn trắng trắng bồi lên tánh mạng sao? Trọng yếu nhất là, Ngưng Nhi một nhà cũng muốn bồi đi vào, lần này bọn họ thật sự là liên lụy nàng. Nhưng là, Trác Phàm lại là đột nhiên lộ ra một cái tà dị tiếu dung, người nào nói chúng ta không có gió. Sau một khắc, nhưng gặp trong tay trận quyết biến đổi. Thất trưởng lão vị trí, đột nhiên nhấc lên một cỗ mãnh liệt vòi rồng cương, đem hắn vững vàng nhốt ở bên trong, giống như một chỗ thanh phong tạo thành phòng giam đồng dạng. Đúng lúc này, lôi long cùng hỏa phượng hoàng cũng đồng thời tập đến. Oanh! Hỏa diễm xen lẫn tiếng sét tại thanh sắc trong gió lốc không ngừng bạo liệt, đem bên trong tất cả mọi thứ đều nổ vì hư vô. Uy lực, thế mà so ba người hợp lực mạnh nhất một lần, còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Lần này, cái kia thất trưởng lão xem như triệt để chạy không thoát. Nơi xa Tạ Thiên Dương đã hoàn toàn nhìn ngốc, trong miệng lẩm bẩm sao? Sao lại thế? Tại sao có thể có phong bạo xuất hiện, thật sao? Trác Phàm cười nhìn về phía hắn, trên mặt lại không có đau mất hảo hữu vẻ ảm đạm, ta ngay từ đầu nói cho các ngươi, cấp 5 trận thức lấy năng lực ta khống chế không đến, phải ba người liên hợp, là lừa các ngươi. Nếu không, lấy cái kia u quỷ bảy khôn khéo, nhất định sẽ xem thấu các ngươi, vậy liền lừa gạt không hắn. Cái gì, đây là, gạt chúng ta, Tạ Thiên Dương chừng lớn lấy hai mắt, lắp bắp nói. Gật gật đầu, Trác Phàm cười nói, cái này u quỷ bảy khôn khéo qua người, là u minh cốc trí giả. Nếu là ta một người cùng hắn đấu, chưa chắc có phần thắng. Cho nên ta an bài các ngươi cùng ta cùng một chỗ liên hợp bố trận. Liên hợp bố trận tuy nhiên có thể tiết kiệm lại ta một chút khí lực, nhưng mà có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là phải ba người liên hợp mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực. Cái nhược điểm này, lấy u quỷ bảy khôn khéo, nhất định sẽ phát hiện. Như vậy hắn liền sẽ tìm, ba người chúng ta bên trong yếu nhất một cái kia. Rất hiển nhiên, Ngưng Nhi cũng là yếu nhất, cái kia u quỷ bảy nhất định sẽ theo nàng chỗ ấy làm điểm mấu chốt. Nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Ngưng Nhi hoàn toàn là ta cho hắn bố trí xuống mồi nhử, hắn tới đó chẳng khác nào ngã vào bẫy. Ngươi, ý ngươi là ngươi ngay từ đầu liền định bỏ mất Ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương không khống chế được hít một hơi lãnh khí, chăm chú mà nhìn xem cái thân ảnh này, dường như đã không biết hắn. Hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ, hắn tại Ngưng Nhi trước mặt hô to ra lão tử người nào cũng không thể vứt bỏ, nghĩa bạc vân thiên cảnh tượng. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Hắn thế mà loại người này. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trác Phàm liếc Tạ Thiên Dương liếc một chút, cười nhạo nói, ngươi không phải cũng đã sớm đưa ra qua, muốn bỏ xuống Ngưng Nhi cái này vướng víu, một mình chạy trốn sao? Ta chính là so ngươi nghĩ càng nhiều, đem cái này vướng víu đầy đủ sử dụng lên mà thôi. Như vậy, ngươi đáp ứng Ngưng Nhi lời hứa đâu? Tạ Thiên Dương khó khăn nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, ta nghe nói. Người đáp ứng Ngưng Nhi, mang nàng ra khỏi thành. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thờ ơ lắc đầu, mang nàng thi thể ra khỏi thành, cũng giống như vậy. Nghe được lời này, nhìn lấy Trác Phàm cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng, Tạ Thiên Dương nhất thời cảm thấy da đầu run lên, trên sống lưng như là có gió lạnh thổi lướt nhẹ qua. Ở chung hơn một tháng thời gian, hắn tự nhiên đối Trác Phàm đã đánh giá tương đối. Nhưng là hiện tại lại nhìn về phía hắn. Nhưng lại cảm thấy như thế lạ lẫm, mà lại lạ lẫm đến đáng sợ. Tuyệt tình như thế lãnh khốc người, thế mà để hắn cái này đoán cốt cảnh thất trọng cao thủ, lần đầu sau nhìn thấy thần chiếu cảnh đối thủ càng hoảng sợ. Nhưng, ngay tại lúc này, cười to một tiếng lại là đột nhiên theo cái kia lôi hỏa phong bạo bên trong truyền ra. Trác Phàm sau khi nghe được, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi này.
Ha ha ha, tiểu tử, người quả nhiên rất hợp lão phu khẩu vị. Tự tư, lãnh khốc, vô tình, ngay cả người mình cũng có thể không chút do dự sử dụng. Người dạng này tiểu tử, liền xem như lão phu đều có chút tâm thấy sợ hãi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, cái kia hỏa lôi phong bạo nhất thời bị rút tán phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong dữ tợn cười như điên thất trưởng lão. Chỉ là giờ này khắc này, trong tay hắn đã không chỉ là trước kia một cái trường tác, trên tay kia thế mà là lại thêm ra một cái màu đen trường tác. Hai cái trường tác lẫn nhau giao thế, hình thành hình dạng xoắn ốc đem hắn bảo hộ ở bên trong, miễn ở cái kia hỏa lôi phong bạo trọng thương. Nhưng dù vậy, hắn toàn thân cao thấp vẫn là xuất hiện mấy trăm đạo tổn thương dấu vết, có thậm chí sâu đủ thấy xương, cuồn cuộn máu tươi đang không ngừng hướng phía dưới chảy. Có thể tưởng tượng, nếu không phải hắn kịp thời xuất ra một cái khác trường tác, bằng hai cái trường tác phối hợp bảo vệ hắn chỗ hiểm lời nói, hiện tại sớm đã hài cốt không toàn. Cái này phong lôi bạo viêm trận uy lực chân chính, không phải bàn cãi. Phốc, nhịn không được phun ra một ngụm mang lên hỏa diễm nóng rực máu tươi, thất trưởng lão từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, nhưng là một đôi âm trầm lão mắt nhưng là như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện Trác Phàm, bên trong tất cả đều là vẻ điên cuồng. Tiểu tử, nghĩ không ra lão phu cả đời khôn khéo, hôm nay hội thiếu chút nữa ngươi đạo, suýt nữa tang sinh tại đây. Giống ngươi đáng sợ như vậy tiểu quỷ, lão phu còn là lần đầu tiên gặp phải. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm đưa mắt hướng cái kia nhi nhìn lại, chỉ thấy dưới chân hắn, Tiết Ngưng Hương đã hôn mê bất tỉnh, nhưng nhìn bộ dáng cũng không có khí tuyệt, xem ra là cái kia hai cái trường tác tại bảo vệ mình đồng thời đem nha đầu kia cũng bảo vệ. Bất quá, đối với nhà đầu kia sinh tử, Trác Phàm lại cũng không quan tâm. Hắn hiện tại, chính là nhìn chằm chằm cái kia màu đen trường tác, trong mắt hơi híp, ngưng trọng nói, ngươi, cư nhiên còn có một cái tứ phẩm ma bảo. Hắc hắc hắc, lão phu vốn là chỉ có món này mà thôi. Thất trưởng lão đem hai đầu trường tác hợp đến cùng một chỗ, bỗng nhiên biến thành cả một đầu trắng đen xen kẽ trường tác, cười lạnh nói, cái này tứ phẩm ma bảo. Âm dương song tử tác vốn chính là một thể, lão phu bình thường đối địch đều là dùng dương tác, âm tác chỉ ở tất phải giết thì mới ra. Ngày hôm nay vì bảo mệnh, cư nhiên sớm để cho các ngươi kiến thức đến đầu này âm tác, cũng coi là các ngươi bản sự. Người khác, liền xem như thiên huyền cao thủ, cũng chỉ có trước khi chết một khắc này mới có thể nhìn thấy nó hình dáng a. Con mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, không hổ là thất khiếu quỷ linh lung, thật đúng là tốt nhịn. Lúc trước tình nguyện tiếp nhận ba người chúng ta toàn lực hợp kích, bị trọng thương, cũng không muốn bại lộ chính mình át chủ bài. Đó là đương nhiên. Thất trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, lại ho ra đại lượng máu tươi, nhưng là trên mặt lại là treo nụ cười đắc ý, cái thế giới này khắp nơi đều là âm mưu giảo quyệt, lão phu cũng là bởi vì luôn luôn có sau cùng át chủ bài. Cho nên mới chỉ có lão phu âm người phần, người khác lại có thể nào âm đến lão phu. Bất quá lần này, xem như ngoại lệ. Con mắt khẽ híp một cái, thất trưởng lão trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang, vung lên dương tác hung hăng hướng Trác Phàm rút đi, vung lên âm tác hướng Tạ Thiên Dương vung qua, hét lớn, đáng tiếc a, các ngươi đã mánh khóe ra hết, rốt cuộc không làm gì được lão phu. Ai nói? Đột nhiên, Trác Phàm nhếch miệng lên, ấn quyết trong tay một chục, một nói hào quang màu đỏ đột nhiên theo Tiết Ngưng Hương thể nội bay ra, thẳng tắp theo thất trưởng lão nơi này bay đi. Giờ này khắc này, hắn đã bị thương thật nặng, hai đạo trường tác lại tất cả đều rời xa quanh người hắn, không còn có phòng ngự. Mà lại Trác Phàm lúc trước đã cẩn thận xem qua hắn trên thân vết thương, biết hắn căn bản không có linh giáp một loại phòng ngự ma bảo. Như thế như vậy, chính mình huyết anh thì hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng. Lấy hắn hiện tại thân thể bị trọng thương, chỉ cần huyết anh nhập thể, liền có thể sử dụng thiên ma đại hóa quyết đem hắn toàn bộ thân hình tan đi. Hắn căn bản không có sức phản kháng. Đây mới là Trác Phàm, sát chiêu chân chính. Cho dù là cái kia nhìn như là hắn sau cùng át chủ bài phong bạo ngục giam, cũng bất quá là vì để vị này thất trưởng lão đem tất cả che giấu thủ đoạn đều dùng đến mồi nhử thôi. Trác Phàm có thể sẽ không tin tưởng, có thất khiếu quỷ linh lung danh xưng hắn, hội không có chút nào thủ đoạn bảo mệnh. Ma vật. Mà một bên khác, mắt thấy cái kia hồng quang cấp tốc đánh tới. Thất trưởng lão không khỏi sợ hãi cả kinh. Hắn bây giờ mới biết, tại sao Trác Phàm nói Tiết Ngưng Hương là mồi nhử hàm nghĩa chân chính.
Nguyên lai cái này mồi nhử không chỉ là để hắn rơi vào hỏa lôi phong bạo trong cạm bẫy, càng trọng yếu là, cái này mồi nhử bản thân thì che giấu sát chiêu. Cách hắn gần như thế địa phương sử xuất ma vật, hắn vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Nghĩ tới đây, cho dù là hắn cái này thất khiếu quỷ linh lung, cũng không khỏi không bội phục Trác Phàm tính toán thâm trầm, thậm chí ngay cả một bước này đều bị hắn tính kế đi vào. Nhìn lấy cái kia huyết anh qua trong giây lát liền muốn đi vào u quỷ bảy thể nội, Trác Phàm lộ ra một cái yên ổn nụ cười, thản nhiên nói, kết thúc, thất trưởng lão, trận này quyết chiến cuối cùng vẫn lão tử thắng. Phốc, đột nhiên, u quỷ thất dương tác không có không đình trệ đi qua Trác Phàm thân thể, mà Trác Phàm cũng trong cảm giác bẩn một trận phồng lên. Một ngụm lớn máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, bên trong còn kèm theo nội tạng toái phiến. Làm sao có thể? Trác Phàm khó có thể tin nhìn về phía trước, theo lý thuyết hắn huyết anh một khi tiến vào u quỷ bảy thể nội, liền sẽ khống chế hắn thân thể, cái này dương tác cũng sẽ dừng lại, cho nên hắn cũng không làm bất luận cái gì đề phòng, bởi vì hắn có cái này tự tin. Có thể sự thực là, cái này dương tác không có chút nào dừng lại xuyên qua hắn. Mà lại, hắn còn cảm giác hắn toàn thân cao thấp bộ phận cũng bắt đầu khí huyết cuồn cuộn, chậm rãi đánh mất sinh mệnh lực. Cái này tuyệt đối không phải cái kia dương tác tạo thành thương thế có thể đạt tới, mà chính là cùng hắn bản mệnh song tu huyết anh xảy ra vấn đề. Từng ngụm nôn một chỗ dòng máu, Trác Phàm hai mắt kinh ngạc nhìn hướng thất trưởng lão nơi này nhìn lại, lại chỉ thấy cái kia huyết anh uể oải treo ở thất trưởng lão sau lưng. Một thanh lóe ngân quang dao ngắn, thẳng tắp xuyên qua huyết anh lồng ngực. Tam phẩm ma bảo, ngư chàng thứ. Thất trưởng lão lạnh lùng liếc Trác Phàm liếc một chút, đem cái kia ngư chàng thứ trong nháy mắt thu hồi đến tay hắn khuỷu tay ở giữa. Nguyên lai, cái kia đồ chơi thế mà theo tay hắn khuỷu tay đâm ra, đem sắp từ phía sau lưng tiến vào trong cơ thể hắn huyết anh, đâm một cái xuyên qua. Bịch một tiếng, huyết anh vô lực rơi trên mặt đất. Trác Phàm cũng là hai gối quỳ xuống đất, ánh mắt bên trong một mảnh giật mình lo lắng màu sắc. Hắn quả thực không thể tin được, sau cùng thua lại là hắn. Đụng. Một bên khác, Tạ Thiên Dương muốn giơ kiếm phản kháng, nhưng lại bị cái kia âm tác tát tại ở ngực, trong miệng thốt ra một ngụm máu dây, liền triệt để ngất đi. May mắn hắn có linh giáp hộ thân, nếu không sớm đã chết. Không có đi để ý đến hắn người, cái kia thất trưởng lão chậm rãi đi vào Trác Phàm trước mặt, trong mắt lần nữa trở thành một mảnh yên tĩnh màu sắc. Lạnh lùng u quang. Không có một chút tình cảm. Tiểu tử, lão phu danh xưng thất khiếu quỷ linh lung, lại có thể khiến người ta đoán đến lão phu tâm tư. Thất trưởng lão nhìn lấy một mực không ngừng chảy máu, sinh mệnh lực tại cực hạn hạ xuống Trác Phàm, thản nhiên nói, người rất không tệ, thật rất không tệ. Về tâm kế phía trên, người để lão phu cảm thấy đáng sợ. Nếu là lại có cái một hai chục năm, người tất là ma đạo kiêu hùng. Liền xem như bầu trời kia thứ nhất trí giả. Gia Cát Trường Phong, cũng tất không phải đối thủ của ngươi. Chỉ là đáng tiếc, không có cơ hội này. Bởi vì lão phu cũng sợ. Sợ ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Để lão phu sinh ra loại cảm giác này, ngươi là người thứ nhất. Lấy, thất trưởng lão nâng lên nhất trưởng, chuẩn bị cho Trác Phàm đến cái sau cùng kết. Ngươi hôm nay chết trong tay lão phu, nói không lỗ. Tại cơ quan tính toán tường tận phía trên, chúng ta tám lạng nửa cân. Nhưng là lão phu thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì tính kế cùng thủ đoạn, đều là phí công. Hô! Không nói thêm gì nữa, thất trưởng lão nhất trưởng hướng Trác Phàm đỉnh đầu đánh xuống, trong mắt lóe hung quang. Trác Phàm thậm chí có thể nghe đến, cái kia gào thét trưởng phong ở bên tai xẹt qua thanh âm. Không cam lòng khẽ cắn môi, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thua thì thua. Mặc kệ là tại tính kế phía trên, vẫn là tại trên thực lực. Sau cùng chết người kia, cũng là thua. Nhưng là, hắn vẫn là không cam tâm, hắn còn rất nhiều chuyện không có làm. Nhưng là thì tính sao? Thua người, không có quyền lực làm bất cứ chuyện gì. Chậm rãi nhắm mắt lại, Trác Phàm gọi ra sau cùng một ngụm chọc khí, triệt để mất đi ý thức. Giống. Đột nhiên. Một tiếng chấn thiên lớn lên giống đột nhiên tại toàn bộ vạn thú sơn mạch vang lên, thất trưởng lão nhất trưởng vừa mới đánh tới Trác Phàm hướng trên đỉnh đầu một cm chỗ, một cỗ nóng rực khí chấn lại là đột nhiên từ nơi này bao phủ mà qua. Mà sóng nhiệt những nơi đi qua, tất cả cây cối đều trong nháy mắt uể oải xuống tới. Chính là trong nháy mắt,
liền đã khô héo chết đi. Thất trưởng lão không khống chế được hoảng hốt, khí thế mãnh liệt nhất trưởng cũng dừng ở Trác Phàm đỉnh đầu. Xa xa nhìn về phía khu vực thứ ba phương hướng, bảy trưởng lão sắc mặt kinh nghi bất định, tại sao quái vật này hội chạy tới khu vực thứ hai. Lần nữa nhìn xem đã ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Trác Phàm bọn họ, thất trưởng lão khẽ cắn môi, phẩy tay áo một cái vội vàng hướng về bay đi, cho dù ngay cả cái kia kim cương lưu xa cũng không muốn. Chờ một lúc, một trận cùng hí vang lên, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Một cái phe phẩy to lớn vũ rực quái điểu, theo toàn bộ trên mây phía trên bay qua, che cả bầu trời. Tất cả linh thú tại nghe đến cái này âm thanh gáy gọi về sau, tất cả đều run lẩy bẩy trốn chính mình trong huyệt động. Quái điểu vũ rực thiêu đốt lên thanh sắc liệt diễm, mỗi một lần vỗ, tất có sao hỏa bay xuống. Mà phàm là bị sao hỏa chấm tới chỗ, tất nhiên sẽ đốt vì hư vô. Quái điểu chỗ đi qua, lúc trước còn xanh tươi tốt rừng cây, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh cho tàn. Cho dù là một chút cấp 4 linh thú dính vào ngọn lửa kia, cũng sẽ cái xác không hồn. Kỳ dị quái điểu chính là phốc vỗ một cái cánh, liền trong nháy mắt bay qua, nhưng là nó dưới thân rừng rậm lại cũng không còn tồn tại. Trác Phàm ba người đều hôn mê tại đây mảng than đen trong rừng, thật lâu bất tỉnh. Có chút linh thú nhìn thấy, đi qua người một cái, phát giác không có cái gì khí tức, cho là bọn họ đã chết, liền rời đi. Thực, bọn họ chính là ăn ẩn hơi thở đan, mới biến mất chính mình khí tức mà thôi. Khụ khụ khụ. Bỗng nhiên, từng trận ho nhẹ tiếng vang lên, Tiết Ngưng Hương chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhưng là trước mắt hết thảy lại là để cho nàng giật nảy cả mình. Tại sao lúc trước còn thanh thúy tươi tốt cây cối, hiện tại đã biến thành một mảnh than đen? Sẽ không phải là cùng cái kia thất trưởng lão đại chiến lúc, tạo thành đi. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng bốn phía xem, tìm Trác Phàm bọn họ. Lại chỉ thấy, bọn họ cũng tất cả đều ngất đi. Mà lại Trác Phàm tình huống càng thêm nguy cấp, dưới người hắn đã chảy xuống một mảnh dòng máu, đồng thời cái kia cỗ dòng máu còn đang không ngừng mà theo trong miệng hắn ra bên ngoài bốc lên. Cứ theo đà này, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Trác đại ca. Một tiếng la hét, Tiết Ngưng Hương vội vàng chạy tới, đem nằm sấp ngã trong vũng máu Trác Phàm lật người tới. Lại chính gặp bộ ngực hắn, thình lình xuất hiện một cái nắm đấm lớn huyết động, trực thấu sau lưng. Mà lại sắc mặt hắn cũng càng ngày càng tái nhợt, thân thể chính tại cấp tốc băng lạnh xuống. Nhìn thấy cái này, Tiết Ngưng Hương trong mắt nước mắt, lập tức liền phốc đi rơi xuống đến, gấp quát Trác đại ca, người mau tỉnh lại a. Có lẽ là bị cái kia ôn nhuận nước mắt đánh thức, có lẽ là bên tai không ngừng mà kêu gọi để hắn tìm về sớm đã ngủ say ý thức, Trác Phàm mi đầu hơi hơi động động, suy yếu mở ra hai con ngươi. Trác đại ca, người tỉnh, Tiết Ngưng Hương vui vẻ, kích động nói. Trác Phàm động động bờ môi, lại là hoàn toàn nói không ra lời, hắn đã quá hư nhược. Như là lại không lâu sau, liền sẽ triệt để chết đi. Nhìn lên trước mặt cái này khóc đến nước mắt như mưa thanh lệ khuôn mặt, Trác Phàm hơi chút dừng lại một lát sau, đột nhiên hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng giơ lên một cái cánh tay hướng nơi xa chỉ. Nhưng rất nhanh, liền lại vô lực rơi xuống tới. Tiết Ngưng Hương theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại chính thấy máu anh chính uể oải nằm sấp ngã xuống đất. Chung quanh nó, cũng là một vũng máu. Ngươi để cho ta đem nó lấy tới. Tiết Ngưng Hương nhìn lấy Trác Phàm, hỏi. Trác Phàm không có khí lực trả lời, chỉ hơi hơi nháy mắt mấy cái. Sau đó, Tiết Ngưng Hương lập tức liền minh bạch, cấp tốc đem cái kia huyết anh đưa đến Trác Phàm trước mặt, theo lấy hắn ánh mắt chỗ bày ra, phóng tới bộ ngực hắn phía trên. Chỉ một thoáng, uể oải suy sụp huyết anh hồng quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến vào Trác Phàm thể nội. Mà Trác Phàm cũng thở dài ra một hơi, sắc mặt tiếp cận có hồng nhuận phơn phớt. Hô hấp số lần cũng càng thêm thường xuyên. Máu này anh cùng hắn bản mệnh song tu, thậm chí so tính mạng hắn còn trọng yếu hơn. Chỉ cần huyết anh không có việc gì, hắn coi như thụ lại thương tổn cũng không quan tâm. Nhưng là bây giờ, huyết anh đã sinh mệnh đe dọa. Hắn đành phải lấy tâm huyết của mình cung cấp nuôi dưỡng vật nhỏ này, nhưng là cái này cũng chỉ có thể chống nhất thời mà thôi. Hắn hiện tại cũng là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo đây. Nơi đó còn có thể cứu được huyết anh. Nhưng là huyết anh khôi phục một chút về sau, hắn cũng có một chút khí lực. Máu,
Máu, Trác Phàm khàn khàn cuống họng, lẩm bẩm nói. Tiết Ngưng Hương khẽ giật mình, suy nghĩ một lát, lập tức xuất ra một cây dao găm tại trên cổ tay của mình vạch một cái, cuồn cuộn máu tươi liền trong nháy mắt chảy ra. Đón lấy, nàng ngay lập tức đem cổ tay phóng tới Trác Phàm bên miệng. Thiếu nữ máu tươi một chỗ chảy vào Trác Phàm trong miệng, Trác Phàm khí sắc cũng đang dần dần khôi phục. Tiết Ngưng Hương cảm thấy yên tâm không ít, thở dài ra một hơi, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Bỗng nhiên, Trác Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, bỗng nhiên cắn cổ tay nàng, liều mạng mút thỏa thích lên. Tiết Ngưng Hương nhưng cảm giác cổ tay một trận bứt rứt đau đớn, lại là cắn răng kiên trì lấy, để Trác Phàm có thể đầy đủ hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trác Phàm hút máu không ngừng chút nào, Tiết Ngưng Hương sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt, trước mắt sự vật cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng minh bạch, đây là nàng mất máu quá nhiều tạo thành. Nhưng là nàng lại không quan tâm, tùy ý Trác Phàm tiếp tục mút thỏa thích. Sốt cục, Trác Phàm thả ra khẩu, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiết Ngưng Hương tái nhợt hai gò má lúc, ánh mắt lại là có chút phức tạp. Cảm ơn, Trác Phàm đi qua những huyết dịch này tư nhuận, rốt cục có nói khí lực. Tiết Ngưng Hương gặp, không khống chế được nở nụ cười hớn hở. Tuy nhiên nàng bây giờ nhìn lại sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu, nhưng cái nụ cười này theo Trác Phàm, thế mà xinh đẹp như vậy. Nghĩ đến chính mình lúc trước cách làm, trong lòng của hắn cảm thấy sinh ra một chút áy náy. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo lưu quang tại Trác Phàm trong tay lóe qua, một cái màu xanh lam bình sứ xuất hiện tại Tiết Ngưng Hương trước mắt. Ngưng Nhi, đây là tam phẩm hộ tâm đan, ngươi cho ta này một khỏa, chính ngươi ăn một khỏa, sau đó ngươi lại đi xem một chút tiểu tử kia có chết chưa. Nếu như không chết, cũng cho hắn một khỏa. Nghe đến lời này, Tiết Ngưng Hương gật đầu một cái, chiếu cố Trác Phàm nói tới cho Trác Phàm một khỏa. Sau đó đi xem Tạ Thiên Dương thương thế, gặp hắn không chết, đã chậm rãi tỉnh lại tới, không khống chế được đại hỉ, lập tức cho hắn ăn một khỏa. Chính là đến chính mình thời điểm, lại là giảm bớt. Trác Phàm tuy nhiên nằm bất động, nhưng là trong lòng hết thảy rõ ràng, Ngưng Nhi, người cũng thụ thương, vì cái gì không ăn. Ngưng Nhi lắc đầu, cười nói, ta thụ chính là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Cái này tam phẩm đan dược rất quý giá, vẫn là lưu cho các ngươi đi. Ha ha ha, có cái gì quý giá, dù sao là Tiềm Long Các tặng không, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thở dài. Lần này tới Vạn Thú Sơn Mạch, hắn làm sung túc chuẩn bị, chẳng những mang lên đầy đủ linh thạch, còn có đủ loại đan dược. Dù sao có Hoàng Thất cùng Tiềm Long Các vật tư cung cấp, trừ một chút cực kỳ hy hữu đan dược bên ngoài, hắn nơi này tính toán là chuẩn bị đầy đủ. Liền xem như một chút đặc thù đan dược, toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc cũng không tìm tới, hắn Ma Hoàng cũng có thể chính mình luyện ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn thì đều dùng tới. Ngưng Nhi, ngươi thì ăn đi, đây là hắn thiếu ngươi. Lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, Tiết Ngưng Hương quay đầu nhìn lại, chính là Tạ Thiên Dương. Hắn hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương, tuy nhiên không bằng Trác Phàm như vậy nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng cũng là toàn thân không cách nào lại động đậy. Cái này nếu như không có giam 3 tháng, căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Hiện tại Trác Phàm không thể động đậy, hắn cũng giống như vậy, ngược lại e ngại Trác Phàm không có lớn như vậy, lạnh lùng nói, Ngưng Nhi, ngươi còn không biết à, ngươi vị này Trác đại ca đánh ngay từ đầu chính là muốn hy sinh hết ngươi, lấy ngươi làm mồi nhử. Hắn hiện tại bộ này hùng dạng, cũng coi như tự làm tự chịu, hừ. Trác Phàm nói ra hắn kế hoạch lúc, Tiết Ngưng Hương sớm đã tại Lôi Hỏa Phong Bạo bên trong ngất đi, căn bản không rõ ràng. Bây giờ nghe, không khống chế được giật mình, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn về phía Trác Phàm. Nàng làm sao cũng không muốn tin tưởng, ở chung hơn một tháng, đồng thời thời khắc mấu chốt đối nàng không rời không bỏ Trác đại ca, thế mà là ngay từ đầu liền định đem hắn từ bỏ. Nàng hy vọng dường nào đây chỉ là một đợt hiểu lầm, hy vọng Trác Phàm tự mình nói ra miệng, đây không phải thật. Nhưng là, Trác Phàm cũng chỉ có trầm mặc, hai cái lạnh lùng hai mắt lần thứ nhất không dám cùng nàng đối mặt. Trong mắt bất giác ngấn lệ chớp động, Tiết Ngưng Hương cưỡng chế trong lòng bi thương, không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là trong lòng, lại là như là đao đâm một dạng đau đớn. Không biết từng có lúc,
Trác Phàm thế mà là đối nàng trọng yếu như vậy. Bị nam nhân này bán, nàng không phải hận, mà chính là đau. Như là cảm nhận được trong nội tâm nàng đau đớn, Trác Phàm mi đầu lắc một cái, do dự nói, Ngưng Nhi, ta. Tốt, ngươi cái gì cũng không cần nói. Tiết Ngưng Hương vung tay một vệt có chua xót cái mũi, đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, ta biết Trác đại ca chí dũng song toàn, làm chuyện gì đều có chính mình tính toán, cái này nhất định là cái hiểu lầm. Xong, Tiết Ngưng Hương liền đột nhiên quay đầu, chạy về phía xa, ta đi kiếm chút cành cây, cho các ngươi làm hai bộ dáng điệu, nơi này nhưng là không phải lâu dài mảnh đất. Nhìn thấy nàng sôi nổi, giống người không việc gì một dạng chạy đi, Tạ Thiên Dương không khống chế được nhíu chân mày, ngạc nhiên nói, uy, Ngưng Nhi, ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Hắn hiện tại nhưng là trọng thương tại thân, động một cái cũng không thể động, ngươi muốn làm sao báo thù đều được a. Nhưng là Tiết Ngưng Hương lại căn bản không có đáp lời, không biết là không nghe thấy, vẫn giả bộ không nghe thấy. Tạ Thiên Dương còn phải lại hô, lại là đột nhiên truyền đến Trác Phàm quát lạnh âm thanh, im miệng, nếu như ngươi muốn chết, lão tử hiện tại thành toàn ngươi. Hừ, ngươi so với ta thương tổn còn nặng, lão tử sợ ngươi a. Tạ Thiên Dương lầm bầm hai tiếng, lại là không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên hắn trong lời nói không sợ, nhưng lại y nguyên tâm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn đã nghe ra Trác Phàm lời nói bên trong, trần trụi sát ý. Được chứng kiến Trác Phàm cùng cái kia U Minh Cốc thất trưởng lão đối chiến về sau, hắn mới rốt cuộc biết Trác Phàm đáng sợ. Tuy nhiên một trận chiến này bọn họ thua, nhưng là có thể đem vị kia để bảy nhà tất cả trưởng lão cũng nhức đầu vạn phần thất khiếu quỷ linh lung, bước đến loại kia tình trạng, đủ thấy Trác Phàm khủng bố. Hắn hiện tại đối Trác Phàm là đã hận lại sợ. Hận hắn đối với bằng hữu vô tình, sợ hắn tính toán tường tận cơ quan khủng bố. Nhưng càng nhiều, lại là kính nể. Đây là hắn cái này kiếm hầu phủ thiên tài đệ tử, lần thứ nhất đối một cái người đồng lứa sinh ra dạng này cảm giác. Rất nhanh, Tiết Ngưng Hương liền tìm tới một chút nhánh cây khô, bện thành hai bộ dáng điệu. Đem hai người phân biệt mang lên, Trác Phàm muốn tìm cơ hội nói lời xin lỗi. Nhưng nhìn đến nàng cái kia cố ý né tránh ánh mắt, lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở về. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, uyển như thác nước thẳng chảy xuống mưa to, trong nháy mắt buông xuống ở cái này vừa mới bị liệt diễm thiêu hủy trong rừng cây. Làm dịu mới mầm non, khỏe mạnh lớn lên. Tiết Ngưng Hương dùng cành cây nhỏ buộc lấy hai bộ dáng điệu, tại vũng bùn mưa trên đường kéo đi. Cho dù mưa to đã đem nàng toàn thân ướt nhẹp, lòng đong đường núi để nay đã bởi vì mất máu quá nhiều, mà vô cùng suy yếu nàng liên tiếp ngã xuống. Nhưng là nàng lại không quan tâm, giống như một cái người máy một dạng, bò người lên tiếp tục hướng phía trước kéo đi. Trên đường đi, ba người đều không có nói thêm câu nào. Cho dù là Tạ Thiên Dương ngay từ đầu còn kêu gào lấy, để Tiết Ngưng Hương thừa cơ trả thù một hạ cái này bán bằng hữu người, hiện tại cũng đã im miệng. Nhìn lấy Tiết Ngưng Hương yên lặng nâng hai người tiến lên, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương liếc nhìn nhau, đều là cảm thấy thầm than, ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Lúc trước, Tiết Ngưng Hương thực lực yếu nhất, Tạ Thiên Dương đưa ra đem nàng bỏ xuống, để cho nàng tự sanh tự diệt. Trác Phàm càng quá phận, miệng phía trên nói không vứt bỏ không buông bỏ, làm ra nghĩa bạc vân thiên tư thái, nhưng trên thực tế là đem tiểu cô nương này làm mồi nhử bán. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ bản thân bị trọng thương, chắc trong vòng mấy tháng đều là phế nhân. Nhưng Tiết Ngưng Hương, lại là chân chính làm đến không vứt bỏ, không buông bỏ. Nghĩ tới đây, hai người đều không dám nhìn nữa nha đầu kia liếc một chút, tâm lý chĩu nặng, cảm giác thiếu nha đầu này một phần vô cùng lớn nhân tình, đời này kiếp này, làm sao có thể trả hết nợ. Chít chít chít, trơn ướt mưa trên đường, mặt đất đất đai một trận buông lỏng. Một cái toản sơn thử bỗng nhiên theo đống đất bên trong chui ra, chạy đến Tiết Ngưng Hương trước mặt. Mà nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa, Tiết Ngưng Hương tự biết Trác Phàm định đem nàng bán về sau, lần đầu triển lộ ra nụ cười. Vì lúc trước ba người bố trận muốn đối phó cái kia thất trưởng lão, Tiết Ngưng Hương sợ tiểu gia hỏa này bị liên lụy, liền để nó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không nghĩ tới bây giờ, nó lại chạy về tới. Một lần nữa về đến Tiết Ngưng Hương bên người, tiểu gia hỏa kia cũng hết sức cao hứng, tại Tiết Ngưng Hương dưới chân đi loanh quanh, đột nhiên hướng về một cái phương hướng chạy đi.
Nhìn thấy cái này, Tiết Ngưng Hương biết nó muốn cho nàng dẫn đường, lập tức lôi kéo Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương hướng nơi này chạy đi. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một chỗ trống trải sơn động. Trên mặt không khống chế được vui vẻ, Tiết Ngưng Hương quay đầu nhìn hai người liếc một chút, ngay lập tức đem bọn họ kéo vào sơn động bên trong. Lần này, bọn họ rốt cục có thể tránh mưa liệu thương địa phương. Nhưng là Trác Phàm tại bốn phía xem một phen về sau, lại là biến sắc, hét lớn, nơi này không thể ngốc, chúng ta đi mau. Tiết Ngưng Hương sững sờ, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm mi đầu sâu nhăn, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sơn động chỗ sâu tán loạn một chỗ tử sắc cỏ dại, thản nhiên nói, người nhìn nơi này, toàn bộ đều là giải yêu thảo. Giải yêu thảo có thể thư giãn mệt nhọc, rất tốt a, có cái gì không đúng sao? Tạ Thiên Dương nhíu chân mày, kỳ quái nói. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt một cái nhi, đây là đối với nhân loại mà nói, nhưng là đối linh thú, cái này giải yêu thảo có gây mê tác dụng, hội hấp dẫn bốn phía linh thú tới nơi này. Tạ Thiên Dương khẽ giật mình, giống như nghĩ đến cái gì, cả kinh kêu lên, ý ngươi là. Đây là bẫy. Ngưng trọng gật đầu, Trác Phàm khẳng định nói, đúng vậy, nhưng mà này còn là linh thú ở giữa săn mồi chỗ bố trí cạm bẫy. Cái kia toàn sơn thử bị hấp dẫn đến, liền đem chúng ta cũng mang đến. Đáng chết, người vật nhỏ này trong lúc nguy cấp, chính mình có thể khoan thành động chạy mất, hết lần này tới lần khác đem chúng ta cũng liên lụy vào, lão tử muốn người có làm được cái gì. Tạ Thiên Dương khẽ cắn môi, một trận lửa giận tất cả đều phát đến con vật nhỏ kia trên thân. Nếu là ở bình thường, hắn căn bản không quan tâm điểm này. Nhưng là hiện tại, hắn bản thân bị trọng thương, chính là mặc người thịt cá thời điểm, toàn thân cao thấp không có nửa phần sức phản kháng. Có thể hết lần này tới lần khác là hiện tại, rơi vào như thế cái nguyên thủy trong cạm bẫy. Nghĩ đến hắn đường đường kiếm hầu phủ thiên tài đệ tử, không có bị cái kia u quỷ thất sát, lại chết tại một đám xúc sinh bên trong miệng, hắn liền tràn ngập không cam lòng. Cái kia toàn sơn thử như là cũng tương đương ủy khuất, nhẹ nhàng gọi vài tiếng, cúi thấp đầu. Tiết Ngưng Hương trong lòng không đành lòng, một bên đem nó ôm vào trong ngực trấn an, một bên trần chờ một chút, hướng Trác Phàm nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tuy nhiên nàng đối Trác Phàm có khúc mắc, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là hướng hắn cầu trợ. Còn có thể làm sao, đi mau a. Trác Phàm còn chưa lên tiếng, Tạ Thiên Dương đã thúc giục nói. Trác Phàm trầm ngâm một lát, vội hỏi, hiện tại giờ nào? Tiết Ngưng Hương ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài sơn động bầu trời, mây đen dày đặc, mưa to như chút nước, bất đắc dĩ lắc đầu, không rõ lắm, cũng đã qua một ngày đi. Vậy liền bị. Trác Phàm thở dài, sắc mặt ngưng trọng dị thường, ẩn hơi thở đan dược hiệu đã qua, chắc những xúc sinh đó từ chúng ta vừa tiến đến, liền đã phát hiện. Hiện tại, có lẽ chính tại thành tốp hướng chỗ này tập trung. Tạ Thiên Dương giật mình, kém chút đem cái cằm kinh hãi rơi xuống, người nói. Thành tốp, gật gật đầu, Trác Phàm thở dài nói, Phàm là cường đại linh thú, đều khinh thường tại làm dạng này mánh khóe. Chỉ có đê cấp linh thú mới có thể vải dạng này bẫy, mà lại đại đa số còn là quần cư hành động. Giống như vì nghiệm chứng Trác Phàm suy đoán, hắn vừa dứt lời, mông lung trong mưa to, liền liên tiếp vang lên dã thú hồng hộc gầm nhẹ âm thanh. Từng đôi bốc lên màu xanh lá u quang song đồng, thẳng tắp hướng núi động nơi này phóng tới. Đại khái nhìn lại có hơn ngàn đôi nhiều. Khát máu tàn lang. Trác Phàm trong mắt hơi híp, thở dài, song, khát máu tàn lang tuy thuộc cấp 2 linh thú, nhưng số lượng đông đảo, lang vương càng là cấp 3 linh thú. Gặp phải chúng nó, coi như cấp 4 linh thú cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tạ Thiên Dương kinh ngạc nhìn cái kia thăm thẳm lục quang đang không ngừng hướng bọn họ nơi này tới gần, mặt hiện bi phẫn màu sắc ai, nhớ lại ta Tạ Thiên Dương thiên kiêu chi tử, thế mà sẽ chết ở loại địa phương này, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a. Tiết Ngưng Hương cũng là một mặt bi thương, nhưng là Trác Phàm lại là y nguyên bình tĩnh. Tạ Thiên Dương. Đột nhiên, Trác Phàm thản nhiên nói, người đem thanh kiếm kia lấy ra, giao cho Ngưng Nhi. Ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương sững sờ, khó hiểu nói, coi như ta sáng tinh kiếm là tứ phẩm linh binh, nhưng Ngưng Nhi chỉ có tụ khí tứ trọng thực lực, cũng đánh không lại cái kia đám xúc sinh a. Nói đến đây, Tạ Thiên Dương như là cảm thấy như thế thường quy phân chia thực lực, có vẻ như có chút không ổn, riêng là trịnh trọng nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau,
mới lại bổ sung, nàng cũng không phải là ngươi, chính là tụ khí lục trọng nhưng là thực lực có thể cùng đoán cốt thiên huyền cao thủ sánh vai, mạnh theo quái vật. Trác Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngưng nhi cầm tới thanh kiếm kia, lại không cần liều mạng, chỉ cần có thể đột phá ra ngoài là được rồi. Lấy, Trác Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bình sứ nhỏ liền xuất hiện tại hắn trước người, nhưng là hắn cũng không có khí lực đi lấy nó. Ngưng nhi, bình này ẩn hơi thở đan ngươi lấy được. Trác Phàm thở sâu, trên mặt một mảnh vẻ đạm nhiên, đợi ngươi đột phá trùng vây về sau, liền dựa vào nó rời đi mảnh này vạn thú sơn mạch, nhưng cũng không muốn lại về nhà, trực tiếp ra khỏi thành đi thôi. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương thần sắc khẽ giật mình, hắn giờ mới hiểu được Trác Phàm ý tứ. Hai người bọn họ đều thiếu nợ ngưng nhi quá nhiều, hiện tại đến tất tử chi cảnh, thật là không cần thiết lại liên lụy nàng. Nghĩ tới đây, hắn cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một mực như hình với bóng tứ phẩm linh binh sáng tinh kiếm, lấy ra. Nhìn thấy hai người quyết tuyệt ánh mắt, Tiết Ngưng Hương trầm ngâm một trận, cầm lấy vậy mang kim kiếm liền hướng động khẩu phóng đi. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương đối mắt nhìn nhau cười một tiếng, đều là thư sướng thở dài ra một hơi, dường như trong lòng để xuống chớ đại bao phục. Kể từ đó, chúng ta phần ân tình này cũng có thể trả hết nợ. Cho dù chết, cũng có thể không lo lắng. Tạ Thiên Dương nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói. Trác Phàm sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta ngược lại là không quan trọng báo đáp ân tình, cho dù hiện tại chết, ta vẫn là không có cam lòng. Bất quá, ta chính là không nghĩ tới nhà đầu kia lại vì ta làm cái gì, chỉ thế thôi. Hừ, lãnh khốc vô tình. Tạ Thiên Dương bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, không hề đi xem hắn. Như thế như vậy, hai người đều trầm tĩnh lại, lẫn nhau không lên tiếng nữa, yên tĩnh chờ lấy những khát máu đó tàn lang sau khi đi vào đem bọn hắn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Nhưng, đúng lúc này, từng tiếng kêu gào đột nhiên vang lên, một đạo máu tươi đột nhiên tung tóe đến hai trên mặt. Hai người không khống chế được giật mình, vội vàng nhìn về phía trước, lại chỉ thấy giờ này khắc này, Tiết Ngưng Hương chính là một người chú kiếm ngăn tại động khẩu. Những khát máu đó tàn lang thì là gầm nhẹ đem nàng đoàn đoàn vây quanh, sau đó có mấy cái bỗng nhiên xông lên, liền bị nàng một kiếm vung xuống chém tới đầu sói. Bởi vì sơn động này chỉ có một cái cửa ra, cho nên nàng cản ở nơi đó, liền ngăn lại tất cả bầy sói, để chúng nó một cái đều vào không được. Ngưng nhi, ngươi làm gì? Trác Phàm giật mình, hét lớn. Tiết Ngưng Hương bá một tiếng, huy động kim kiếm, lại là một vệt kim quang lóe qua, đem nhào lên ba con sói đói đánh chết ở dưới kiếm. Quay đầu nhìn Trác Phàm hai người liếc một chút, lộ ra rực rỡ nụ cười, các ngươi nhìn, chỉ cần ta thủ tại chỗ này, chúng nó thì đều vào không được. Đần độn, những cái kia xông lên đều là pháo hôi, Lang Vương tuyệt đối sẽ không quan tâm chúng nó sinh tử. Nhưng là ngươi, sẽ bị chúng nó kéo chết. Trác Phàm không khống chế được chửi ầm lên, nhưng là trong mắt lại là không gì sánh được lo lắng. Tiết Ngưng Hương nhếch miệng cười một tiếng, không quan tâm lắc đầu, cái kia Lang Vương chính là con dã thú, có thể không quan tâm nó thuộc hạ sinh mệnh. Nhưng là các ngươi là ta xuất sinh đến nay, thứ nhất cùng cái thứ hai, cũng là trọng yếu nhất bằng hữu, ta sẽ không buông tha cho các ngươi. Lấy, Tiết Ngưng Hương lần nữa huy động kim kiếm, chém giết hai cái gấp phốc mà lên sói đói. Bởi vì trên đường đi bôn ba, lại có thương tích thế tại thân, còn vì Trác Phàm chuyển vận đại lượng huyết dịch. Nàng hiện tại sắc mặt tương đương tái nhợt, nghênh phong gió lốc, thậm chí sau một khắc nàng sẽ ngã xuống đi một dạng. Nhưng là nàng ánh mắt lại là kiên định lạ thường, không hề sợ hãi. Bá bá bá, Tiết Ngưng Hương đang không ngừng huy động kim kiếm, nương theo lấy từng tiếng thê thảm tiếng kêu gào, nàng dưới chân đã là một mảnh vũng máu, to lớn đầu sói chất đầy một chỗ. Nàng cái trán đã tụ tập đầy ắp mồ hôi, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút xuống tới. Hai tay dường như đã không phải là nàng một dạng, sớm đã chết lặng. Nhưng là nàng như cũ tại huy động, thân thể trong gió mát phất động. Thật sâu nhìn lấy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, Trác Phàm trong mắt một rung một cái, như là có một cỗ ấm áp dòng nước ấm tại trong ánh mắt đảo quanh. Bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, Trác Phàm không nghĩ tới lại đi nhìn phía trước cảnh tượng, hít sâu một hơi, trong lòng dường như lại tại máu một dạng. Trác Phàm. Đột nhiên. Tạ Thiên Dương khẽ cắn môi, hung tợn nói, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hai chúng ta,
thì mẹ hắn là tên hỗn đản. Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng, không nói gì. Tạ Thiên Dương liếc hắn một cái, lại nhìn xem phía trước ra sức phấn đấu Tiết Ngưng Hương, cũng học Trác Phàm bộ dáng, chăm chú nhắm mắt lại. A! À, đột nhiên, theo rít lên một tiếng vang lên, Tiết Ngưng Hương bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, một chút mất tập trung bị một đầu sói đói cắn đầu kia cầm lấy kim kiếm cánh tay, đem nàng bổ nhào. Đón lấy, lại là một con sói nhào lên, đem nàng một cái tay khác cắn. Nàng muốn phản kháng, dĩ nhiên đã dậy không nổi. Không chỉ là cái kia hai cái sói đói áp chế, còn có nàng bản thân thể lực đã tiêu hao đến đỉnh điểm, lại không càng nhiều khí lực. Cho dù là cái kia hai cái sói đói sắc bén hàm răng thẳng qua nàng hai tay, máu tươi chảy ròng, nàng cũng đã hoàn toàn không cảm giác. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương sớm đã đoán được lại là loại kết quả này, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đóng chặt hai con ngươi, không nhìn tới nàng. Bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy nha đầu này, bị đàn sói chia ăn cảnh tượng. Chỉ có bọn họ hàm răng còn tại cắn thật chặt, trong tai không ngừng truyền đến đàn sói trầm thấp ác tiếng giống, cùng Tiết Ngưng Hương hơi thở mong manh hô hấp. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật nghĩ đem cái này hai cái lỗ tai đều ngăn chặn, miễn cho nghe đến cái kia cốt nhục xé nát thanh âm. Ô ô ô, giống như là chúc mừng săn bắt thành công, đàn sói cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Một cái so với hắn sói lớn gấp ba lang vương, nện bước ung dung tốc độ, chậm rãi đi vào Tiết Ngưng Hương trước người, ánh mắt lộ ra khát máu ánh sáng. Liếm liếm trước miệng hai cái răng nanh, lang vương một tiếng giống to, bỗng nhiên mở ra miệng máu lớn, một ngụm hướng Tiết Ngưng Hương táp tới. Nhưng là Tiết Ngưng Hương dĩ nhiên đã mê mẫn đau nhức, mắt tối sầm lại liền ngất đi. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương đều cắn thật chặt răng, không muốn mở mắt ra nhìn một chút. Giống. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên giống to đột nhiên theo vạn thú sơn mạch chỗ sâu phát ra. Tiếng giống như sóng biển đồng dạng, theo mọi người bên tai xẹt qua. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương chợt nghe giống to âm thanh, còn chưa kịp giật mình, liền đã ngất đi. Mà những khát máu đó tàn lang, thì là trong mắt co rụt lại, trong nháy mắt không có ý thức, hơn ngàn bầy sói bịch bịch ngã xuống một mảng lớn. Chỉ có cái kia lang vương đang không ngừng lung lay thân thể. Trong mắt tản ra vẻ sợ hãi. Nhưng là còn chưa chờ nó co cẳng chạy trốn, một đạo thanh sắc hỏa quang liền hóa thành một đường thẳng trong nháy mắt đảo qua phiến khu vực này. Tất cả khát máu tàn lang, tại hỏa quang kia xẹt qua về sau, liền toàn cũng hóa thành hư vô. Cho dù là cái kia cấp 3 linh thú, thì huyết lang vương, cũng là sợ hãi nhìn lấy ánh lửa xẹt qua, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Nhưng không biết là vô tình hay là cố ý. Trác Phàm ba người lại là tại đây đạo hỏa quang dưới, hoàn toàn còn sống sót. Chính là ba người, vẫn tại mê man mà thôi. Trác Phàm, mông lung bên trong, Trác Phàm như là nghe được có người đang hô hoán tên hắn, không khống chế được chậm rãi mở ra mê mang con mắt, bò người lên bốn phía xem. Đây là một mảnh hiện ra mê vụ địa phương, không biết là nơi nào. Nhưng là rất nhanh, hắn thì ý thức được, hắn không phải trọng thương tại thân sao. Tại sao đã có thể hành động tự nhiên? Đột nhiên, hai đoàn ngọn lửa màu xanh giấy lên. Trác Phàm đột nhiên quay đầu hướng chỗ ấy nhìn lại, lại chỉ thấy một đạo thân mang trường bào màu xanh hình bóng lăng không thủ tại hai đạo hỏa quang ở giữa, mà hắn áo bào xanh phía trên, như là cũng thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Ngươi gọi là Trác Phàm A, ta nghe cái kia hai cái tiểu gia hỏa là gọi như vậy ngươi. Cái kia nói bóng người màu xanh khẽ cười một tiếng, âm u nói. Nghe thanh âm, thế mà một vị trung niên đại hán, nhưng là hắn lại thấy không rõ cái kia người bộ dáng. Trác Phàm trong lòng nghi hoặc, cau mày nói, ngươi là ai? Ngươi không cần biết, cái kia bóng người màu xanh lắc đầu, thản nhiên nói, nơi này là ta địa phương, chỉ có ta hỏi ngươi phần. Trác Phàm, ngươi đến vạn thú sơn mạch làm gì? Bóng người màu xanh hỏi. Trác Phàm trầm ngâm chốc lát nói, bắt linh thú, luyện ma vật. Cái gì linh thú? Cấp 6 linh thú, lôi vân tước. Ngươi muốn nó làm cái gì? Nghe được lời này, Trác Phàm đi loanh quanh con ngươi, thản nhiên nói, muốn linh thú còn có thể làm gì, đương nhiên là vì đề cao thực lực. Oanh! Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm nhất thời đã cảm thấy đầu một trận oanh minh, như muốn nổ tung đồng dạng. Ha ha ha, lúc này, người kia phát ra chấn thiên cười to, tiểu gia hỏa. Nơi này là ngươi ý thức không gian,
ngươi nếu là nói dối, ta nhưng là rất dễ dàng thì phát giác. Trong mắt không khống chế được co rụt lại, Trác Phàm dương mắt nhìn trong hư không bóng người, không khống chế được thất sắc. Người này lại có thể bằng ý thức, xâm nhập vào khác người ý thức không gian, thực lực như thế, sớm đã siêu nhiên thần chiếu cảnh phạm trù. Thậm chí, đã siêu việt phàm giai. Ngươi là, thánh vực, Trác Phàm hít sâu một hơi, kinh dị nói. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại phàm giai cư nhiên có thể đụng tới thánh vực cao thủ. Người kia như là cũng không nghĩ tới Trác Phàm sẽ nói ra thánh vực hai chữ, không khống chế được sững sờ, tiếp lấy nghiêm túc gật đầu, người quả nhiên không phải người bình thường, cư nhiên biết thánh vực, còn có thể bày ra thượng cổ trận thức, tế luyện huyết anh. Trác Phàm cảm thấy kinh hãi, hắn làm ra sự tình, người này thế mà là tất cả đều dám thị bí mật lấy, mà lại liền huyết anh cũng biết. Huyết ma lão tổ sự tình, niên đại xa xưa, liền xem như tại thánh vực cũng không có mấy người biết. Cho dù là hắn đường đường ma hoàng, nếu không phải đến cửu u bí lục, những thứ này thượng cổ nhớ ngửi, hắn cũng không thể rõ ràng. Nhưng là, ngươi, cuối cùng là ai? Ta nói qua, ở chỗ này ngươi không có đặt câu hỏi quyền lực. Cái kia áo bào xanh người lạnh lùng nói, ngươi tại sao muốn tìm Lôi Vân Tước, nói thật. Trác Phàm trầm ngâm một trận, biết không có cách nào giấu giếm hắn, không khống chế được nghiêm túc nói, ta muốn đi Lạc Lôi Hạp. Tìm kiếm đại đế di tích, cần Lôi Vân Tước giúp ta cả nơi này sấm xét. Người kia như là cũng không nghĩ tới Trác Phàm đáp án lại là cái này, nhưng là rất nhanh chính là cười to lên, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, ha ha ha. Tốt, quá tốt, nơi này nhưng là chỗ tốt, người nên đi. Vừa dứt lời, bá một tiếng, người kia đột nhiên biến mất, tiếp lấy lại trong nháy mắt xuất hiện tại Trác Phàm trước mặt. Trác Phàm căn bản phản ứng không kịp. Không khống chế được kinh hãi. Nhưng là cảm thấy người kia không có địch ý, liền cũng không dám lại cử động. Đốt! Người kia nhất chỉ nhẹ nhàng điểm tại Trác Phàm cái trán, chỉ một thoáng, một nói thanh sắc hỏa diễm tại trên trán hắn hơi có vẻ tức thì. Nhưng là Trác Phàm lại là cảm thấy một cỗ ôn nhuận, theo đỉnh đầu hắn xẹt qua. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, lão phu cùng ngươi hữu duyên, đưa ngươi cái tiểu lễ vật, hy vọng ngày sau có cơ hội đến giúp ngươi. Người kia lần nữa biến mất hình bóng, nhưng là hắn tiếng nói lại là tại Trác Phàm mà thôi trước quanh quẩn, người muốn tìm Lôi Vân Tước, tiến vào khu vực thứ ba 3000 dặm bên ngoài là được. Có thể hay không thuần hóa nó, thì nhìn ngươi bản sự, ha ha ha. Chờ một chút, Trác Phàm kinh hô một tiếng, bỗng nhiên ngồi xuống. Một luồng chói mắt ánh sáng mặt trời bắn vào cái này tối tăm sơn động, khiến cho ánh mắt hắn không khỏi mị mị. Giờ này khắc này. Hắn mới kinh dị phát hiện, hắn lại có thể động. Mặc dù bây giờ vẫn còn có chút suy yếu, nhưng là thương thế đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Cẩn thận ngưng thần nội thị, chỉ thấy cái kia huyết anh chính an an ổn ổn nằm tại hắn vùng đan điền, cho dù vẫn như cũ uể oải, nhưng đã không như lúc trước như thế không có không hơi thở, thậm chí cái kia hai cái mắt nhỏ đã bắt đầu hơi hơi run run, mắt thấy là phải tỉnh lại. Cảm thấy không khống chế được hoảng sợ, Trác Phàm hoàn toàn có thể khẳng định. Tối hôm qua cái kia xâm nhập hắn ý thức không gian người, tuyệt đối là thoát ly phàm giai cao thủ. Nếu không không có khả năng có như thế đại thần thông, trong vòng một đêm chữa khỏi thương thế hắn, thậm chí ngay cả huyết anh vết thương chí mạng cũng một mực chữa khỏi. Chính là, người kia tiếp cận chính mình, cuối cùng có mục đích gì? Trác Phàm mi đầu sâu nhăn, đưa tay sờ sờ trán mình vị trí. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, người kia tại trên trán hắn một chút. Như là có đồ vật gì lưu ở trong cơ thể hắn. Bất quá, lấy hắn thực lực bây giờ, lại là hoàn toàn không cách nào dò xét điều tra ra. Nghĩ một lát, Trác Phàm lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ như thế nào, người kia cũng là cứu mình. Dù cho có mục đích gì, đó cũng là về sau sự tình. Lấy hắn thực lực bây giờ, này cao thủ sẽ đối với hắn có ý tưởng. Không khống chế được âm thầm suy cười một tiếng. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn có lúc muốn xác thực quá nhiều. Hiện tại rõ ràng vẫn là cái tụ khí lục trọng cặn bã, lại luôn cầm hoàng giai cao thủ tâm, thật sự là nhàn nhức cả trứng. Hiện tại hắn mục tiêu chủ yếu, cũng là đề cao thực lực. Chỉ có thực lực cường đại, mới có chỉ điểm giang sơn tư cách. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trác Phàm thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên những cái kia thanh thúy tươi tốt cây cối đều đã là than cốc,
nhưng là cái kia ánh sáng mặt trời lại như cũ long lanh. Anh! Đột nhiên, một tiếng ưm chi tiếng vang lên, Trác Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, mới bỗng nhiên phát hiện, Tiết Ngưng Hương chính suy yếu ngã vào trong vũng máu. Sau đó hắn vội vàng đi lên, đem nàng đỡ dậy, cho nàng này một khỏa hộ tâm đan. Một tia nhu hòa nguyên lực ở trên người nàng đi khắp một vòng về sau, Trác Phàm mới phun ra một ngụm chọc khí, yên lòng. Nha đầu này thương thế chính là bị thương ngoài da, không sao cả, chủ yếu là nàng cùng thị huyết lang quần đem hết toàn lực, nguyên lực hao hết mới có thể như vậy, tu dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Nhìn lấy Tiết Ngưng Hương trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Trác Phàm trong lòng thầm than một tiếng, cảm thấy thế mà lần nữa nâng lên một tia áy náy, nhịn không được đưa tay tại mặt nàng trước nhẹ nhàng mơn trớn, giúp nàng trừ bỏ trên mặt vết bẩn. Giống như cảm thấy Trác Phàm thô ráp bàn tay, Tiết Ngưng Hương mi đầu bất giác run run, từ từ mở mắt. Đợi nàng nhìn thấy Trác Phàm sắc mặt lúc, khóe miệng không lý do hướng nhếch lên vểnh lên, thế mà vui tươi như vậy. Trác đại ca, chúng ta đều đã chết sao? Yên tâm đi, chúng ta đều còn sống. Gạt người, người thường thế nặng như vậy, làm sao có thể hoạt động? Tiết Ngưng Hương con mắt híp lại, dường như nghệ đồng dạng mà nói, bất quá. Quá tốt, chúng ta đều chết cùng một chỗ. Lấy, tiểu nha đầu này thế mà lần nữa mơ màng ngủ mất. Trác Phàm nhìn lấy nàng an tường bộ dáng, trong lòng bất giác mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm lấy nàng phóng tới sơn động chỗ sâu, đem những giải ưu đó thảo bày ở bên người nàng. Đối với nhân loại, đây là thư giãn mệt nhọc đồ tốt nhất, đối nàng thương thế cũng có chỗ tốt. Sau đó, hắn trực tiếp đi vào vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Tạ Thiên Dương trước người, thái độ tự nhiên là không có như vậy hiền hòa. Uy, tỉnh, tỉnh. Trác Phàm dùng chân nhẹ nhàng đá hắn hai lần, nhưng là hắn lại là lắc đầu, y nguyên không chịu tỉnh lại. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm không khống chế được sùi cười một tiếng, nâng lên một chân liền hung hăng đá trên mông hắn. A! À, một tiếng chấn thiên hoàn toàn, giống như giết heo kêu thảm vang vọng tại toàn bộ trong núi rừng. Rất nhiều linh thú sau khi nghe được, đều không khống chế được giật mình, đầy mặt kinh dị nhìn về phía hướng kia. Mẹ nó, đây là vật gì, gọi tiếng cư nhiên như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mình vạn thú sơn mạch bên trong này đến nhiều như vậy quái vật đáng sợ, thật sự là càng ngày càng không tốt ngốc. Mà trong sơn động, Tạ Thiên Dương trong mắt chứa lệ nóng, bờ môi không chỗ ở đánh lấy run rẩy, nhưng là thân thể lại không thể động, lẩm bẩm nói, đây là địa phương nào a? Ta lúc còn sống có thể không có từng làm những chuyện xấu gì, tại sao sau khi chết tiêu rồi loại khốc hình này? Đá ngươi một chân coi như cực hình, vậy ngươi thật đúng là kiếm hầu phủ đại thiếu gia, chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng a? Trác Phàm nhìn lấy Tạ Thiên Dương cái kia kinh ngạc mạc danh bộ dáng, không khống chế được buồn cười. Tạ Thiên Dương lúc này cũng nhìn thấy Trác Phàm, không khống chế được sửng sốt nói a, à, là ngươi đá ta. Dựa vào cái gì, chúng ta rõ ràng cùng chết, dựa vào cái gì ngươi có thể đối với ta dùng hình. Trác Phàm không khống chế được nhìn không được cười lên, nếu như chúng ta đều chết, tự nhiên chúng sinh bình đẳng. Đáng tiếc a, chúng ta đều còn sống, ngươi lại không thể động, cho nên. Cái gì, chúng ta còn sống? Tạ Thiên Dương hắn lời nói không nghe thấy, chính là nghe đến còn sống hai chữ, liền không khỏi vừa mừng vừa sợ, đợi lần nữa nhìn về phía bốn phía hoàn cảnh lúc, càng là cười to lên, ha ha ha. Quả nhiên là cái sơn động kia, chúng ta quả thật còn sống. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện không hợp lý, lông mày nhíu lại, đầy mặt kinh dị nhìn về phía bên cạnh Trác Phàm, cả kinh kêu lên, nếu là chúng ta còn sống, vì cái gì ngươi có thể di động, ta không thể động. Ngươi thường so sánh được lão tử nghiêm trọng nhiều a, mà lại ngươi tu vi cũng không có ta sâu, tại sao? Trác Phàm hơi hơi nhún nhún vai, hướng Tạ Thiên Dương đắc ý nhíu nhíu mày. Sau đó còn tùy ý nhảy động một cái, đến kích thích một hạ cái này luôn luôn tự phụ thiên tài con cháu. Tạ Thiên Dương rung động một cái bờ môi, trong mắt kinh hãi càng sâu, sau cùng hung hăng cắn răng nói, quái vật. Hắn thật là không nghĩ ra, nặng như vậy thương thế, đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, làm sao có thể trong vòng hai ngày liền tốt đến loại trình độ này. Liền xem như hắn cái này đoán cốt thất trọng cao thủ, không có một hai tháng cũng tuyệt đối đứng không vững a. Nhưng là, làm sao, ai? Tạ Thiên Dương cảm thấy thầm than một tiếng, ngũ vị tạp trần.
Nguyên bản hắn kiến thức đến Trác Phàm tụ khí lục trọng, nhưng thực lực, kiến thức cùng tâm kế đều mạnh hơn hắn, liền đã cảm giác khó chịu. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này lại xuất hiện một cái mới thiên phú kỹ năng, trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Cái này mẹ hắn còn thế nào cùng người ta so, bị người ta vung cách xa vạn dặm cũng không chỉ a. Trác Phàm, người hãy thành thật nói cho ta biết, con mẹ nó ngươi là người a. Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, oán hận nói. Trác Phàm bật cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, lão tử đương nhiên là người, chính là nhân phẩm so với bình thường người tốt một chút mà thôi. Tạ Thiên Dương gặp Trác Phàm ở trước mặt hắn, trang bước đến tình trạng như thế, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bởi vì thân thể không thể động, lại không cách nào phản bác. Chỉ là coi như thân thể có thể di động, chính diện đọ sức, Trác Phàm vài cái trận pháp đem hắn miểu sát, còn đánh cái gì đánh. Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Dương lại là một thanh chua xót nước mắt a, thiên tài đệ tử ngạo kiều toàn mẹ hắn mất hết. Nhưng là, Trác Phàm có thể hành động về sau, đối ba người bọn họ tới nói, lại hẳn là có tốt đẹp nhất chỗ. Cái kia chính là, hắn có thể bày ra trận pháp đến bảo hộ ba người an toàn. Trên một điểm này, Tạ Thiên Dương cũng vô pháp phản bác, Trác Phàm khôi phục lại, tác dụng xác thực so với hắn hiếu thắng quá nhiều. Lấy hắn thực lực, coi như toàn thịnh thời kỳ, tại cái này địa phương, trừ chính hắn, ai cũng bảo hộ không, nhưng Trác Phàm lại là có thể bảo vệ bọn hắn mọi người. Trong giới chỉ linh thạch từng cái bay ra, Trác Phàm không nói hai lời, tại trước sơn động vải hạ một đạo thượng cổ nhất cấp thiên ẩn trận. Chỉ một thoáng, chỉnh sơn động đều biến mất tại bên trong dãy núi này, liền một tia khí thức đều không tiết lộ. Cho dù là cấp 6 linh thú đi qua, cũng tuyệt đối phát hiện không, dường như nơi này cho tới bây giờ thì chưa từng có qua sơn động giống như. Kết quả là, tại dạng này an toàn hoàn cảnh dưới, ba người cũng rốt cục có thể an tâm liệu thương. Về sau, Tiết Ngưng Hương ngủ say 3 ngày 3 đêm về sau, cũng rốt cục tỉnh táo lại. Khi biết bọn họ không chết, Trác Phàm thương thế cũng khỏi hẳn hơn phân nửa về sau, bất giác vừa mừng vừa sợ. Chính là không để cho nàng minh bạch là, sau cùng những khát máu đó tàn lang đi đâu, tại sao không có ăn hết bọn họ. Điểm này, Tạ Thiên Dương cũng không rõ ràng, chỉ có Trác Phàm có chút manh mối, xem ra là cùng xâm nhập hắn ý thức không gian cái kia cao thủ có quan hệ. Cứ như vậy, ba người cùng một chỗ bình tĩnh vượt qua hơn 3 tháng. Trong lúc đó, Trác Phàm thương thế đã hoàn toàn khôi phục, Tạ Thiên Dương cũng là khôi phục hơn phân nửa, có thể dùng ra 7 thành thực lực. Tiết Ngưng Hương còn càng là sớm đã khỏi, chỉnh một chút tháng 3 đều theo toàn sơn thử chơi quên cả trời đất. Trác Phàm hai người, hiện tại cũng càng thêm vui lòng nhìn thấy nàng nụ cười, đối đãi nàng cùng mình thân muội muội không có gì khác nhau. Tiết Ngưng Hương đối với hai người, như là cũng nhiều hơn mấy phần ỷ lại. Bạch, trước sơn động chưa tới 100 mét một rừng cây nhỏ bên trong, Tạ Thiên Dương một kiếm bổ ra tiểu sơn đại nham thạch, quơ cánh tay một cái, đối với nơi xa Tiết Ngưng Hương cười cười, tự giác đã khôi phục 8 thành thực lực. Tiết Ngưng Hương vỗ tay, cùng toàn sơn thử cười hưng phấn mặt đỏ bừng, đối đãi Tạ Thiên Dương ánh mắt, như là đối đãi thân ca ca. Lúc này, Trác Phàm đi đến hai người trước người, mỉm cười, thật mạnh kiếm thế, có lẽ lần này sau khi thương thế lành, người thì có thể đột phá đoán cốt bát trọng cảnh. Người còn không phải nhờ vào đó thụ thương cơ hội, đột phá tụ khí thất trọng. Tạ Thiên Dương lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra bất mãn màu sắc, lại nói, Trác Phàm, người nhãn lực tốt thì thế nào? Ta lập tức muốn đột phá, chính ta không biết, muốn ngươi nói ra tới sao? Tiết Ngưng Hương đuổi vội vàng cười tới khoát khoát tay. Khuyên, hai người các ngươi mấy tháng này làm sao vừa thấy mặt thì luôn cãi nhau, các ngươi trước kia không phải như thế à? Đây còn không phải là vì ngươi. Tạ Thiên Dương ưỡn ngực một cái, đứng tại Tiết Ngưng Hương một bên, chỉ Trác Phàm mắng to, ta nghĩ đến đây tiểu tử lúc trước đem Ngưng Nhi ngươi làm mồi nhử, ta thì tức giận đến nổi trận lôi đình à. Ngươi đừng nói cãi nhau, ta hiện tại đều muốn đánh hắn. Vậy ngươi còn không phải như vậy. Lúc trước người nào cái thứ nhất đưa ra đem nàng bỏ xuống, ngăn chặn cái kia thất trưởng lão chân sau. Ta đây không phải là, Tạ Thiên Dương không khống chế được liếm liếm bờ môi, nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh liền lý trực khí tráng nói, ta lúc đó không biết Ngưng Nhi tốt như vậy, nếu như sớm biết, ta có thể không nỡ. Lại nói, coi như ta đem Ngưng Nhi bỏ xuống, cũng so người tự tay đem nàng đưa đến miệng hổ tốt ha.
Ta là ma đạo tu giả, so ngươi hư một chút rất bình thường. Hư một chút, con mẹ nó ngươi so ta hư nhiều. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương vì nàng sự tình, người một câu ta một câu cãi lộn, Tiết Ngưng Hương ở một bên thấy vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng khoát tay một cái nói, hai người các ngươi đừng ầm ĩ, đều là đi qua sự tình, ta đều không ngại, làm gì các ngươi còn phải bắt được không thả đâu. Không phải, ta chính là muốn cho ngươi đòi cái công đạo. Tạ Thiên Dương đi vào Tiết Ngưng Hương bên cạnh, xứng lấy bả vai nàng, dường như cùng nàng là một đám, hai mắt hung tợn trừng mắt Trác Phàm. Nhưng là Trác Phàm, lại chính là mỉm cười. Tốt, tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử bằng hữu, trước kia sự tình thì xóa bỏ tốt. Tiết Ngưng Hương nhìn xem Trác Phàm, lại nhìn xem Tạ Thiên Dương, lộ ra cởi mở mỉm cười, duỗi ra một cái ngón út tới. Tạ Thiên Dương bĩu môi, rất không tình nguyện vươn ra, Trác Phàm lại là thờ ơ duỗi ra. Ba cái đầu ngón tay xứng cùng một chỗ, ba người biểu lộ khác nhau, nhưng là bỗng nhiên. Một dòng nước ấm lại là bỗng nhiên tại ba người trái tim rong chơi. Nhân sinh đến một chi kỷ đã là khó càng thêm khó, huống chi là sinh tử chi giao. Từ hôm nay trở đi, ba người bọn họ chính là không vứt bỏ, không buông bỏ sinh tử bạn chi kỷ, như thế tình nghĩa, Trác Phàm thầm nghĩ, chắc kiếp này rất khó gặp lại. Đem ba ngón tay mỗi người thu hồi, Trác Phàm thật sâu nhìn hai người liếc một chút, cười nói, đã mọi người hiện tại thương thế đều đã khôi phục. Vậy liền đường ai nấy đi đi. Không khống chế được giật mình, hai người đều là không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, tại sao lúc này nói ra những lời này. Trác Phàm trầm ngâm một chút, bật cười lắc đầu, xin lỗi, vừa mới ta nói sai, là ta muốn rời khỏi. Tạ Thiên Dương, Ngưng Nhi để cho ta mang nàng ra khỏi thành, ta chắc làm không được, người giúp ta mang nàng đi thôi. Trác đại ca, người muốn đi đâu? Tiết Ngưng Hương quính lên. Chặn lại nói. Trong mắt Ngưng tụ, Trác Phàm bình tĩnh nói, khu vực thứ ba. Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương hai người cùng nhau giật mình, khó hiểu nói, lúc trước muốn đi khu vực thứ ba, là tránh né thất trưởng lão, hiện tại ngươi tại sao còn muốn đi? Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm trong mắt lóe lên một tia vẻ áy náy, thực không dám giấu giếm, khu vực thứ ba vốn chính là ta lần này mục tiêu. Lúc trước để cho các ngươi cùng một chỗ theo tới, thực. Cũng có lợi dụng ý tứ. Mẹ hắn, nguyên lai người cũng muốn coi ta là mồi nhử. Tạ Thiên Dương không khống chế được chửi ầm lên. Trác Phàm nhạt nhạt gật đầu, lạnh lùng nói, đúng vậy, nếu như không muốn chết oan, thì lập tức rời đi đi. Riêng là, cách ta càng xa càng tốt. Xong, Trác Phàm xoay người rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Tiết Ngưng Hương vội vã chạy tới, giữ chặt Trác Phàm cánh tay. Lộ ra rực rỡ nụ cười, Trác đại ca, nếu như ngươi không ngại ta là vướng víu lời nói, mang ta cùng đi chứ. Coi như làm mồi dụ, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, ta cũng cam tâm. Trác Phàm khẽ giật mình, thật sâu liếc nhìn hắn một mắt, trong lòng mạc danh nâng lên một cỗ cảm động. Tạ Thiên Dương vội vàng chạy tiến lên đây, khuyên, uy, Ngưng Nhi, tiểu tử này không đáng tin. Nhưng là, làm hắn nhìn thấy Tiết Ngưng Hương trong mắt ôn nhu ánh mắt. Tựa hồ chỉ có Trác Phàm lúc, bất đắc dĩ thở dài, đem tay xứng tại bọn họ hai tay phía trên. Trác Phàm nhíu chân mày, ngạc nhiên nói, ngươi cũng muốn theo tới. Đúng vậy à, Tạ Thiên Dương hữu khí vô lực nói, chỉ là ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn giúp ngươi, mà chính là sợ ngươi lại đem Ngưng Nhi bán. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng ngươi tâm trí, nói không chừng lão tử liền ngươi cùng một chỗ bán. Chỉ là câu nói này, cũng chỉ là Trác Phàm trong lòng một câu nói đùa. Hắn hiện tại đem hai người này, đem so với ai cũng quan trọng. Sinh tử chi giao, có thể cầu không thể được. Vạn thú sơn mạch khu vực thứ ba, sơn lâm rậm rạp, che cả bầu trời, khắp nơi đều tràn ngập linh thú hung ác gào thét cùng thê thảm tiếng kêu gào. Để tất cả tiến vào người ở đây, còn chưa bước vào, liền đã toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Một đám thấp bé bụi cỏ ở giữa. Không có gió thổi, lại là đang không ngừng lay động. Trác Phàm ba người tất cả đều nằm dạp trên mặt đất nằm sấp tiến lên, mượn nhờ bốn phía bụi cỏ che giấu dấu vết hoạt động. Tuy nhiên bọn họ đã phục dụng ẩn hơi thở đan, nhưng là nơi này lại khác đệ nhất đệ nhị khu vực, chỉ cần bị những hung mãnh đó linh thú nhìn thấy, liền chạy cơ hội đều không có, liền sẽ bị chúng nó hoàn chỉnh nuốt vào trong bụng, lại không còn sống khả năng.
Cho nên, bọn họ chỉ có thể lấy loại phương thức này, một bước vừa bỏ hướng 3.000 dặm ngoài nghề tiến. Khủng bố gọi tiếng tại ba người mà thôi trước quanh quẩn, ba người tất cả đều một trán mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến. Nãi nãi, như thế bỏ xuống đi, khi nào mới có thể đến chỗ ấy a? Tiến lên nửa ngày, ba người mới bỏ ra ngoài 10 cây số đi, Tạ Thiên Dương từng ngụm thở phì phò, bỗng nhiên ngồi xuống, khoát tay một cái nói, lão tử không bỏ, quá mất mặt. Lại nói, này dễ dàng như vậy gặp phải cấp 5 linh thú. Đần độn, nhanh nằm xuống, gặp phải thì trễ. Trác Phàm mắng to một tiếng. Tạ Thiên Dương khinh thường bĩu môi, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, khẽ cười nói, có quan hệ gì, nơi này thụ cao thảo mậu, này trùng hợp như vậy sẽ có linh thú nhìn thấy chúng ta. Giống, có lẽ là đáp lại hắn khinh thường, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một tiếng ngập trời giống to đột nhiên tại ba người bên tai vang lên. Tiếp lấy nhưng gặp năm gốc thương thiên đại thụ một tiếng ầm vang bị đẩy ra, theo tiếng ngã xuống đất. Một cái cao hơn 10 trượng, bắp thịt toàn thân như sắt hắc hùng đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mắt. Mà gấu đen kia nhìn thấy trước mắt thực vật, cũng là không khống chế được hưng phấn mà hét lớn một tiếng, lộ ra sắc bén răng nanh, hai mắt tràn đầy khát máu màu sắc. Cấp 4 linh thú, cuồng bạo gió táp gấu. Trác Phàm không khống chế được hoảng hốt lên tiếng, ba người đều là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tạ Thiên Dương càng là sợ đến khí tức cũng bất giác trì trệ, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là không đợi gấu đen kia hướng ba người bọn họ đánh tới, siêu một tiếng, một đầu như thùng nước tráng kiện đuôi dài liền đột nhiên cuốn lên nó thân hình khổng lồ. Ngay sau đó, nhưng nghe một tiếng kêu gào vang lên, đầu kia gấu đột nhiên liền bị quăng lên không. Chờ nó rơi xuống về sau, một trương miệng máu lớn bỗng nhiên xuất hiện, đưa nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Miệng khép lại, bá một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, theo vật kia khóe miệng bưu đi ra, chậm rãi chảy tới mặt đất, hình thành một bãi đỏ tươi vũng máu. Trác Phàm thả mắt nhìn đi, tóc đều không khống chế được dọa đến thẳng lên. Đó là một đầu dài chừng 10 trượng rắn, trên đầu đỉnh lấy một mảnh đỏ thẫm màu gà, toàn thân cao thấp lân phiến cứng rắn như đá. Một đôi mắt tam giác phát ra âm lãnh ánh sáng, dường như thời thời khắc khắc đều tại tìm kiếm lấy con mồi chỗ. Cấp 5 linh thú, kim cương màu gà mãng. Đi mau. Trác Phàm lập tức quát to một tiếng, dẫn đầu nằm sấp tiếp tục đi tới, hai người khác còn vội vàng đuổi theo. Cho dù là cái kia Tạ Thiên Dương, giờ này khắc này cũng không hề dài dòng, leo so người nào đều nhanh. Hiện tại hắn mới biết được, nơi này đến cỡ nào hung hiểm. Cơ hồ sơ ý một chút, liền sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Khó trách nơi này, liền thần chiếu cảnh cao thủ đều không dám tùy ý tiến vào. Mà cái kia kim cương màu gà mãng vừa mới ăn một đầu cấp 4 linh thú, trước đó có gấu đen kia thân hình khổng lồ cản trở, cũng không có phát hiện Trác Phàm nhóm ba người tung. Cho nên tại bốn phía xem một phen về sau, du động thân thể rời đi. Nãi nãi, Trác Phàm, lão tử đầu nhất định là bị lừa đá. Mới chịu đáp ứng ngươi tới đây loại địa phương quỷ quái. Tạ Thiên Dương một bên hô xích bò, một bên hết sức phát ra bực tức, sợ sau một khắc liền không có mệnh có thể phát. Hiện tại hắn, cơ hồ sắp khóc đi ra, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này cư nhiên như thế hung hiểm, quả nhiên là thẳng một chút eo đều có bị cắn mất nửa thân thể mạo hiểm a. Trác Phàm suy cười một tiếng, đùa giỡn nói, lại không người nhất định phải ngươi đến, bằng không. Ngươi đường cũ bỏ lại đi. Nghe đến lời này, Tạ Thiên Dương nhìn sắc trời. Mẹ nó, mặt trời đều nhanh xuống núi, lập tức liền cái kia đến đi đêm linh thú ẩn hiện thời gian, cái này nếu như bỏ lại đi, vừa vặn đụng tới một cái đồng dạng leo ra linh thú, đây còn không phải là vài phút xong đời. Còn không bằng theo Trác Phàm, hắn buổi tối hội bố trí xuống trận pháp, cho dù đi đêm linh thú cũng không phát hiện được bọn họ dấu vết hoạt động. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Tạ Thiên Dương oán hận nói, lão tử nếu như đã phía trên ngươi thuyền giặc, đều mở ra xa như vậy, ngươi bây giờ đem lão tử đạp xuống đi, không phải nói rõ muốn lão tử chết à. Trác Phàm nhìn không được cười lên, cùng Tiết Ngưng Hương liếc nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau, Trác Phàm ba người liền ban ngày nằm sấp tiến lên, buổi tối bố trí xuống trận pháp phòng ngừa đi đêm linh thú tập kích. Như thế như vậy, một tháng đi qua. Ba người rốt cục bỏ sát 3.000 dặm chỗ, tứ chi cùng eo đều vừa đau vừa chua.
Chỉ là đáng mừng là, càng là tiếp cận nơi này, bốn phía linh thú liền càng ngày càng ít. Trác Phàm biết, đây là bởi vì chỗ này đã là cấp 6 linh thú lãnh địa, những cấp 4 đó cùng cấp 5 linh thú căn bản không dám đến gần. Tại khu vực thứ 3, cấp 6 linh thú chính là chỗ này vương giả. Chỉ cần bọn họ phát giác có cái nào đuôi mù linh thú dám đặt chân bọn họ địa bàn, coi như truy kích ngàn dặm cũng muốn đưa nó tiêu diệt, đây chính là vương giả tôn nghiêm. Đây không chỉ thích hợp với nhân loại, linh thú càng thêm coi trọng điểm này. Thật dài thư cái lưng mỏi, Trác Phàm phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác toàn thân buông lỏng không ít. Tạ Thiên Dương nhìn thấy, không khống chế được cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, nói khẽ nơi này. Có thể đứng lên sao? Cười gật gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, lúc trước bò tiến lên, là sợ đông đảo linh thú nhìn thấy, tai mắt quá nhiều. Nhưng là nơi này là cấp 6 linh thú địa bàn, đứng lên ẩn núp so nằm sấp đối với chúng ta có lợi. Rõ ràng gật đầu, Tạ Thiên Dương một tháng đến nay lần thứ nhất cảm thấy cảm giác an toàn, cười nói như vậy, ở chỗ này so phía trước an toàn nhiều. Trác Phàm lông mày nhíu lại, cười nói, có thể nói như vậy, chỉ là gặp phải cấp 6 linh thú, chúng ta chết rất nhanh. Nụ cười im bặt mà dừng, Tạ Thiên Dương không khỏi gương mặt hung hăng ma quỷ. Giọng căm hận nói, đã cấp 6 linh thú đáng sợ như thế, ngươi còn tìm nó làm gì? Thu phục làm linh sủng, ngươi được không? Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thực điểm này hắn sớm đã nghĩ tới, đã hắn dám đến cái này vạn thú sơn mạch khu vực thứ 3, liền có thu phục cấp 6 linh thú biện pháp. Chỉ cần hắn đem huyết tầm cho cái kia lôi vân tước này dưới, vậy liền dễ làm. Nhưng vấn đề là, như thế nào cho nó ăn? Ầm ầm. Đột nhiên, Trác Phàm chính đang tự hỏi sau đó hành động, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên tại toàn bộ núi rừng bên trong vang lên. Ba người dưới chân khắp nơi, cũng tại đây tiếng nổ bên trong không ngừng mà rung động. Ba người liếc nhau, không khống chế được hoảng sợ. Thật lớn như thế động tĩnh, tuyệt đối là linh thú lẫn nhau vật lộn gây nên. Nhưng là bọn họ một đường bò đến, lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thật lớn như thế tiếng vang, cho dù là hai cái cấp 5 linh thú chiến đấu, cũng không phát ra được dạng này hung mãnh tiếng vang. Như vậy đáp án đã miêu tả sinh động. Cấp 6 linh thú, ba người liếc nhìn nhau, đồng nói. Tựa như là hướng kia, Trác Phàm tìm theo tiếng vội vã hướng chạy đi đâu đi, Tạ Thiên Dương gặp không khống chế được khẩn trương, người thật muốn đi a, bị hai con linh thú cuốn vào, hài cốt không toàn. Trác Phàm khinh thường cười cười, bước chân không ngừng chút nào. Nếu như cái này đang chiến đấu hai con linh thú, có một cái thật sự là lôi vân tước lời nói, hắn còn cầu còn không được đây. Cái gọi là ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, đây chính là hắn cơ hội thật tốt. Tiết Ngưng Hương không nói thêm gì, theo sát phía sau, như là Trác Phàm chỗ đi mảnh đất, chính là nàng muốn đi theo địa phương. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ, cũng chỉ đành theo sau. Một phút sau, bên tai tiếng vang càng lúc càng lớn, ba người một đường đi tới, thậm chí đã thấy trên bầu trời tiếng sét tiếng vang, ánh lửa ngút trời, không khống chế được càng thêm cẩn thận. Sau cùng, tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong, ba người dán vào một khối nham thạch to lớn đằng sau, lặng lẽ đem đầu dò ra đi. Lại là cùng nhau trong mắt co rụt lại, không khỏi đều vội vã ngừng thở. Bọn họ trước mắt, lăng không bay lượn lấy hai con linh thú. Gặp mãnh liệt khí thế, đều là cấp 6 không thể nghi ngờ. Bên trong một cái, là chỉ màu u lam cự điểu, chiều cao 5 trượng. Hai cánh mở ra, mỗi cái đều có dài hơn 3 trượng, toàn thân lôi quang phun trào, phát ra đùng đùng sao không dứt tiếng vang. Tuy nhiên nó thân hình tại linh thú bên trong khá là xinh xắn, thậm chí ngay cả cấp 5 linh thú cũng không bằng, nhiều lắm là cấp 4 vóc người. Nhưng là nó mỗi một lần huy động hai cánh, lại ùn ùn kéo đến rơi xuống phong lôi thiểm điện, đem trong sơn cốc một đám loạn thạch bổ thành phấn vụn. Cái kia uy thế nếu là rơi vào cấp 5 linh thú trên thân, tất nhiên tại chỗ liền sẽ thịt nát xương tan. Lôi vân tước, Trác Phàm trong mắt co rụt lại, cảm thấy trở nên kích động, ám đạo người kia quả nhiên không có gạt ta. Lôi vân tước xào huyệt, thì tại cái này địa phương. Đón lấy, hắn lại nhìn về phía một cái khác linh thú. Đó là một đầu toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm bay sư, một thân lông tóc đều là đốt màu đỏ hỏa quang, thân cao 10 trượng, một đôi hỏa diễm xí rực mở ra cũng có dài hơn 5 trượng.
nhẹ nhàng vung lên, lửa lớn ngập trời, trong cốc vạn vật tất cả đều về với cát bụi. Cấp 6 linh thú, Xích Viêm Sư Vương. Trác Phàm nhướng mày, trong lòng bất giác siết chặt, cái này Xích Viêm Sư Vương tuy thuộc cấp 6, nhưng là lực lượng mạnh mẽ đã có thể cùng cấp 7 linh thú sánh vai. Cái này Lôi Vân Tước gặp con súc sinh này, quả thực ăn thiệt thòi. Nguyên bản Trác Phàm tính toán, nếu là cái này Lôi Vân Tước cùng một cái khác cấp 6 linh thú liều cái lưỡng bại câu thương lời nói, lại có thể thừa cơ mưu lợi bất chính, cho cái kia Lôi Vân Tước ăn vào huyết tằm, thừa cơ thu phục. Đáng tiếc, Lôi Vân Tước đối thủ hết lần này tới lần khác là cái này Xích Viêm Sư Vương. Cái này, Lôi Vân Tước rất có thể sẽ bại trận, sau cùng bị cái kia sư tử một ngụm cắn chết. Vậy hắn muốn thu phục Lôi Vân Tước kế hoạch, chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Không được, lão tử nhất định muốn giúp đỡ nó mới được. Nhưng là, giúp thế nào đâu? Cái này hai cái xúc sinh chiến đấu, hoàn toàn không thua hai cái thần chiếu cảnh cao thủ sinh tử tương bác. Chính mình ngốc bên trong bẹp sông đi lên, trừ chịu chết, không hề có tác dụng. Oanh! Đột nhiên, ngay tại Trác Phàm suy nghĩ giải quyết kế sách lúc, hai cái linh thú đã là lần nữa giao phong. Xích Viêm Sư Vương một miệng phun ra một đoàn như ngọn núi hỏa diễm, hướng Lôi Vân Tước đánh tới. Lôi Vân Tước hai cánh mở ra, sấm sét phun trào, trong nháy mắt vạn lôi đến, đem ngọn lửa kia đánh nát. Nhưng là đúng lúc này, cái kia Xích Viêm Sư Vương lại là đột nhiên vào tới Lôi Vân Tước trước mặt, thân hình khổng lồ hung hăng đưa nó cái kia nhỏ yếu thân thể tàn phế đụng bay ra ngoài. Lôi Vân Tước một tiếng kêu gào, thân thể trên không trung không ngừng đánh lăn, đã mất đi thăng bằng. Trác Phàm trong lòng căng thẳng, cảm thấy thầm than. Quả nhiên, cái này Lôi Vân Tước tại thuộc tính lực lượng vận dụng lên, không chút nào tại Xích Viêm Sư Vương phía dưới. Nhưng là thân thể này phía trên lực lượng, lại là kém đầu kia xúc sinh một mảng lớn. Tiếp tục như vậy, chắc chắn thất bại. Trác Phàm ca ca, người có thể hay không nghĩ biện pháp giúp đỡ cái kia con chim nhỏ a? Lúc này, Tiết Ngưng Hương hai mắt lo âu nhìn về phía trước, hướng Trác Phàm cầu khẩn nói. Nghe được lời này, Trác Phàm kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Tiểu, vật kia tuy nhiên danh hào bên trong có cái tước chữ, nhưng cũng là đối với linh thú mà nói. Nhưng là tại nhân loại chúng ta nhìn lấy, nó nơi đó tiểu. Bất quá, Tiết Ngưng Hương đề nghị, lại là nói ra lòng hắn âm thanh. Cái này Lôi Vân Tước, tuyệt đối không thể chết. Ngưng Nhi, cấp 6 linh thú ở giữa tranh đấu, chúng ta không muốn tham cùng đi vào. Tiết Ngưng Hương vừa dứt lời, một mực đối nàng lòng sinh áy náy, mấy tháng nay chưa từng có phản đối qua nàng bất luận cái gì đề nghị Tạ Thiên Dương, lần này lại là thái độ khác thường, lần đầu đầy mặt ngưng trọng lắc đầu. Không nói trước bằng vào chúng ta chút thực lực ấy, căn bản tham dự không đi vào. Đơn thuần cấp 6 linh thú ở giữa đánh nhau chết sống, thì đã không phải là đơn giản thú loại ở giữa thôn phệ, mà là đúng bản cùng địa vị tranh đoạt. Dạng này chiến tranh, cho dù đặt ở trong nhân loại, cũng không có ai đúng ai sai, càng không có người nào càng đáng thương câu chuyện. Chúng ta không cần vì chúng nó, liều lên tánh mạng. Trác Phàm lông mày nhíu lại, thật sâu liếc hắn một cái. Đến cùng là thất thế gia bên trong đi ra người vật, đối các đại thế lực ở giữa so đấu, ngược lại là có một ít kiến giải. Nếu không phải mình đối cái kia Lôi Vân Tước nhất định phải được lời nói, hắn cũng không muốn cuốn vào dạng này hung thú trong tranh đấu. Nhưng là, Tiết Ngưng Hương cau mày, một mặt vẻ lo lắng, cái kia chim nhỏ tình nguyện bị đánh cũng không muốn rời đi, cũng không phải là muốn tranh địa bàn, mà chính là muốn bảo vệ nó hài tử a. Hài tử, Trác Phàm mi đầu lắc một cái, lại nhìn về phía trước. Quả nhiên, tại cái kia Lôi Vân Tước dưới thân một bãi loạn thạch phía trên, mang lấy một cái phương viên 1 mét tổ chim, bên trong lặng yên nằm 5 viên trứng lớn. Hiện tại, hắn mới rốt cuộc minh bạch. Tại sao Lôi Vân Tước một mực chỗ đang bị động bị đánh địa vị? Theo lý thuyết, Xích Viêm Sư Vương tuy nhiên lực lớn, nhưng Lôi Vân Tước tốc độ cũng rất kinh người, coi như không đấu lại, trốn tránh cũng có thể đi. Nhưng là nó lại liên tiếp bị cái kia Sư Vương bắt lấy cơ hội, hung hăng va chạm, đem toàn thân cao thấp đều đụng khắp nơi là thương tổn, thì ra là sợ cái kia Xích Viêm Sư Vương thương tổn đến nó dưới thân trứng chim. Lần này, Trác Phàm rốt cục rõ ràng hết thảy. Cũng biết trợ giúp cái này Lôi Vân Tước biện pháp. Thật sự là một vị vĩ đại mẫu thân a. Trác Phàm hít sâu một hơi, thở dài nói, Ngưng Nhi,
Ngươi yên tâm, nhìn ngươi Trác đại ca như thế nào để con chim nhỏ này thoát ly khốn cảnh. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương không khống chế được vui vẻ, Tạ Thiên Dương lại là quái dị liếc hắn một cái, bĩu môi nói, Ngụy quân tử, ngươi chừng nào thì có thời gian hảo tâm như vậy. Lấy hắn đối Trác Phàm giải, tên này nhưng là vô tình vô nghĩa chi đồ, không đem bằng hữu bán đi cũng không tệ, lúc nào như thế giàu có lòng thông cảm, còn nguyện ý tự mình mạo hiểm giúp một đầu súc sinh. Ai, Tạ Thiên Dương, ngươi cái này không hiểu ta, thực ta vẫn rất có ái tâm. Chờ một chút, còn muốn dựa vào ngươi hiệp trợ ta nha. Ta nhổ vào, ngươi nếu là có ái tâm, lão tử cũng là thánh nhân. Tạ Thiên Dương đối mặt Trác Phàm như thế vô sỉ ngôn luận, không khống chế được vạn phần xem thường, nhưng là rất nhanh liền dường như ý thức được cái gì, cả kinh nói, ta biết, ngươi mục tiêu cũng là cái này Lôi Vân Tước. Trác Phàm lông mày nhíu lại, cũng không dám giấu giếm, cười gật gật đầu, ha ha ha. Đi cùng với ta thời gian dài như vậy, thông minh rất nhiều nha. Ta dựa vào, quả là thế, lão tử kém chút thì lại bị ngươi sử dụng. Tạ Thiên Dương quát to một tiếng, hung ác nói, nếu như ngươi thật muốn thu phục cái kia Lôi Vân Tước, chính mình đi, đừng kêu phía trên ta. Trác Phàm không khống chế được nhún nhún vai, bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Tiết Ngưng Hương, thẳng hướng nàng nháy mắt. Tiết Ngưng Hương gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn lôi kéo Tạ Thiên Dương cánh tay lung lay, Thiên Dương ca ca, ngươi thì theo Trác đại ca cùng đi chứ, cái kia chim nhỏ cùng nó hài tử đáng thương biết bao a. Thấy tình cảnh này, Tạ Thiên Dương kém chút khóc lên. Cái kia chim nhỏ đáng thương, ngươi nhìn cái kia chim phiến một cái cánh, liền có thể đem chúng ta toàn diệt, có thể cái gì yêu. Ngươi làm sao không đáng thương một chút ca ca ta đây. Phàn nàn một khuôn mặt, Tạ Thiên Dương không có cách nào, đành phải gật đầu đáp ứng. Trong lòng của hắn một mực đối Tiết Ngưng Hương hổ thẹn, cho nên chỉ cần nàng mở miệng muốn nhờ, hắn là vô luận như thế nào đều phải đáp ứng. Mà gặp hắn rốt cục đáp ứng, Tiết Ngưng Hương không khống chế được lộ ra rực rỡ mỉm cười, Trác Phàm càng là đắc ý cười cười. Trác Phàm, ngươi cho ta cẩn thận một chút, nếu như ngươi dám đem ta bán, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Thiên Dương hung tợn chừng Trác Phàm liếc một chút, Trác Phàm thờ ơ lắc đầu, yên tâm đi, ta là người như thế nào, muốn bán lời nói nhất định sẽ bán rất triệt để, ngươi không có cơ hội tìm ta trả thù. Tạ Thiên Dương không khống chế được hét lớn. Trác Phàm cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ hắn đầu vai, trấn an một chút, liền lôi kéo hắn vụng trộm hướng cái kia trứng chim phương hướng kín đáo đi tới. Cũng căn dặn Tiết Ngưng Hương, nhất định muốn giấu kỹ thân hình, đừng để cái kia hai cái mãnh thú nhìn thấy. Bởi vì ẩn hơi thở đan quan hệ, Trác Phàm hai người một đường đến đây, hai con linh thú đều không có phát giác. Chúng nó chính là tại lẫn nhau đánh nhau chết sống lấy. Tiếng sét cùng hỏa diễm kịch liệt va chạm, dẫn tới sơn cốc đang không ngừng rung động, từng viên cự thạch ào ào rơi xuống. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương đầy mặt ngưng trọng, rón rén hướng cái kia trứng lớn di chuyển về phía trước động, trên trời sấm sét cùng hỏa diễm tiếng vang, lúc nào cũng nổ tung tại bọn họ bên tai, làm đến bọn hắn mỗi một bước đều sợ mất mật, trên trán sớm đã phủ đầy tinh mịn mồ hôi. Cái này nếu như một cái hỏa cầu hoặc là một cái sấm sét xuống tới, bọn họ lập tức xong đời. Chỉ là may mà là, hết thảy cũng rất thuận lợi, bọn họ bình an vô sự đến trứng lớn chỗ. Nơi này ngay tại Lôi Vân Tước thân ảnh to lớn phía dưới, nguy hiểm nhất, nhưng cũng là an toàn nhất chỗ. Bởi vì cái kia Xích Viêm Sư Vương hỏa cầu, phàm là đánh về phía nơi này, đều sẽ bị Lôi Vân Tước từng cái ngăn trở. Cho nên nơi này chung quanh núi đá, đều không có một tia tia chớp hỏa thiêu dấu vết. Chúng ta sau đó nên làm cái gì? Tạ Thiên Dương nhìn nhìn trên đỉnh đầu phía trên một mảnh to lớn bóng mờ đang không ngừng di động, không khống chế được hạ giọng nói. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm cũng là thì thầm tới nói ra bản thân kế hoạch, hiện tại cái kia Lôi Vân Tước còn không chú ý nơi này, chúng ta đem trứng vụng trộm dọn đi, giấu đi. Chờ phát hiện khác lúc, nhất định sẽ không lại cùng cái kia sư tử chiến đấu, mà chính là vội vàng đi tìm nó hài tử. Lấy tốc độ nó. Cái kia sư tử đuổi không kịp, chúng ta tương đương cứu nó nhất mệnh. Thì ra là thế, ý kiến hay. Tạ Thiên Dương thanh âm khàn khàn gật gật đầu, hướng Trác Phàm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, liền ra hiệu hắn cùng mình cùng nhau khiêng đi cái này tổ chim lớn. Giờ này khắc này,
Trên trời đánh cho đùng đùng, sao không dứt, mặt đất hai cái tiểu tặc lại là đang len lén đem chỉnh ổ trứng đều trộm đi, mà lại không người phát hiện. Tiết Ngưng Hương nhìn lấy hưng phấn, không khống chế được lộ ra đầy mặt kích động nụ cười. Đột nhiên, Xích Viêm Sư Vương đột nhiên phi thăng cao độ, cùng cái kia Lôi Vân Tước kéo ra một khoảng cách. Lôi Vân Tước tâm lý không hiểu, lệch ra cái đầu, lại là dị thường cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào nó. Chính tại vận chuyển trứng lớn Trác Phàm, cảm giác đỉnh đầu bóng mờ đột nhiên biến lớn, mà lại cũng không có lôi hỏa ở giữa chạm vào nhau tiếng vang, không khống chế được khẽ giật mình, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là cái này xem xét lại là thấy hắn tâm can câu chiến, hắn hai mắt thế mà cùng cái kia Xích Viêm Sư Vương như chuông đồng lớn nhỏ song đồng vừa vặn đối đầu. Mà lại, hắn có thể theo cái kia sư tử ánh mắt bên trong nhìn ra, cái kia vô tận vẻ cười nhạo. Trong mắt bất giác co rụt lại, Trác Phàm không khống chế được cả kinh kêu lên, không tốt, xúc sinh kia phát hiện, chạy mau. Nhưng là cái này trứng, Tạ Thiên Dương vội vàng nói. Muốn cái gì trứng, toàn ném. Trác Phàm không để ý tới Tạ Thiên Dương kinh ngạc, trực tiếp đem một tổ trứng ném ra ngoài đi, to to nhỏ nhỏ 5 viên trứng lớn, trong nháy mắt ngã rơi xuống đất, phân tán tứ phương. Cái này cũng may mắn là linh thú đẻ trứng, muốn là bình thường vỏ trứng. Chỉ sợ sớm đã đập nát. Tựa như cũng là bị Trác Phàm một tiếng thét này cho bừng tỉnh, Lôi Vân Tước giật mình, nhìn xuống dưới, lại thấy mình năm đứa bé tất cả đều bị rơi trên mặt đất, không khống chế được kinh sợ kêu to hai tiếng. Oanh! Đột nhiên, một đạo ánh lửa bỗng nhiên theo Lôi Vân Tước trước người xẹt qua. Đó là Xích Viêm Sư Vương phun ra liệt diễm, nhưng mục tiêu lại không phải Lôi Vân Tước, mà chính là cái kia mặt đất 5 viên trứng lớn. Một tiếng kêu sợ hãi, Lôi Vân Tước vội vàng hóa thành một đạo sấm sét hướng phía dưới bay đi, chớp mắt là tới, dùng thân thể mình ngăn trở cái kia hỏa cầu khổng lồ. Trác Phàm thấy thế, không khống chế được âm thầm tán thưởng. Ngược lại không phải là tán thưởng Lôi Vân Tước tốc độ nhanh, mà chính là tán thưởng cái kia sư tử gian trá. Cái kia Xích Viêm Sư Vương trong lòng minh bạch, Lôi Vân Tước tốc độ nhanh như thiểm điện, nếu là trực tiếp đối với nó tiến hành công kích, không nhất định có thể đánh chúng. Nhưng là đối những không cách nào đó di động trứng lớn công kích, vậy cái này Lôi Vân Tước tất yếu dùng thân thể ngăn lại, ngược lại càng có thể trọng thương nó. Tấn công địch chi tất cứu, chính là thượng sách. Ngửa mặt lên trời im ắng cười to hai tiếng, Xích Viêm Sư Vương trong mắt trải qua một tia ý mừng. Mở ra miệng lớn, liền đột nhiên hướng phía dưới lại phun ra một ngụm liệt diễm. Lôi Vân Tước dương cánh huy động, dùng một đạo sấm sét ngăn lại, nhưng là mặt đất trứng lớn rơi tứ tán các nơi, nó cản hạ một đạo, tại một phương khác hướng nhưng lại xuất hiện một quả cầu lửa. Cho nên nó phải lại bay về phía nơi này, tới lui bay tới bay lui. Nó muốn cứu tất cả trứng chim, lại là chỉ có thể mệt mỏi. Đứng lơ lửng trên không Xích Viêm Sư Vương ngửa mặt lên trời lớn lên giống một tiếng, trong mắt đều là vẻ trào phúng. Xong đời, chúng ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Lấy hiện tại tình hình, chính là tăng tốc Lôi Vân Tước bại trận tốc độ mà thôi. Nhanh chóng chạy về Tiết Ngưng Hương bên người, Trác Phàm thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng. Nhưng là rất nhanh, liền thay đổi đến mức dị thường quyết tuyệt đi, nếu như chờ Lôi Vân Tước chết, đầu kia điên sư tử liền nên tìm chúng ta phiền phức. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương đều cùng nhau giữ chặt Tiết Ngưng Hương cánh tay, nhưng là Tiết Ngưng Hương lại không nhúc nhích. Nhìn lấy Lôi Vân Tước không ngừng bay tới bay lui, ngăn lại địch nhân hỏa cầu, đã nước mắt đầy mặt. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cũng là thầm than một tiếng, lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Thực lực sai biệt, để bọn hắn cố tình mà bất lực. Tính toán, Ngưng Nhi, chúng ta ở chỗ này không làm nên chuyện gì. Trác Phàm khẽ cau mày, khuyên nhủ, nhưng là, Tiết Ngưng Hương lại là hung hăng lắc đầu. Oanh! Sốt cục! Tại liên tục dùng thân thể đón đỡ hơn 20 cái hỏa cầu về sau, Lôi Vân Tước đã vết thương chồng chất, một tiếng gào thét rơi trên mặt đất, đập ra một cái to lớn hầm động. Xích Viêm Sư Vương lớn lên giống một tiếng, đột nhiên hướng phía dưới phóng đi, sắc bén nhất chảo thẳng đến Lôi Vân Tước vị trí hiểm yếu. Không muốn. Tiết Ngưng Hương giật mình, trong nháy mắt thoát khỏi Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương, bỗng nhiên chạy về phía trước, lách mình ngăn tại Lôi Vân Tước trước người. Lạnh thấu xương cuồng phong, mang theo Xích Viêm Sư Vương nóng rực khí chấn, thổi lên nàng phiêu giật tóc xanh. Nhưng là trong mắt nàng,
lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương hai người cùng nhau kinh hãi, cũng vội vàng tiến lên. Lúc này, bọn họ không có nghĩ qua, cho dù bọn họ xông đi lên, cũng chỉ là nhiều hai bộ thi thể mà thôi, căn bản không có chút giá trị. Cho dù là tinh thông tính kế Trác Phàm, lúc này cũng không có nghĩ quá nhiều. Bọn họ chỉ biết là, ba người bọn họ cùng một chỗ, bất kỳ người nào đều tuyệt đối không thể buông tha. Ngưng Nhi, ta cùng ngươi cùng chết. Tạ Thiên Dương hét lớn một tiếng, một thanh bổ nhào vào Tiết Ngưng Hương trước người, dùng chính mình rộng thùng thình sau lưng ngăn trở nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Trác Phàm một cái lắc mình, trong nháy mắt đi vào hai người trước mặt, đem bọn hắn ngăn ở phía sau, nhưng là hắn hai mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm lăng không xuống Xích Viêm Sư Vương. Hắn là ma hoàng, cho dù là chết, cũng muốn chính diện mặt đối với mình địch nhân. Ngu xuẩn nhân loại, thế mà là muốn dùng thân thể máu thịt ngăn lại bản vương móng vuốt, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bồn máu miệng rộng không khống chế được hơi hơi mở to, Xích Viêm Sư Vương nhìn lấy ba người phát ra im ắng chế giễu. Nhất chảo xẹt qua, phong cương lạnh thấu xương, Sư Vương băng sát ý để ba người thân thể ngăn không được mà run lên run. Nhưng, ngay tại lúc này, cái kia sắc nhọn nanh vuốt lập tức muốn đến Trác Phàm trước mặt một khắc. Hô! Một túm thanh sắc ngọn lửa nhỏ đột nhiên từ Trác Phàm cái trán giấy lên, sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên bao phủ toàn bộ vạn thú sơn mạch. Tất cả linh thú đều là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, run run rẩy rẩy dưới đất thấp phía dưới ngày bình thường đắt đỏ đầu lâu. Cho dù là chính tại lẫn nhau đánh lẫn nhau hai con linh thú, cũng là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nằm dạp trên mặt đất. Xích Viêm Sư Vương vạch phá không trung nhất trảo. Bỗng nhiên tại Trác Phàm trên trán dừng lại. Nhìn lấy cái kia thanh sắc hỏa diễm tại hơi rung nhẹ, Sư Vương như chuông đồng trong mắt bất giác co rụt lại, thân thể không lý do run rẩy lên. Hô, hô, hô. Thanh sắc hỏa diễm, giống như một đạo ánh nến bàn nhỏ bé, tại Trác Phàm cái trán ở giữa lóe lên. Như là gió thổi qua, liền sẽ dập tắt một dạng. Nhưng là theo cái kia ngọn lửa chớp động. Xích Viêm Sư Vương trong mắt lại là co rụt lại co rụt lại, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ đồ, vật, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Sau một khắc, nhưng gặp bỗng nhiên thu hồi móng vuốt, hóa thành một quả cầu lửa cũng như chạy trốn bay đi. Mà lại cái kia phi hành tư thái thế mà cực kỳ chật vật, thậm chí lảo đảo một chút, kém chút thân thể nghiêng một cái, từ trên bầu trời ngã xuống. Như thế nhìn lấy. Thế này sao lại là vạn thú sơn mạch bên trong mạnh nhất cấp 6 linh thú, vạn thú chi vương? Căn bản chính là một cái bị dọa sợ con mèo nhỏ a, thậm chí tại nó bay lên không trung về sau, mọi người vẫn có thể thấy rõ nó thân thể run run dấu vết. Mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, Trác Phàm thân thủ sờ sờ hắn cái trán. Nhưng là giờ này khắc này, trên trán hắn ngọn lửa màu xanh đã lần nữa biến mất, không biết đi nơi nào. Chỉ có phần kia chớp mắt là qua ấm áp. Để hắn hồi tưởng lại cái kia xâm nhập hắn ý thức không gian cao thủ, tại hắn trên trán một chút lúc tình cảnh. Uy, Trác Phàm, Tạ Thiên Dương chậm rãi xứng ở Trác Phàm cánh tay, đem hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt đều là vẻ chấn động, ngươi. Ngươi bây giờ đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi đến cùng có phải hay không người a? Nói nhảm, lão tử không phải người hay là quỷ a? Trác Phàm một tay đánh dụng Tạ Thiên Dương khoác ở trên người bàn tay. Hừ lạnh nói. Nhưng là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người nào có thể một ánh mắt đem cấp 6 linh thú dọa cho chạy. Tạ Thiên Dương liếm liếm bờ môi, sâu hít sâu hai lần, dường như mới có thể bình tĩnh trở lại vừa mới bị rung động giống như, ngươi thấy không, cái kia sư tử nhìn thấy ngươi lúc chạy trốn bộ dáng, quả thực chính là sợ bị ngươi ăn một dạng. Là huynh đệ lời nói thì thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt chúng ta. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy hắn, sau đó trợn trắng mắt xoay người đi tìm Tiết Ngưng Hương, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là huynh đệ. Tạ Thiên Dương sắc mặt cứng đờ, da mặt không khống chế được hung hăng ma quỷ, rất là cứng ngắc. Nhưng là hắn đối Trác Phàm, lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Đi vào Tiết Ngưng Hương trước người, lúc này nàng chính là một mặt nước mắt địa chiếu khán đã hấp hối Lôi Vân Tước. Tuy nhiên cái kia sư tử không có cho nó sau cùng nhất kích chí mệnh. Nhưng là nó thương tổn quá nặng, đã sống không lâu. Cùng Tạ Thiên Dương khác biệt, Tiết Ngưng Hương tại cái kia Xích Viêm Sư Vương chạy trốn về sau,
hoàn toàn không để ý nó là bởi vì gì mà chạy, nàng chỉ để ý con chim nhỏ này thương tổn có nặng hay không. Ai, không sống, Trác Phàm cúi người dùng nguyên lực dò xét một phen về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Hắn vốn là muốn thu phục cái này Lôi Vân Tước, hiện tại cũng toàn ngâm nước nóng. Trác Phàm ca ca, người có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp. Tiết Ngưng Hương nước mắt như mưa mà nhìn xem Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại hơi hơi lắc đầu, trong mắt một mảnh buồn bã sắc. Lấy hắn ma hoàng kiến thức, khiến người ta khởi tử hồi sinh biện pháp xác thực rất nhiều, nhưng là hiện tại hắn lại không năng lực này. Nghe đến hắn lời nói, Tiết Ngưng Hương không khống chế được khóc càng thêm thương tâm, chân châu bàn nước mắt một chỗ rơi vào Lôi Vân Tước suy yếu trên gương mặt. Lôi Vân Tước hơi hơi tĩnh mở mắt, ánh mắt thê thê nhìn về phía nơi xa. Tiết Ngưng Hương theo nó ánh mắt nhìn, lại chỉ thấy nơi này yên tĩnh để đó một cái trứng lớn. Nhưng là lúc này, cái kia trứng lớn đã bị liệt diễm nướng cháy hắc, chắc không bao giờ còn có thể ấp ra tiểu sinh mệnh. Lúc trước cái này Lôi Vân Tước tuy nhiên đem hết toàn lực, nhưng y nguyên không có thể ngăn chỗ ở có hỏa cầu, để một bộ phận hỏa diễm đốt tới những thứ này trứng chim. Nàng muốn nó hài tử, nhanh lên đi tìm tới. Tiết Ngưng Hương khóc lớn tiếng nói. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương liếc nhìn nhau, lập tức văng ra tứ tán tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, tìm đến bốn khỏa. Có điều cái kia bốn khỏa đã tất cả đều cháy đen, hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu. Còn có một khỏa đâu? Tiết Ngưng Hương vội vàng hỏi. Trác Phàm hai người lắc đầu, thở dài, sau cùng một khỏa bọn họ cũng tìm không thấy. Thấy tình cảnh này, Tiết Ngưng Hương sắc mặt bi, quỳ gối Lôi Vân Tước trước người, thật sâu cúi thấp đầu, nước mắt rơi như mưa, thật xin lỗi, là chúng ta hại ngươi. Lôi Vân Tước không có nhìn nàng, chính là thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia bốn khỏa cháy đen trứng lớn, trong mắt ngấn lệ chớp động. Sau một khắc, nhưng gặp trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang, dáng chống đỡ lấy chuyển nó cái kia thân thể khổng lồ. Mà tại nó thân thể khổng lồ phía dưới, thứ năm khỏa trứng lớn lăn lông lốc địa lăn ra đến. Cùng cái kia bốn khỏa khác biệt, cái này thứ năm khỏa trứng lớn còn tương đương hoàn hảo, chính là có một trên mặt có điểm cháy đen dấu vết. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, thật sâu nhìn cái kia Lôi Vân Tước liếc một chút, âm thầm gật đầu. Cho dù nó bị cái kia Xích Viêm Sư Vương đùa nghịch xoay quanh, mệt mỏi thời điểm, nó y nguyên minh bạch chính mình muốn làm gì. Nó biết không có thể bảo hộ tất cả trứng lớn, cho nên liền trong bóng tối chỉ bảo hộ một khỏa. Nó nhìn như bảo hộ tất cả, thực chỉ chú ý một khỏa. Cho nên tại về sau nó rơi xuống lúc, y nguyên dùng chính mình thân hình khổng lồ đem viên này trứng che giấu. Như vậy thì tính toán sư vương đem nó giết, viên này trứng cũng không thể bị phát hiện. Nó dùng sinh mệnh mình, yểm hộ nó hài tử. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong mắt nâng lên một cỗ thật sâu kính ý. Tức, một tiếng hót vang, Lôi Vân Tước hai cái mắt nhỏ chăm chú nhìn Trác Phàm hình bóng. Hoặc là cụ thể hơn, là theo dõi hắn cái trán, ngược lại nhìn xem dưới thân trứng lớn, trong mắt tràn ngập hy vọng. Ngươi muốn đem viên này trứng cho ta, Trác Phàm suy đoán nói. Lôi Vân Tước gật gật đầu, hai con mắt nhìn về phía trứng kia lúc, tràn ngập vẻ ôn nhu. Trác Phàm cúi người đem trứng nhặt lên, không khống chế được thầm than một tiếng, viên này trứng bị cái kia liệt diễm tổn thương, cho dù ấp ra đến có lẽ cũng sống không lâu lâu, trừ phi. Trác Phàm khẽ cau mày, ghé vào Lôi Vân Tước mà thôi trước khẽ nói vài câu. Lôi Vân Tước đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền vui mừng gật đầu. Lần nữa nhìn chính mình hài tử liếc một chút, Lôi Vân Tước chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt một mảnh yên ổn màu sắc. Như là đem chính mình hài tử giao phó cho Trác Phàm, nó đã có thể an tâm mà đi. Tiết Ngưng Hương nhìn thấy con chim nhỏ này chết đi, không khỏi càng thêm thương tâm, sau cùng thế mà gào khóc lên. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương liếc nhìn nhau, đều là trong lòng thầm than một tiếng. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Tiết Ngưng Hương vậy mà như thế giàu có ái tâm, đối một cái không hề quan hệ linh thú chết cũng có thể thương tâm đến nước này. Mà bọn họ nhiều lắm là cũng là đối cái này Lôi Vân Tước có chút kính ý mà thôi, lại vạn vạn không đạt được như thế thương tâm gần chết trình độ. Ách, Ngưng Nhi, chim không chết có thể sống lại, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Trác Phàm ho nhẹ một tiếng, khuyên nhủ. Đúng vậy a, nghĩ không ra ngươi theo cái này Lôi Vân Tước chỉ là gặp một mặt, giống như này hợp ý a. Tạ Thiên Dương cũng là cười khan một tiếng,
gãi đầu một cái, không biết nên như thế nào thuyết phục cái này khóc ào ào tiểu nha đầu. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương vệt một thanh trên mặt nước mắt, xịt xịt cái mũi nói, ngươi. Các ngươi đừng hiểu lầm, tuy nhiên con chim nhỏ này cũng rất đáng thương, nhưng ta không phải là vì nó khóc, ta là muốn. Nhớ nhà, nhìn thấy nó bộ dáng, ta liền nhớ lại cha ta, trước kia cũng là liều lĩnh bảo hộ ta, chiếu cố ta. Khóe miệng không khống chế được hung hăng ma quỷ, Tạ Thiên Dương cùng Trác Phàm liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên lai nhà đầu này là xúc cảnh sinh tình, ta nói nàng làm sao cảm tình phong phú như vậy đây. Ách, đã ngươi không phải là bởi vì cái này chim, vậy cái này lôi vân tước thi thể ta lấy đi. Trác Phàm lúng túng sờ mũi một cái, vung tay lên liền đem lôi vân tước thu nhập trong giới chỉ, Tiết Ngưng Hương nức nở gật gật đầu, cũng không phản đối. Chỉ có Tạ Thiên Dương, bất giác có chút đỏ mắt, uy, cấp 6 linh thú thi thể, vì sao một mình ngươi độc chiếm a? Linh thú toàn thân cao thấp đều là bảo vật, riêng là cấp 6 linh thú thi thể, càng là khó được luyện khí luyện đan tài liệu. Cho dù là thất thế gia, cũng tuyệt đối rất khó đem tới tay, cho nên Tạ Thiên Dương đối với cái này vẫn là rất coi trọng. Nghiêng nghiêng địa liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm thản nhiên nói, vừa mới ngươi thấy cái kia lôi vân tước đưa nó chứng giao phó cho ta đi, nó thi thể cũng giống vậy. Ngươi ở chỗ này chiếu cố tốt Ngưng Nhi, ta đi một chút sẽ trở lại. Lấy, Trác Phàm quay người rời đi, Tạ Thiên Dương muốn theo đi xem hắn làm gì, nhưng nhìn thấy Ngưng Nhi, do dự một chút, cũng liền không đi. Đem nha đầu này một thân một mình thả ở chỗ này, quá không an toàn, tuy nhiên hắn lưu lại, cũng vô dụng chỗ. Bạch, đi vào một chỗ nơi yên tĩnh, Trác Phàm trước cầm trong tay trứng để xuống, sau đó tay vung lên, trước người liền xuất hiện một đống sơn hòn đá đen cùng cái kia lôi vân tước thi thể. Thật sâu nhìn cái kia trứng liếc một chút, Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, vận khởi nguyên lực, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm. Đây là tu giả cơ bản nhất nguyên lực chi hỏa, tuy nhiên rất yếu, không đạt được chiến đấu đả thương người mục đích, nhưng luyện khí là không có vấn đề. Mà cái kia một đống hòn đá màu đen, chính là luyện chế không gian giới chỉ giới tử thạch. Tảng đá kia nguyên bản 10 phần hy hữu, chủ yếu mỏ quặng đều tại thất thế gia cùng hoàng thất trong tay cầm giữ. Có điều theo Tiềm Long các cùng hoàng thất đối lạc gia hỗ trợ, hắn cũng có thể lấy được không ít hơn trợ phẩm. Mà bây giờ hắn muốn luyện chế, chính là cất giữ vật sống không gian giới chỉ. Loại này giới chỉ cùng bình thường không gian giới chỉ khác biệt, chẳng những thủ pháp luyện chế phức tạp, phần lớn tông môn sẽ không ngoại truyền. Mà lại trọng yếu nhất, là hướng bên trong rót nhập linh khí, cái này liền cần chứa đựng linh khí đồ, vật. Mà linh thú thể xác, chính là thiên địa linh khí chỗ tẩm bổ, dùng đến luyện khí không thể tốt hơn. Riêng là viên này trứng, bản thân thì lôi vân tước sở sinh, cho nên dùng lôi vân tước linh khí tư nhuận nó càng có lợi hơn tại nó sinh trưởng. Nếu không lời nói, cái này trứng vốn là bị thương nặng, Trác Phàm sợ nó căn bản không ấp ra đến thì chết từ trong trứng nước. Đặc biệt là bây giờ lôi vân tước đã chết, Trác Phàm hiện tại càng thêm hy vọng đem cái này trứng ấp ra đến, trở thành hắn ma vật, giúp hắn tiến vào lạc lôi hạp. Vì thế, Trác Phàm tại lôi vân tước trước khi chết nói với nó rõ ràng. Biết mình thân thể tàn phế có thể cho chính mình hài tử sống sót, lôi vân tước cũng liền vui vẻ đáp ứng. Có điều đây cũng chỉ là Trác Phàm đối vị mẫu thân này kính trọng, sau cùng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, Trác Phàm khẳng định muốn làm như thế. Quát! Trác Phàm chỉ về phía trước, nhất thời phía trước lửa lớn ngập trời, đem một đám luyện khí tài liêu đều hòa tan vào, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa. Nhìn lấy cái kia hừng hực hỏa quang, Trác Phàm khóe miệng nhếch lên một cái hài lòng đường cong. Dường như hắn mục tiêu, lập tức liền muốn thực hiện giống như. Đêm khuya, chòm sao sáng chói, Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem trên không trung chấm nhỏ. Nơi này là lôi vân tước địa bàn, không có cấp 6 linh thú đến lời nói, nơi này chính là an toàn nhất, liền cái con thỏ đều không có. Bỗng nhiên, tiếng xé gió vang, Trác Phàm trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hai người. Tiết Ngưng Hương nhìn thấy hắn, không khống chế được vui vẻ, lập tức chạy tới, Tạ Thiên Dương lười biếng đi tới, trên dưới dò xét Trác Phàm liếc một chút về sau, âm u nói cái kia lôi vân tước thi thể ngươi xử lý địa thế nào. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm cười nói, tháo thành 8 khối, xử lý hoàn tất. Tiết Ngưng Hương nghe đến,
không khống chế được giật mình, vội vàng che lên cái miệng nhỏ nhắn. Tạ Thiên Dương lại là không quan trọng khoát tay một cái nói, ngưng nhi, không có việc gì, linh thú thi thể đại bộ phận đều như thế xử trí, chính là không biết hắn luyện vật gì tốt. Tạ Thiên Dương biết, Trác Phàm biết trận pháp, biết luyện đan, như vậy hội luyện khí cũng không có gì quá kỳ quái. Nhìn hắn đi lâu như vậy, chỉnh một chút một ngày, hắn liền đoán được Trác Phàm muốn đi luyện chế cái gì linh binh ma bảo. Uy, người có biết hay không? Hôm nay là ngưng nhi 16 tuổi sinh nhật, cho nên mới sẽ nghĩ nhà sốt ruột, nhìn thấy cái kia lôi vân tước hộ chứng tình cảnh lúc, khóc ào ào. Nghe đến Tạ Thiên Dương lời nói, Trác Phàm lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn Tiết Ngưng Hương liếc một chút. Tiết Ngưng Hương thì là đỏ mặt, cúi đầu xuống, tựa hồ tại vì ban ngày sự tình mà cứng ngắc. Ha ha ha, nếu là ngưng nhi sinh nhật, vậy ta đây cái làm đại ca phải đưa phần ra dáng lễ vật mới được. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái lóe thăm thẳm lôi quang giới chỉ, cho nàng mang đến tay. Đây là ta dùng lôi vân tước thi thể luyện chế chữ vật giới chỉ, lôi linh giới, có thể cất giữ vật sống. Ta một cái, ngươi một cái này hai cái giới chỉ vốn là một thể, cho nên chỉ cần giới chỉ có phản ứng, ngươi liền biết ta tại phụ cận. Lấy, Trác Phàm nâng lên một cái tay khác, nơi này cũng có một cái hiện ra lôi quang giới chỉ. Tiết Ngưng Hương trong lòng vui vẻ, cúi đầu xuống đỏ mặt duỗi ra mang theo giới chỉ quyền đầu. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, cũng nắm tay duỗi ra, hai cái giới chỉ ba một tiếng tụ cùng một chỗ, phát ra đùng đùng sao không dứt tiếng vang. Tạ Thiên Dương ở một bên, thấy ghen tuông lật trời, hét lớn, Trác Phàm, ngươi. Ngươi, cũng cho ta một cái. Không có, Trác Phàm sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngày hôm nay lại mẹ hắn không phải ngươi sinh nhật. Không được, ngươi phải cho ta một cái. Không phải vậy hai người các ngươi. Một đôi giới chỉ, Tạ Thiên Dương mặt mũi tràn đầy nín đến đỏ bừng, lòng nóng như lửa đốt. Không biết sao, hắn hiện tại không quan tâm cái này lôi linh giới giá trị, ngược lại càng quan tâm Trác Phàm cùng Tiết Ngưng Hương mang theo trên đời vẻn vẹn một cặp giới chỉ, còn mỗi người một cái. Giống như nhìn ra hắn tâm tư. Trác Phàm cảm thấy thầm than, cười gật gật đầu, ba người chúng ta cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, ta làm sao có thể không cho ngươi luyện một cái đâu. Lấy, Trác Phàm ném ra ngoài một cái đồng dạng giới chỉ. Tạ Thiên Dương mang lên, không khống chế được đại hỉ, vội vàng cùng Tiết Ngưng Hương cũng đúng một chút nắm. Như thế, ba người phân biệt mang theo ba cái lôi linh giới, chỉ cần gặp liền sẽ sinh ra phản ứng. Trác Phàm nhìn hai người liếc một chút. Giống như có thâm ý nhìn về phía Tạ Thiên Dương, ngươi cho ngưng nhi lễ vật gì. Tạ Thiên Dương khẽ giật mình, gãi đầu một cái, thật không có mang cái gì. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái kia toàn sơn thử, không khống chế được chỉ nó nói, ngưng nhi cùng nó không phải chơi thật cao hứng à, ta tặng nó cho ngưng nhi. Lăn, cái kia đồ chơi nhỏ sớm cũng không phải là ngươi. Trác Phàm bĩu môi nói. Tạ Thiên Dương giận dữ. Hét lớn, đây còn không phải là ngươi hại. Sau đó hai người lần nữa nhao nhao lên, Tiết Ngưng Hương ở một bên thấy đầy mặt nụ cười, không ngậm miệng được. Giờ này khắc này, nhìn lấy trên tay rạng rỡ phát sáng lôi linh giới, nàng thật nghĩ thời gian cứ như vậy dừng lại, ba người bọn họ cứ như vậy không buồn không lo địa cùng một chỗ. Chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, ba người bắt đầu trở về. Nhưng là người nào cũng không có chú ý tới. Ngoài vạn dặm, một con quái dị cự điểu chính nhìn chăm chú lên bọn họ nhất cử nhất động. Nó trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, trong mắt tinh mang lóe lên, liền vẫy cánh hướng vạn thú sơn mạch chỗ càng sâu bay đi. Theo lấy lúc trước phương pháp, Trác Phàm ba người nằm sấp tiến lên, lại hoa hơn một tháng, về đến khu vực thứ hai, tiếp lấy trở về khu vực thứ nhất. Một lần nữa đạp vào mảnh này tương đối an toàn cõi yên vui. Tất cả mọi người bất giác thở một hơi dài nhẹ nhõm, an tâm lại. Trên tay bọn họ, ba cái lôi linh giới chớp động lên rạng rỡ lôi quang, như là đem ba người tâm khẩn chặt liên hệ với nhau. Hiện tại, chúng ta chỉ cần triệt để đi ra Thanh Minh Thành, thì hoàn toàn an toàn. Trác Phàm xa nhìn phương xa Thanh Minh Thành phương hướng, khóe miệng hơi vểnh lên. Lần này tới đến Vạn Thú Sơn Mạch, hắn tuy nhiên có thể thu phục lôi vân tước, nhưng là đạt được nó chứng. Còn giao cho hai cái sinh tử chi giao, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nhưng là Tiết Ngưng Hương nhíu mày, có chút bận tâm nói, nhưng là,
chúng ta đắc tội Thất trưởng lão, hắn có thể hay không thiết lập hạ bẫy dập bắt chúng ta? Hẳn là sẽ không, Trác Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, lúc đó hắn không có cho chúng ta mỗi người lại bổ một đao, kết chúng ta tánh mạng, xem ra là gặp cực kỳ nguy hiểm sự tình, vội vàng hấp tấp chạy. Liền hắn đều sợ hãi đồ, vật, chắc hẳn hắn cũng cho là chúng ta đã bị vật kia giết chết, cho nên sẽ không lại bắt chúng ta. Đồ, vật, thứ gì? Tạ Thiên Dương nhíu chân mày, kỳ quái nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cũng là lắc đầu, không rõ ràng. Hắn lúc đó đã hôn mê, căn bản không biết khi đó tình huống, chính là tại hắn sau khi tỉnh lại, mới phát hiện chung quanh tất cả đều biến thành phế tích, mới phỏng đoán có đáng sợ đồ, vật đi qua. Còn tại sao ba người bọn hắn trọng thương người lại có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, vậy cũng chỉ có thể hỏi ông trời. Chỉ là bất luận như thế nào, chúng ta vụng trộm lặn ra thành đi là không có vấn đề. Trác Phàm nhìn hai người liếc một chút, lại nhìn về phía Tiết Ngưng Hương cười nói, Ngưng Nhi, người ra khỏi thành về sau tính toán ở đâu? Ta không biết. Tiết Ngưng Hương sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu, nhưng là trầm ngâm sau một lúc, đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác đại ca, người đi nơi nào, ta thì theo người đi nơi nào. Trác Phàm khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại. Tạ Thiên Dương lại là khẩn trương, chặn lại nói, Ngưng Nhi, nếu không ngươi đi với ta Kiếm Hầu phủ đi. Ở nơi đó, đừng nói là người nhà ngươi đuổi theo, liền xem như U Minh Cốc người đến, cũng không thể đem ngươi thế nào. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương ánh mắt sáng lên, vui sướng gật đầu tốt, Trác đại ca, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi Kiếm Hầu phủ nhìn một cái a, ta còn chưa từng có nhìn qua không trung mạnh nhất ngự hạ thất thế gia là dạng gì đây. Tạ Thiên Dương trên mặt mặc dù có chút không nhanh, nhưng nhìn Ngưng Nhi cao hứng như vậy, liền cũng đành chịu nói, Trác Phàm, xem ở Ngưng Nhi trên mặt, ta thì mời ngươi cùng đi nhà ta làm khách đi. Thật sâu hít sâu, Trác Phàm chỉnh trọng nhìn hai người liếc một chút, cười lắc lắc đầu nói, không, ta còn có việc khác, về sau như có cơ hội, chúng ta gặp lại đi. Nghe đến như thế ly biệt ngữ điệu, Tạ Thiên Dương hai người đều là sững sờ, trên mặt đầy vẻ không muốn màu sắc. Tuy nhiên Tạ Thiên Dương cùng Trác Phàm không hợp nhau, mỗi ngày tất yếu cãi lộn một lần. Nhưng dù sao cũng là đồng sinh cộng tử sống qua tới huynh đệ, lại có thể không có thật cảm tình. Uy, ta vẫn là rất vui vẻ nghênh ngươi đến nhà ta. Là huynh đệ, thì cho chút thể diện. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm đùa giỡn nói, ta đã sớm nói, ta theo ngươi cũng không phải là huynh đệ. Ai, ngươi người này thực sự là. Nhưng... Tạ Thiên Dương vừa định mắng to lên tiếng, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, tiếp lấy một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt ép đến trên người bọn họ, ba người các ngươi, người nào cũng đừng hòng đi. Bạch! Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên rơi vào ba người trước mặt, lộ ra một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài, thật dài tròm râu dê theo gió mà bay, một đôi âm trầm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ba người không thả. Thiên Huyền cường giả! Trong mắt bất giác ngưng tụ. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương vội vã ngăn tại Tiết Ngưng Hương bên người, lẫn nhau ngưng trọng liếc nhau. Là U Minh Cốc trưởng lão sao? Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trác Phàm nhỏ giọng hướng Tạ Thiên Dương truyền âm, nhưng Tạ Thiên Dương lại là mê mang địa lắc đầu. Chỉ là có thể khẳng định là, lão nhân này nhìn đợi bọn hắn ánh mắt, quả thực liền nghĩ ăn bọn họ một dạng, tuyệt đối là địch nhân. Nhưng, đúng lúc này... Tiết Ngưng Hương lại là nhẹ nhàng đem hai người hướng bên cạnh đẩy ra, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, khiếp khiếp nói, ra ra. Ra ra. Tạ Thiên Dương giật mình, bất giác sửng sốt, Trác Phàm lại là mi đầu lắc một cái, đại kêu ra tiếng, ngươi chính là Tiết gia duy nhất Thiên Huyền cường giả, ông tổ nhà họ Tiết, Tiết Định Thiên. Không để ý đến hai tên tiểu tử thúi này, Tiết Định Thiên một tay lấy Tiết Ngưng Hương kéo đến bên người, nhìn kỹ một chút. Ân cần nói, Ngưng Nhi, người mấy tháng này chạy đi đâu? Lão phu nhưng là khắp núi khắp nơi địa tìm ngươi a. Tiết Ngưng Hương một mặt áy náy mà cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, ra ra, để ngài lo lắng. Khẽ thở dài, Tiết Định Thiên cưng chiều địa sờ sờ cháu gái ngoan đầu, lắc đầu, tiếp lấy lại hung tợn hỏi, trong mấy tháng này, hai tiểu tử này có phải hay không đều đi cùng với ngươi, bọn họ không có làm gì ngươi a? Tiết Ngưng Hương đương nhiên minh bạch ra ra nói là chuyện gì, không khống chế được xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ địa nguyết hắn một cái, chả trách ra ra, ngài nói cái gì đó.
Hừ, không có liền tốt. Tiết Định Thiên thở phì phò phun ra một ngụm chọc khí, ngược lại lại nhìn về phía Trác Phàm hai người nói, hai người các ngươi, là ai đã thương ta đại tôn tử, Tiết Cương? Là hắn. Vừa dứt lời, Tạ Thiên Dương liền rất vô tình đem Trác Phàm bán, ta là về sau mới gặp phải Ngưng Nhi, cho tới bây giờ thì chưa thấy qua tôn tử của ngươi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm chỉ có thể thầm than Ngộ Giao tổn hữu. Sau đó tiến lên một bước nói, lúc đó ta không biết đó là Ngưng Nhi huynh trưởng, cho nên xin tiền bối thứ tội. Như vậy, cũng là ngươi lôi kéo Ngưng Nhi bỏ trốn. Cái gì, bỏ trốn? Nhưng, Tiết Định Thiên vừa hỏi ra lời, Tạ Thiên Dương liền không khống chế được giật mình, trong nháy mắt nắm chặt Trác Phàm cổ áo, tới lắc lui, Trác Phàm, ngươi nói cho ta rõ, ngươi cùng Ngưng Nhi lúc nào là loại quan hệ đó. Tiết Định Thiên sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Tiết Ngưng Hương. Tiểu tử này là gì của ngươi, làm sao nghe nói chuyện này, so lão phu còn gấp. Tiết Ngưng Hương hận hận chừng ra ra liếc một chút, xấu hổ ngồi xổm người xuống, đem đốt đỏ bừng gương mặt chôn ở bộ ngực bên trong. Ra ra thật sự là lão hồ đồ, việc như thế này sao có thể tùy tiện hỏi lối ra. Tiết Ngưng Hương ở trong lòng oán giận nói, nhưng là đầu lại là sau đó vụng trộm nâng lên, nhìn một chút bị dao động lúc ẩn lúc hiện Trác Phàm, trong lòng hươu con sông loạn. Chờ một chút, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là để Ngưng Nhi dẫn đường cho ta, không có gì có khác sự tình. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, lớn tiếng nói, Tạ Thiên Dương lúc này mới dừng lại đến, thở dài ra một hơi, yên tâm. Tiết Định Thiên chăm chú nhìn Trác Phàm khuôn mặt, gặp hắn không giống đang nói láo, liền gật gật đầu tốt, đã như vậy, xem ở ngươi chiếu cố tôn nữ của ta nhiều ngày như vậy phân thượng, ta thì không làm khó dễ các ngươi. Đi, Ngưng Nhi, theo lão phu về nhà. Tiết Định Thiên kéo Tiết Ngưng Hương, quay người muốn đi. Tiết Ngưng Hương không thôi nhìn lấy hai người, Tạ Thiên Dương càng là quính lên, muốn đuổi kịp đi. Đột nhiên, hét lớn một tiếng tại mọi người mà thôi trước vang lên. Chờ một chút, Trác Phàm lớn tiếng nói. Tiết Định Thiên quay lại liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi còn có chuyện gì? Ngươi không thể mang Ngưng Nhi trở về. Trác Phàm trong mắt hơi híp, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, mà lại, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không muốn lại trở về. Trong mắt không khống chế được run run, Tiết Định Thiên mi đầu thật sâu nhăn lại, ngươi đây là ý gì? Nói thẳng cho ngươi, ba người chúng ta đắc tội U Quỷ Thất, Ngưng Nhi cũng bị hắn nhìn thấy, có lẽ hiện tại đã tại chép các ngươi Tiết ra. Ngươi cùng Ngưng Nhi trở về, đều chỉ có một con đường chết. Tiết Định Thiên không khống chế được thất sắc, quay đầu nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, lại chỉ thấy Tiết Ngưng Hương sợ hãi gật đầu. Giống như bị sét đánh đồng dạng. Tiết Định Thiên đầu oanh một tiếng liền nổ tung, run run thân thể, hướng về sau phí thời gian lui lại hai bước, bịch một tiếng té ngã trên đất. Một cái thiên huyền cường giả, thế mà lại ngã xuống, có thể thấy được thụ nhiều lớn kích thích. Thấy tình cảnh này, Tiết Ngưng Hương nhất thời nước mắt rơi như mưa, vội vã đi vào Gia Gia bên người, đem hắn đỡ dậy, cực kỳ bi ai nói, Gia Gia, thật xin lỗi. Tiết Định Thiên kinh ngạc nhìn nàng, lại là hung hăng nắm chặt quyền đầu. Trong lòng vừa tức vừa giận lại không đành lòng. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Trác Phàm trên thân hai người, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo sát ý. Là các ngươi, đều là các ngươi cho ta Tiết ra mang đến tai họa ngập đầu. Chỉ cần đem các ngươi giao ra, thất trưởng lão liền sẽ khoan dung chúng ta đắc tội. Vừa dứt lời, Tiết Định Thiên trong nháy mắt áp sát tới Trác Phàm phụ cận, nhất trưởng đánh ra. Trong mắt không khống chế được co rụt lại. Trác Phàm dưới chân khẽ nhúc nhích, chỉ một thoáng, ba đạo thân ảnh hướng ba phương hướng nhanh chóng thối lui. Tiết Định Thiên vung lên ống tay áo, liền đem ba đạo thân ảnh toàn bộ đánh tan, nhưng lại không có Trác Phàm hình bóng. Nhưng là sau một khắc, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, tràn ngập huyết sắc quang mang nhất trưởng bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Huyết ảnh trưởng, cảm thấy không khống chế được giật mình, Tiết Định Thiên toàn thân huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Hắn hiện tại mới hiểu được, hắn tôn con trai của cùng tại sao đều sẽ thua ở tiểu tử này thủ hạ. Trác Phàm thực lực chẳng những siêu nhiên bản thân hắn tu vi một mảng lớn, hơn nữa còn dị thường quỷ dị, khó có thể suy đoán. Chỉ là đáng tiếc, hắn cùng trời huyền cảnh còn có kém lấy thiên địa cách biệt đây. Nghĩ như vậy, Tiết Định Thiên siêu một tiếng biến mất tại Trác Phàm trước mặt.
Trác Phàm trong mắt co rụt lại, cảm thấy kinh hãi, muốn tránh né đã là không kịp. Nhưng cảm giác sau lưng một cỗ đại lực đánh tới, Trác Phàm cổ họng ngòn ngọt, bất giác phun ra một ngụm máu tươi, liền bị cái kia Tiết Định Thiên nhất trưởng đánh bay ra mấy chục mét đi. Nhưng, ngay tại hắn muốn tiếp tục truy kích lúc, một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm ý, trong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Tạ Thiên Dương tay cầm tứ phẩm linh binh, sáng tinh kiếm, trực chỉ hắn lồng ngực. Chỉ một thoáng, thiên địa làm yên tĩnh, dường như chỉ có thanh kiếm này ánh sáng lấp lóe giữa thiên địa. Huyền giai vũ kỹ. Tiết Định Thiên trong mắt co rụt lại, không dám khinh thường, dưới chân nhẹ nhàng nhất động, liền bá một tiếng biến mất hình bóng, trong nháy mắt đi vào Tạ Thiên Dương trước người, nhất trưởng đánh ra. Phốc! Tạ Thiên Dương phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, nếu không phải có linh giáp phòng ngự, chắc đã trọng thương. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương bò người lên, liếc nhìn nhau, cảm thấy hoảng sợ. Thiên huyền cao thủ thực lực quả thực khủng bố, bọn họ nếu không phải dựa vào trận pháp chỉ uy, theo vốn không phải thiên huyền cường giả địch. Mà vừa mới bọn họ giao chiến nhìn như ngươi tới ta đi, thời gian rõ dài, nhưng thực chỉ có một hơi ở giữa, liền đã phân ra thắng bại. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương hai người cho dù liên thủ, cũng không đả thương được thiên huyền cao thủ một cọng tóc gáy. Thiên huyền mạnh, quả thực khiến hai người trong lòng run sợ. Dừng tay. Tiết Định Thiên đang muốn tiến lên đem Trác Phàm hai người cầm xuống, một tiếng tê tâm liệt phế hét lớn lại là đột nhiên vang lên. Tiết Định Thiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lại chính gặp Tiết Ngưng Hương đầy mặt nước mắt mà nhìn xem bọn họ, trên tay nàng còn cầm lấy một cái dao găm, gác ở trên cổ mình. Ngưng Nhi, ngươi làm gì? Tiết Định Thiên quính lên nói. Nức nở hai tiếng, Tiết Ngưng Hương hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói, ra ra, ngươi thả bọn họ a, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Nếu như lão phu thả bọn họ, vậy chúng ta Tiết gia thì vạn kiếp bất phục. Khẽ cắn môi, Tiết Định Thiên quyết tâm, nghiêng đầu đi, vẫn như cũ từng bước một mà làm hướng Trác Phàm hai người đi đến, trong mắt lóe ra khát máu hung quang. Ra ra, ngươi lại đi về phía trước một bước, Ngưng Nhi thì tự sát tại trước mặt ngài. Tiết Ngưng Hương quính lên, gác ở giữa cổ dao găm không khống chế được lại hướng bên trong chen chen. Chỉ một thoáng, từng đạo máu tươi từ giữa cổ chảy xuống. Ngưng Nhi, không muốn. Tạ Thiên Dương quính lên, giống to lên tiếng, nhưng Tiết Định Thiên lại là cắn răng, tiếp tục đi đến phía trước, dường như hoàn toàn không để ý cháu gái chết sống đồng dạng. Nhưng là Trác Phàm lại là đã nhìn ra hắn, trong hai mắt ngấn lệ chớp động. Con mắt khẽ híp một cái. Trác Phàm không khống chế được cười to lên, ha ha ha. Tiết Định Thiên, ngươi thật là một cái lão hồ đồ. Ngươi cho rằng bắt lấy chúng ta liền có thể cứu Tiết gia, thực là để cho các ngươi Tiết gia càng nhanh diệt vong thôi. Ngươi đây là ý gì? Phạch một cái, Tiết Định Thiên dừng bước lại, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm. Cười lạnh, Trác Phàm nhìn về phía một bên Tạ Thiên Dương, âm u nói, ngươi biết hắn là ai sao? Ngự hạ thất gia. Kiếm hầu phủ, bằng ngươi một cái gia tộc nhị lưu, đuổi bắt thất thế gia người, há không phải là muốn chết. Sợ hãi cả kinh, Tiết Định Thiên cảm thấy hoảng hốt, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thiên Dương, trên dưới dò xét một phen về sau, khó có thể tin lắc đầu, không có khả năng, ngươi nhất định đang gạt lão phu, kiếm hầu phủ người tới Thanh Minh Thành, lão phu làm sao lại không biết. Bảy thế gia đệ tử bốn phía dạo chơi, còn cần đến theo ngươi thông báo sao? Ngươi cũng không đánh bóng người cái kia mở lão mắt nhìn rõ, tiểu tử này cầm là loại nào binh khí, dùng là loại nào vũ khí. Gia tộc bình thường cầm ra sao? Cho dù là thất thế gia bên trong, có thể có dạng này tạo nghệ, cũng không phải phổ thông đệ tử đi. Thình lình rung động run một chút, Tiết Định Thiên lắc lắc người hướng về, sau nhanh chóng thối lùi mấy bước, toàn thân sớm đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn sớm nên phát hiện, tay cầm tứ phẩm linh binh. Khiến cho vẫn là huyền giai vũ kỹ. Tại cái này thiên vũ đế quốc bên trong, trừ thất thế gia người, còn có thể là ai? Gặp cái kia Tiết Định Thiên đã sợ đến không nhẹ, Trác Phàm không khống chế được cười lạnh, lại thêm một mồi lửa, người đem chúng ta chộp tới hiến cho U Minh Cốc, không nói trước bọn họ có dám hay không thu. Cho dù nhận lấy, sau đó kiếm hầu phủ truy cứu tới, dê thế tội là ai đâu? Bịch! Một câu nói kia. Xem như triệt để đem Tiết Định Thiên cho chấn trụ, cho nên tại hắn lảo đảo một chút liền rơi trên mặt đất, hai mắt kinh ngạc nhìn phía trước, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra.
Tuy nhiên bọn họ tiết ra là U Minh Cốc phụ thuộc gia tộc, nhưng là Ngự Hạ Thất gia ở giữa ân oán, bọn họ là vạn vạn không dám tham dự. Nếu không một khi dẫn khởi sự đoan, bọn họ nhất định cái thứ nhất làm pháo hôi, U Minh Cốc đem bọn hắn ném ra ngoài đi, mắt cũng không hội nháy một chút. Nghĩ tới đây, Tiết Định Thiên nhất thời trong lòng một cỗ bi thương cảm giác thản nhiên mà lên. Tiết gia năm gần đây thật sự là bất lợi khắp nơi a, tại sao lại muốn chết địa tham cùng đến bảy nhà sự cố bên trong. Hai cái này tiểu quỷ, hắn rõ ràng có thể tùy tiện cầm xuống, nhưng lại giống như hai cái khoai lang bỏng tay đồng dạng, muốn cầm cũng không cầm lên được. Hai vị, tiểu gia, lúc trước là lão phu lỗ máng, không biết hai vị tiểu gia thân phận, mời. Xin thứ tội, khẽ cắn môi, Tiết Định Thiên bỏ đi mặt mo nhất thời quỳ sát tại Trác Phàm hai người trước mặt, hung hăng dập đầu ba cái. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Trác Phàm, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Tạ Thiên Dương có chút không biết làm sao, đuổi vội vàng đứng dậy muốn đem hắn đỡ dậy. Không nói trước hắn là Ngưng Nhi gia gia, vẻn vẹn là người ta bó lớn như vậy số tuổi, vẫn là thiên huyền cường giả, cái quỷ này bọn họ có thể không chịu nổi. Cái này nếu như đặt ở kiếm hầu phủ bên trong, thiên huyền cường giả đều là trưởng lão cấp, sao có thể cho hắn quỳ xuống. Nhưng là, không đợi hắn đi qua, cũng là bị Trác Phàm khẽ vươn tay ngăn lại. Muốn cứu Ngưng Nhi, thì cầm cho ta ra điểm công tử bột tư thế tới. Trác Phàm nhỏ giọng truyền âm nói, Tạ Thiên Dương khẽ giật mình, bình tĩnh gật đầu. Ra ra, mau dậy đi. Tiết Ngưng Hương cho tới bây giờ chưa thấy qua ra ra mình như thế khuất nhục qua, không khống chế được vội vàng đi qua đem hắn đỡ dậy. Nhưng là, đúng vào lúc này, Trác Phàm lại là quát to, ai bảo ngươi lên. Nghe được lời này, Tiết Định Thiên khẽ run rẩy, lần nữa nằm dạp trên mặt đất, một gương mặt mo đều đã đỏ bừng. Các ngươi, Tiết Ngưng Hương giận dữ nhìn về phía bọn họ, cũng là bị Tạ Thiên Dương vội vàng kéo đến một bên. Trác Phàm chậm rãi đi đến Tiết Định Thiên trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi biết chúng ta Tạ công tử trong phủ địa vị a, ngày hôm nay lại bị ngươi lão gia hỏa này đả thương, chúng ta kiếm hầu phủ là sẽ không buông tha. Đúng, lão hủ không biết, mong rằng thứ tội. Tiết Định Thiên đem đầu trầm thấp rủ xuống, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Hừ, vậy chúng ta đem Ngưng Nhi mang đi. Nếu như muốn hồi nhân, mặc kệ là các ngươi Tiết gia, vẫn là U Minh Cốc, đều đi kiếm hầu phủ đòi người đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Trác Phàm vừa muốn nhấc chân rời đi, Tiết Định Thiên lại là một phát bắt được mắt cá chân hắn, cắn răng nói, Ngưng Nhi đắc tội qua thất trưởng lão không sao cả, nhưng là tuyệt đối không thể mang nàng đi. Nếu không, chúng ta Tiết gia thì thật xong. Chuyện này, lão phu cho dù là đắc tội kiếm hầu phủ các thiếu gia, cũng tuyệt không đáp ứng. Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, chỉ thấy trong mắt của hắn chỉ có kiên định cùng quyết tử chi ý, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an tới. Chẳng lẽ, Ngưng Nhi nàng là... Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong mắt co rụt lại, lóe qua một đạo sát ý. Trong nháy mắt túm lấy Tạ Thiên Dương tứ phẩm linh binh, Diệu Tinh kiếm, một kiếm hướng lão gia hỏa kia áo lót đâm tới. Không muốn. Tiết Ngưng Hương giật mình, bỗng nhiên thoát khỏi Tạ Thiên Dương trói buộc, bỗng nhiên ghé vào Tiết Định Thiên trên thân. Trác Phàm cái kia Diệu Tinh kiếm chí mạng đâm một cái, mới ở trên đường im bặt mà dừng. Ta dựa vào, người tiểu tử này điên. Dường như mới tỉnh hồn lại, Tạ Thiên Dương vội vàng đem kiếm cầm lại, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Trác Phàm. Ta cho là ngươi chính là hù dọa một chút lão nhân này, không nghĩ tới ngươi đến thật, hắn nhưng là Ngưng Nhi gia gia. Không có liếc hắn một cái, Trác Phàm lạnh lùng nói, nếu như lão nhân này cùng Ngưng Nhi, có một cái muốn chết, ngươi chọn người nào? Đương nhiên là, Tạ Thiên Dương chần chờ một chút, không khống chế được rơi vào lưỡng nan. Tiết Ngưng Hương thì là không hiểu tại gia gia cùng Trác Phàm ở giữa, tới lui băn khoăn, mắt lộ vẻ mờ mịt. Tiết Định Thiên, ngươi muốn Ngưng Nhi đi làm gì? Trác Phàm lạnh lùng nói. Nhấp nhẹ một miệng môi dưới, Tiết Định Thiên tối thở dài, ai, ta biết hai vị thiếu gia đều thích ta cái này cháu gái. Nhưng là nàng đã cùng U Minh Cốc thiếu gia có hôn ước, tại nàng 16 tuổi sinh nhật thời khắc, đưa nàng đi hòa thân. Vì thế, nàng không biết chạy bao nhiêu lần, hiện tại đã qua kỳ hạn, nếu là nàng không đi nữa, chúng ta cả nhà thì đều phải gặp chuyện. Hòa thân. Tạ Thiên Dương giật mình nói, Ngưng Nhi,
ngươi là lúc này mới muốn chạy ra thành. Tiết Ngưng Hương ảm đạm gật gật đầu. Trác Phàm chăm chú nhìn Tiết Định Thiên tấm kia nếp uốn mặt mo, nhìn hắn không giống nói dối, không khống chế được tối thở dài, nhìn lấy ngươi cũng không rõ ràng, nếu như chính là hòa thân còn tốt, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tạ Thiên Dương giận dữ, hét lớn, Ngưng Nhi sao có thể tùy tiện theo U Minh Cốc người cùng hôn, đi, theo ca đến Kiếm Hầu Phủ đi. Tạ Thiên Dương, cái này cùng hôn là giả. Gặp hắn muốn kéo Ngưng Nhi đi, Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái về sau, nhìn về phía Tiết Định Thiên, U Minh Cốc hòa thân sự tình, cần phải từ xưa đến nay a, người có thể từng gặp gả đi cô nương có còn sống trở về sao? Trong mắt ngưng tụ, Tiết Định Thiên suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, U Minh Cốc chính là bảy nhà một trong, quy củ rất nhiều. Giống chúng ta loại này gia tộc nhị lưu, có thể cùng hòa thân, đã mang ơn, còn như thế nào dám có khác yêu cầu. Khuê nữ đã là người ta người, chúng ta cũng liền không hỏi. Ha ha ha, các ngươi không hỏi, chính tùy bọn hắn tâm ý. Trác Phàm cười lạnh, thở dài nói, nếu như ta nói, gả đi nữ hài, đã tất cả đều chết, ngươi lại sẽ như thế nào? Còn đem Ngưng Nhi đưa đi sao? Cái gì, cái kia làm sao có thể? Tiết Định Thiên giật mình, bất khả tư nghị lắc đầu, bọn họ vì cái gì làm như thế, chúng ta đối với bọn họ nhưng là trung thành tuyệt đối a. Chính bởi vì các ngươi trung thành, cho nên mới chọn các ngươi dưỡng Lô Đỉnh. Nghe đến hắn lời nói, mọi người cùng nhau giật mình, cái gì Lô Đỉnh? Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thở sâu, âm u nói, trong ma đạo, có một loại là lấy siêu tập oan hồn lệ quỷ làm vì công kích thủ đoạn công pháp. Không quá thiên hạ âm dương bình hành, oán khí quá nặng ngược lại dễ dàng phản phệ chính mình. Cho nên liền cần thế gian tinh khiết nhất linh hồn, làm máy nguồn tu luyện. Mà 16 tuổi xử nữ, chính là lớn nhất tài liệu tốt. Ý ngươi là bọn họ muốn cầm Ngưng Nhi luyện công. Tạ Thiên Dương kinh ngạc nói, không khống chế được lo âu nhìn Tiết Ngưng Hương liếc một chút. Gật gật đầu. Trác Phàm thản nhiên nói, 89/10 là như thế, các ngươi còn nhớ hay không thất trưởng lão sử xuất bộ kia vũ kỹ. Cái kia vốn là huyền giai vũ kỹ, nhưng là lại cũng không hề hoàn toàn luyện thành, uy lực cũng không tính quá lớn, xem ra cũng là Lô Đỉnh không đủ dùng, hắn còn chưa có phân đến duyên cớ. T. Bất giác hít sâu một hơi, tất cả mọi người là liếc nhìn nhau, vạn vạn không nghĩ đến, U Minh Cốc càng như thế ác độc, bắt người làm tài liệu luyện công. Chỉ là Trác Phàm lại là không quan trọng, mà đạo vốn là tự tư, không có gì ác độc không ác độc, chỉ cần chớ tự chính mình tìm đường chết liền tốt. Nhớ năm đó tại Thánh Vực, cũng có một hoàng giai cao thủ vì luyện loại ma công này, đồ sát gần vạn tu giả, sau cùng dẫn tới toàn bộ Thánh Vực tu giả cộng đồng thảo phạt. Liên kết với là ma đạo người, cũng đánh tới chính nghĩa lá cờ, thể phải đem hắn giết sạch. Một lần kia, là ma đạo cùng chính đạo hy hữu có mấy lần liên thủ hành động. Đúng lúc đó Trác Phàm cũng là bên trong một viên, mắt thấy vị này thánh vực ngu ngốc tìm đường chết hành động. Kể từ lúc đó, hắn liền hiểu rõ một chút, không có thiên hạ đệ nhất thực lực, cũng đừng kéo thiên hạ đệ nhất cửu hận. Cho nên hắn được đến cửu u bí lục về sau, đều là 10 phần điệu thấp tu luyện. Cho dù là hiện tại, hắn có thể lấy thiên ma đại hóa quyết tăng lên trên diện rộng tu vi, cũng không dám tùy tiện đổ sát nhiều người như vậy. Nếu như bị bắt được, vậy hắn thì là phàm giai ngu ngốc. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Nghe đến Trác Phàm nói tới về sau, tất cả mọi người trầm mặc không nói, bên tai tiếng vọng côn trùng kêu vang chim gọi. Bình thường như vậy dễ nghe êm tai, lúc này lại là như thế quát kêu, làm cho người phiền muộn. Ngưng Nhi. Trầm mặc nửa ngày, Tiết Định Thiên đầy mặt vẻ nghiêm túc, đột nhiên nói, nếu là vị thiếu gia này nói tới là thật lời nói, người vẫn là rời đi đi. Ra ra, Tiết Ngưng Hương quính lên, đầy mắt lệ quang nhìn về phía hắn. Nhếch miệng cười một tiếng, Tiết Định Thiên thờ ơ lắc đầu, yên tâm, lão phu sẽ trở về đem chuyện này tra rõ ràng. Nếu là việc này cũng không phải là giống vị thiếu gia này chỗ nói, ra ra nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Đến thời điểm, đừng trách ra ra lại buộc ngươi đi hòa thân. Xong, Tiết Định Thiên cưng chiều địa sờ sờ Tiết Ngưng Hương đầu, bá một tiếng, bay đi. Nhìn lấy cái kia dần dần đi xa thân ảnh già nua, Tiết Ngưng Hương co giật một chút cái mũi, hai hàng thanh lệ bất giác chảy xuống. Trác đại ca, gia gia của ta trở về sẽ không gặp nguy hiểm đi. Trên đường đi tới,
Trác Phàm phân tích khắp nơi đều có thể đánh trúng sự việc chỗ hiểm, cho nên Tiết Ngưng Hương tại Gia Gia vừa rời đi về sau, liền vội vàng hướng hắn hỏi thăm, trong mắt tràn đầy hy vọng màu sắc. Nàng hy vọng dường nào Trác Phàm có thể nói ra, Gia Gia ngươi không có việc gì, cả nhà ngươi đều sẽ không có việc gì. Đáng tiếc, Trác Phàm lại là tiếc nuối lắc đầu. Xin lỗi, nếu như lão gia tử kia không có trở về lời nói, nhà ngươi người khác khả năng còn có một đoạn thời gian sống tạm. Nhưng là hắn vừa trở về, cả nhà tuyệt đối lại không một người sống. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương khẽ giật mình, như bị sét đánh bàn run run thân thể, không tự giác địa lùi lại hai bước. Tạ Thiên Dương ở một bên thấy không đành lòng, không khống chế được mắng to, uy, ngươi cũng không phải là cái kia u quỷ thất trong bụng run đúa, dựa vào cái gì nói ra ra của nàng sau khi trở về, cả nhà đều sẽ chết. Nếu ta nói chuyện, trở về một vị thiên huyền cao thủ, ngược lại làm cho cái kia u quỷ thất kiêng kỵ. Hừ, vậy ngươi thì sai, ta mặc dù không phải cái kia u quỷ thất trong bụng run đúa, nhưng chúng ta là người một đường, hắn ý nghĩ ta đại khái có thể ước lượng mò một hai. Đầu tiên chúng ta đắc tội hắn, hắn đã kết luận Tiết gia phản bội U Minh Cốc, cho nên nhất định sẽ trở về trảm thảo trừ căn. Nhưng là khi đó Tiết lão gia tử đi ra tìm Ngưng Nhi, như thế lời nói. Trác Phàm ngừng dừng một chút, nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, thở dài, không có tìm được vị này thiên huyền cao thủ tung tích, hắn sẽ còn lưu hắn lại mạng người, đến dẫn xuất ra ra ngươi. Có thể ra ra ngươi một khi trở về, hắn liền không cố kỵ nữa. Đánh giám, thiên huyền cao thủ cho dù tại thất thế gia cũng là trưởng lão cấp, ta cũng không tin u quỷ thất hắn có lá gan này, dám đem một cái có ngày huyền cao thủ tỏa trấn gia tộc diệt môn. Tạ Thiên Dương nhìn lấy Tiết Ngưng Hương càng ngày càng ảm đạm sắc mặt, không khống chế được theo Trác Phàm hét lớn. Bật cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu, chính là bởi vì Tiết gia có một vị thiên huyền cao thủ, cho nên hắn mới chịu chờ Tiết Định Thiên sau khi trở về, mới trảm thảo trừ căn. Mặt khác, người có một chút lầm, thiên huyền cao thủ cũng không cường đại, không ràng buộc thiên huyền cao thủ mới chính thức đáng sợ. Nếu không lời nói, cái kia Tiết Định Thiên tại sao lại cho chúng ta quỳ xuống? Hắn quỳ không phải ngươi cùng ta, mà chính là phía sau ngươi Kiếm Hầu phủ. Hắn cũng không phải vì chính hắn quỳ xuống, mà chính là vì phía sau hắn Tiết gia. Như hắn là cái không ràng buộc tán tu, vừa mới coi như giết ta nhóm cũng không kỳ quái. Nhưng là, Tạ Thiên Dương muốn phản bác, nhưng là lúng túng nửa ngày, lại là thình lình phát hiện, hắn lại không phản bác được. Trác Phàm lúc trước nói tới, hắn làm thế nào có thể không biết. Chính là nhìn thấy Tiết Ngưng Hương đau thương sắc mặt, muốn vấn đề nàng một chút mà thôi. Nhưng là Trác Phàm nói chuyện lại như thế trực tiếp, mỗi câu lời nói đều như dao, đâm về Tiết Ngưng Hương trái tim. Khẽ cắn môi, Tạ Thiên Dương hận không thể đánh cái này Trác Phàm hai quyền. Người nhà liền không thể thông cảm một chút Ngưng Nhi hiện tại tâm tình, nói điểm vấn đề tiếng người a. Tốt, hai người các ngươi đều đừng ầm ĩ. Đột nhiên, Tiết Ngưng Hương hét lớn một tiếng. Nhìn về phía Trác Phàm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, Trác đại ca, ta biết ngươi phân tích luôn luôn đều rất có đạo lý. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, nếu là ta trở về, dùng lô đỉnh thân phận theo thất trưởng lão bàn điều kiện, có thể hay không bảo vệ cả nhà của ta tánh mạng. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Tạ Thiên Dương không khống chế được kinh hãi, Ngưng Nhi, không thể. Trác Phàm cũng là mí mắt lắc một cái, chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Nhưng là gặp nàng ánh mắt bên trong quyết tuyệt ánh mắt, không khống chế được thở dài, gật gật đầu, lấy u quỷ thất đường đường trưởng lão thân phận, đều không cách nào đem môn kia vũ khí luyện thành. Có thể thấy được lô đỉnh tại U Minh Cốc là tương đương khuyết thiếu, người biện pháp này, có lẽ có thể thực hiện, chính là. Không có gì chính là, chỉ cần có thể là được. Tiết Ngưng Hương khoát khoát tay, thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, dường như bỏ xuống trong lòng một kiện đại sự giống như. Vui vẻ ra mặt. Chỉ có Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương hai người, nhìn lấy Tiết Ngưng Hương cái kia cười bên trong mang nước mắt hai gò má, tâm lý chịu nặng. Trác đại ca, Thiên Dương đại ca, cảm ơn các người mấy tháng này chiếu cố, chúng ta như vậy phân biệt đi. Chính là, Tiết Ngưng Hương xịt xịt cái mũi, cười nói ta từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ vẫn không có thể đi ra thành đi, không có thể đến Kiếm Hầu phủ nhìn một chút, thật sự là tiếc nuối a. Lấy Tiết Ngưng Hương cười khoát khoát tay, xoay người rời đi. Nhìn lấy Ngưng Nhi xinh đẹp bóng lưng, Tạ Thiên Dương sớm đã hai mắt phiếm hồng, nhân vì bọn họ cũng đều biết,
cô bé này muốn làm gì đi, đó là lấy chính mình mệnh đi đổi người nhà mệnh a. Ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nhưng là còn không đợi hắn bước ra bước thứ hai, Tiết Ngưng Hương dí dỏm thanh âm lại là tại hai người mà thôi trước vang lên. Hai người các ngươi có thể đừng đối ta dùng sức mạnh a, ta biết ta đánh không lại hai người các ngươi. Nhưng là ta sẽ hận các ngươi cả một đời cũng sẽ không lại để ý đến các ngươi. Vọt tới trước thân thể im bặt mà dừng, Tạ Thiên Dương khẽ cắn môi, bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất, nhìn lấy cái kia thanh thuần bóng lưng dần dần biến mất tại bọn họ trước mắt. Uy, Trác Phàm, Ngưng Nhi đi, Tiết gia thật có thể bảo trụ sao? Tạ Thiên Dương thấp trầm giọng hỏi. Tạm thời đi, Trác Phàm lắc đầu, trên mặt một mảnh yên tĩnh màu sắc, chờ Ngưng Nhi làm lô đỉnh lúc thân tử, Tiết gia một đám già trẻ cũng sẽ bị đồng thời diệt đi. Vậy ngươi tại sao còn để Ngưng Nhi đi? Tạ Thiên Dương hung hăng cắn môi, phần môi đã có máu tươi chảy ra, nhưng là hắn y nguyên hung ác cắn, trong lời nói cảm thấy có nộ khí. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm thản nhiên nói, chí ít. Ngưng Nhi đến sau khi chết, cũng sẽ cho rằng người nhà bị bảo trụ, có thể an tâm đi. Hỗn đàn. Đụng. Tạ Thiên Dương bỗng nhiên đứng lên, quay người lại một quyền ở giữa Trác Phàm hai gò má, thẳng đuổi hắn ra khỏi xa hơn 10 mét, người lại đem Ngưng Nhi bán. Hét lớn một tiếng, Tạ Thiên Dương quay người hướng Tiết Ngưng Hương biến mất địa phương đuổi theo. Ngươi muốn đi đâu làm gì? Trác Phàm vệt một thanh khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói. Ta muốn đi cứu nàng. Tạ Thiên Dương mặt hiện lên vẻ kiên định. Bằng ngươi, Trác Phàm suy cười một tiếng, lắc đầu, ngươi đoán cốt bát trọng, dựa vào cái gì theo thiên huyền cao thủ đánh. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, đoán cốt cảnh cùng trời huyền cảnh khác biệt. Không chỉ là thiên huyền cảnh có thể lăng không phi hành mà thôi. Còn tại ở tốc độ bọn họ căn bản không phải đoán cốt cảnh có thể so ra mà vượt. Thì tính sao, song quyền bất giác chăm chú, Tạ Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao cũng so ngươi không hề làm gì tốt ha, lần trước, chúng ta rõ ràng có cơ hội đánh ngã cái kia u quỷ thất. Lần trước đó là chúng ta mai phục tại trước, trận pháp đã sớm bố trí thỏa đáng. Tại trong trận pháp, vô luận thiên huyền cao thủ tốc độ lại nhanh, chúng ta đều có thể đuổi theo. Nhưng là bây giờ, ta lại như thế nào bố trận? Tại dưới mí mắt hắn vải à, sau đó lại mời hắn vào trận đúng hay không? Song quyền hung hăng nắm lại, Trác Phàm lời ấy Tạ Thiên Dương hoàn toàn minh bạch. Nhưng là, hắn lại không thể chịu đựng được Trác Phàm loại này không thành tựu thái độ. Cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử Ngưng Nhi lập tức liền muốn vì gia tộc đi chịu chết, hắn lại có thể giống người không việc gì một dạng, không hề làm gì. Cái này khiến Tạ Thiên Dương vô luận như thế nào, đều không thể chịu đựng. Trác Phàm, ta một mực biết ngươi chính là cái không đáng tin nhâm tiểu tử. Nhưng là, làm nam nhân, bất luận tốt xấu, dù sao cũng nên thực hiện chính mình lời hứa đi. Ngươi nhưng là đáp ứng mang Ngưng Nhi ra khỏi thành, nếu như ngươi làm không được, ngươi chính là cái kẻ hèn nhát. Hét lớn một tiếng, Tạ Thiên Dương thoải mái chạy về phía trước. Ngươi coi như đi chỗ đó. Cũng chỉ có thể nhìn lấy, cái gì cũng làm không. Lão tử nguyện ý, dù sao lão tử cận kề cái chết không làm kẻ hèn nhát. Nhìn lấy Tạ Thiên Dương đuổi theo Ngưng Nhi, nghênh ngang rời đi hình bóng, Trác Phàm không khống chế được chăm chú song quyền, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, lẩm bẩm nói, ai nói lão tử cái gì cũng không làm. Vừa dứt lời, Trác Phàm quay người hướng một chỗ rừng rậm đi đến. Một phút sau, tại một chỗ trong sơn động, Trác Phàm trước bố trí xuống thiên ẩn trận, miễn cho bị người khác quấy rầy. Sau đó tại sơn động mặt đất, vẽ lên đồ án kỳ quái, đem linh thạch bố trí tại mỗi một cái điểm mấu chốt, lại dùng lúc trước được đến kim cương lưu sa phủ kín toàn bộ quái dị đồ họa. Sau cùng, nhưng gặp trong tay hắn lưu quang lóe lên, một đôi lóe lôi quang hai cánh liền xuất hiện tại hình vẽ này chính giữa. Đây là cửu u bí lục bên trong luyện thể bí pháp, có thể vận dụng thiên ma đại hóa quyết. Đem luyện khí tài lưu luyện hóa vào bên trong thân thể, trở thành bất bại kim cương chi thân. Cái này so với Trác Phàm lúc trước cho bàng thống lĩnh ma sát quyết, càng thêm cực kỳ tàn ác. Cái kia ma sát quyết tốt xấu vẫn là cho người ta luyện công pháp, nhưng cái này luyện thể bí pháp lại hoàn toàn không coi người là người, mà chính là đem người làm ma bảo linh binh đồng dạng luyện chế. Phương pháp này sau khi luyện thành, tự nhiên mình đồng ra sắt, đánh đâu thắng đó.
nhưng là quá trình luyện chế, lại là thống khổ vạn phần, so cái kia ma sát quyết còn muốn thống khổ gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Có thể tưởng tượng, đem luyện chế ma bảo tài liệu luyện nhập thể nội, liền giống như là dùng ngàn vạn thanh đao kiếm tại khiết nhập từng tấc ra thịt đồng dạng, thống khổ như vậy quả thực cũng là so lăng chỉ còn muốn càng sâu vạn lần. Một cái không tốt liền sẽ thần hình câu diệt, vạn kiếp bất phục. Mức độ nguy hiểm, càng tại cái kia ma sát quyết phía trên. Tưởng tượng năm đó, còn không được đến cửu u bí lục trước đó, Trác Phàm cho dù tay cầm ma sát quyết, cũng không có quyết định đi tu luyện. Cũng là bởi vì công pháp này, quá cực kỳ tàn ác, tuy nhiên mạnh, nhưng là quá tự ngược, quá nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, hắn lại muốn tu luyện loại này càng tự ngược, nguy hiểm hơn bí pháp, vừa nghĩ tới, hắn liền bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng là bây giờ, đây cũng là duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đề cao thực lực biện pháp. Cùng u quỷ thất tâm cơ như vậy khó lường lão ma đầu chiến đấu, không có tuyệt đối mạnh hơn hắn thực lực, liền không có 100% phần thắng. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ, dường như đặt quyết tâm, trong tay trận quyết một chục. Chỉ một thoáng, cái kia quỷ dị đồ án thế mà bắt đầu phát ra chướng mắt ánh sáng, đồng thời không ngừng chuyển động. Mà cái kia kim cương lưu xa cũng theo chuyển động, dần dần hình thành một cái cơn lốc nhỏ, chậm rãi quấn phía trên chính khoanh chân ngồi tại chính giữa Trác Phàm thân thể. Xì xì xì. Từng hạt kim cương lưu xa, theo trận đồ kia không ngừng chuyển động, dần dần bám vào tại Trác Phàm trên thân thể. Nhưng, cái kia hạt cát vừa mới tiếp xúc hắn ra thịt, liền giống như một cái cương châm bàn chui vào. Châm đầu đại bàn một chút huyết hồng, chậm rãi nổi lên. Một hạt, hai hạt, ba hạt, 100 hạt, ngàn hạt, vạn hạt. Cái kia lưu xa ở trên người hắn càng tụ càng nhiều, tất cả đều là hơi dính trên thân, liền ra sức chui vào bên trong. Một hạt, hai hạt hắn còn có thể chịu được, 100 hạt, ngàn hạt liền đã để hắn mi đầu siết chặt, hung hăng cắn chặt răng quan. Đợi đến cái kia lưu xa đạt tới vạn hạt, ước hạt lúc, hắn toàn thân cao thấp đã tràn đầy huyết sắc. Mà lại đây còn không phải là bình thường như thế một cỗ chảy ra máu tươi, mà chính là từng hạt cát điểm kích cỡ tương đương huyết điểm, tổ hợp mà thành, tràn ngập toàn thân hắn. Nếu là cẩn thận đi xem lời nói, hắn toàn thân cao thấp đã sớm bị cái này kim cương lưu xa phá hư hầu như không còn, tất cả da thịt đều là đã vỡ mục. Chỉ là cái này vẻn vẹn chính là bắt đầu, nhưng dù vậy, cái kia đau đớn cũng đã bắt kịp nhân loại kinh khủng nhất hình pháp, lăng chỉ thống khổ. Nhưng là, vì có thể cấp tốc mạnh lên, Trác Phàm y nguyên mạnh cắn răng quan, hàng đô bất hàng một chút. Tinh mịn mồ hôi lạnh đã tràn ngập toàn thân hắn, cho dù là Trác Phàm dạng này đại ma đầu, tại khủng bố như thế luyện dưới hạ thể, cũng là đau đến run lẩy bẩy. A! À, đột nhiên, Trác Phàm trong mắt co rụt lại, nhịn không được đại kêu ra tiếng. Bởi vì cái kia ức vạn hạt hạt cát đã đi qua hắn da thịt, chui vào hắn trong cơ thể. Loại đau khổ này thậm chí so ra thịt thống khổ, còn đau gấp trăm lần nhiều. Cho nên tại hắn cũng ngăn không được giống kêu ra tiếng, nhưng là rất nhanh hắn liền ngậm kín miệng, cố nhịn xuống. Một trương run không ngừng gương mặt, đã tức đỏ bừng. Hắn tâm lý minh bạch, cái này luyện thể chi pháp chính là muốn đem toàn thân cao thấp thân thể, từ trong ra ngoài toàn bộ phá hủy, lại lấy cái này kim cương lưu xa thay thế. Đến mức sau khi luyện thành, có thể nội ngoại kiêm tu. Kim cương không phá. Bất quá, bên trong thống khổ vẫn là y nguyên để hắn khó có thể chịu đựng. Mà lại, đây vẫn chỉ là đến bắp thịt bộ phận, về sau còn muốn đoán cốt cùng cường hóa tạng phủ, khi đó đem càng thêm đau đớn khó nhịn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định. Nếu không phải vì cứu tiết ngưng hương, hắn coi như biết rõ cái này luyện thể chi pháp cho dù tốt, cũng không thể đi luyện. Quá tự ngược. Cái kia quỷ dị trận đồ vẫn tại không ngừng chuyển động, kim cương lưu xa tại Trác Phàm thể bên trong qua lại có hơn một canh giờ về sau, rốt cục đem tất cả bắp thịt tất cả đều phá hư, sau đó trực tiếp hướng hắn xương cốt chui vào. Ngô! Kim cương lưu xa vừa mới bám vào đến hắn xương cốt phía trên, Trác Phàm liền ngăn không được lắc một cái, lập tức liền muốn kêu to đi ra. Nhưng là hắn cắn răng một cái, quả thực là cho nhịn xuống. Nếu là hắn lúc này kêu to, như vậy tại hắn cường hóa tạng phủ thời điểm, thì tất nhiên cũng nhịn không được nữa thống khổ như vậy. Vậy hắn nhất định sẽ nguyên thần tán loạn mà chết, cho nên hắn chỉ có hai mắt bạo lồi địa ngã trên mặt đất,
trên mặt tuy nhiên dán đầy dòng máu, nhưng y nguyên có thể thấy được hắn trắng bệch sắc mặt. Cầm bà ngươi cái tổ tông, thật không biết cái kia cửu U Ma Đế chính mình thử qua không có, lại muốn ra như thế biến thái luyện thể chi pháp. Cái kia kim cương hạt cát vừa mới bắt đầu chui vào hắn cốt tủy, Trác Phàm liền ngăn không được co rút lên, nhưng hắn lại không thể lên tiếng, chỉ có thể trong lòng âm thầm chửi mắng cái này thượng cổ thứ nhất ma đế, tại sao nghĩ ra như thế cái tu luyện chi pháp đến. Cái này nếu để cho cái kia ma đế nghe đến, nhất định sẽ rất khinh thường bĩu môi, lão tử lại không buộc ngươi luyện, ai bảo ngươi tiện đến nhất định phải luyện tới. Phốc! Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, Trác Phàm đột nhiên toàn thân siết chặt, tiếp lấy chính là trong nháy mắt sụi lơ đi xuống. Hắn cả người xương cốt, đã trong khoảnh khắc đó hóa thành bột phấn. Cái kia cực kỳ đau đớn, để trong mắt của hắn đã tràn ngập lệ quang, nhưng là hắn bây giờ lại như một bãi bùn nhão bàn, chỉ có thể co quắp trên mặt đất, căn bản liền hoạt động một ngón tay năng lực đều không có. Còn có, một bước cuối cùng, liền có thể gây dựng lại thân thể tàn phế. Trác Phàm trên đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, lại là cường ngạnh hít một hơi, lần nữa cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên bất khuất màu sắc. Toàn thân khung xương đã hoàn toàn vỡ nát, kim cương lưu xa tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đi vào Trác Phàm tạng phủ ở giữa. Cùng lúc trước một dạng, chỉ cần bám vào đi lên, thì lập tức chui vào. Chỉ một thoáng, Trác Phàm toàn thân cơ quan nội tạng đồng thời vỡ nát, Trác Phàm cổ họng ngòn ngọt, như là suối nước nóng phun khẩu một dạng. Bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phun ra mang theo nội tạng toái phiến dòng máu, mãnh liệt không thôi. Dòng máu chảy tới cái này quỷ dị trận đồ bên trong, chậm rãi tan vào đi. Mà Trác Phàm cũng nhân cái này đại lượng mất máu, toàn thân cao thấp dần dần băng lãnh xuống tới, nhưng là khóe miệng của hắn lại là nhếch lên một cái tà dị đường cong. Lão tử rốt cục gắng gượng qua đến, sau đó cũng là gây dựng lại thân thể tàn phế. Ách! Đột nhiên! Trác Phàm nụ cười im bặt mà dừng, sau đó thế mà nhìn không được phát ra một tiếng kinh thiên giống to. A, à, kim cương lưu xa tại phá hư toàn thân hắn tạng phủ về sau, cũng không có giống hắn mong muốn như thế, bắt đầu gây dựng lại thân thể tàn phế, mà chính là trong nháy mắt hướng chảy hắn não bộ, bỗng nhiên chui vào trong đầu hắn. Bất luận tu giả vẫn là người bình thường, đại não đều là yếu ớt nhất địa phương, liền nguyên thần đều là gửi ở trong đầu. Kim cương lưu xa đột nhiên tập kích não bộ, thì tương đương với trực kích hắn sâu trong linh hồn, tàn phá hắn nguyên thần. Nguyên thần vừa diệt, người liền sẽ thần hình câu diệt, chết không táng sinh mảnh đất. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này luyện thể chi pháp sau cùng tu luyện lại là nguyên thần. Giờ này khắc này, hắn giống như vạn hồn cắn xé, đau như tâm phi, loại kia đau đớn so với lúc trước, thậm chí muốn đau vạn lần không thôi. Nhưng là cùng lúc trước không giống là, lúc trước hắn là càng đau đầu não càng rõ ràng, bây giờ lại là càng đau trước mắt càng mơ hồ. Trong lòng của hắn minh bạch, hắn nguyên thần chính đang từ từ bị làm hao mòn hầu như không còn, hắn đang đứng ở về với cát bụi ở mép. Nhưng là, hắn nhưng không có biện pháp gì, hắn hiện tại thân thể đã là sắp chết chi cảnh, nguyên thần lại càng ngày càng yếu, hắn đã là kẻ sắp chết, lại không hồi thiên chi lực. Ha ha ha! Không nghĩ tới lão tử đường đường ma hoàng, lại là chính mình tìm đường chết, thật sự là buồn cười a buồn cười. Sớm biết như thế, lão tử thì bất tu cái này luyện thể chi pháp. Trác Phàm tự giễu cười một tiếng, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn cũng cảm thấy càng thêm suy yếu. Cái kia quỷ dị trận đồ còn đang xoay tròn lấy, phía trên kim cương lưu xa đã thấm đầy hắn dòng máu, nhưng là hắn lại là không rảnh lại nhìn một chút. Hắn hiện tại chỉ có một tia ý thức còn sót lại, lập tức cái này một tia ý thức cũng sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn, khi đó hắn thì thật xong. Chính là hắn không hiểu là, hắn vì sao muốn sửa chữa cái này đáng đâm ngàn đao luyện thể chi pháp. Lão tử đầu bị lừa đá a, tại sao muốn luyện loại này biến thái bí thuật? Trác Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng lóe qua một tia tiếc nuối, trước kia hình ảnh một lần cuối cùng tại trong đầu hắn từng lần một lóe qua. Theo hắn sơ nhập ma đạo bắt đầu, một đường vượt mọi chông gai, đạp vào thánh vực tám hoàng đứng đầu vị trí, trở thành thánh giả phía dưới đệ nhất người, một đường vinh quang. Về sau được đến cửu U Bí Lục, càng là mừng rỡ trong lòng, lại bị đồ đệ bán, trọng sinh lạc gia, trở thành quản gia. Đến sau cùng gặp phải Tạ Thiên Dương, Tiết Ngưng Hương. Tiết Ngưng Hương, Tiết Ngưng Hương,
Trác Phàm bờ môi động động, nói mê địa hô hào cái kia nữ hài tên. Bỗng nhiên, lại là bỗng nhiên mở ra hai mắt, hét lớn, ngưng nhi. Thoáng chốc, hắn nhớ lại hắn tu luyện cái này biến thái bí pháp nguyên nhân, chính là vì cứu nàng. Mà cũng tại thời khắc này, cái kia quỷ dị trận đồ thế mà trong nháy mắt cấp tốc chuyển động, một cỗ kỳ dị lực lượng đem trong trận tất cả mọi thứ đều bao bọc ở bên trong. Trác Phàm cái trán bỗng nhiên dần hiện ra ngọn lửa màu xanh, tiếp lấy cấp tốc hóa thành một dòng nước trong hướng chảy toàn thân hắn các nơi, sau cùng cũng đồng thời dung nhập cái kia quỷ dị trong trận. Trác Phàm không biết là, cái này cửu u bí lục luyện thể bí pháp, không chỉ có luyện thể, càng có thể luyện thần, chính là hình thần kiêm luyện chi thuật. Có thể đem tu luyện giả thể nội, tất cả tiềm lực đều khai quật ra. Nếu là tu luyện giả chỉ luyện thể, mà không luyện nguyên thần, tất nhiên thất bại, chết không toàn thây. Nhưng là Trác Phàm tại thất bại trước một khắc cuối cùng, nhớ lại hắn luyện thể mục đích, trong lòng một cỗ chấp niệm nâng lên. Cũng là cái này cỗ chấp niệm, để hắn nguyên thần phát ra cộng minh, càng thêm để tiềm tàng ở trong cơ thể hắn ngọn lửa màu xanh hiện thân, dung nhập trận thức bên trong. Giờ này khắc này, cái này trận thức mới tính phát huy ra nó uy lực chân chính. Nhưng gặp trận kia thức nhanh chóng chuyển động, hình thành một cỗ gió xoáy, một nói ngọn lửa màu xanh cũng tại cái kia trận thức bên trong lượn lờ, trong nháy mắt đem cái kia kim cương lưu sa hòa tan làm chất lỏng màu vàng óng, cùng Trác Phàm chảy ra máu hỗn hợp cùng một chỗ, bắt đầu dần dần chảy trở về hướng trong cơ thể hắn. Dòng máu vàng làm dịu Trác Phàm cảnh hoàng tàn khắp nơi thân thể, một lần nữa ngưng tụ lại hắn da thịt, xương cốt cùng nội tạng. Ngọn lửa màu xanh tại cái kia quỷ dị trận thức tác dụng dưới, lại lần nữa chui vào hắn mi tâm, trong nháy mắt cùng hắn nguyên thần hòa làm một thể. Trác Phàm nhắm chặt hai mắt, không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Nhưng lại cảm thấy, mạng hắn lực chính đang khôi phục, mà lại khí thế cũng tại càng ngày càng mạnh. Trong cơ thể hắn huyết anh, vốn là khép hờ hai con ngươi khoanh chân với hắn trong đan điền. Chợt nhìn nhiều như vậy chất lỏng màu vàng óng vọt tới. Không khống chế được mừng rỡ vạn phần. Há mồm khẽ hấp, liền hút một bộ phận đến chính mình trong bụng. Chỉ một thoáng, huyết anh lúc sáng lúc tối, sau cùng bỗng nhiên biến thành một bộ kim sắc trẻ sơ sinh, ngồi ngay ngắn ở giữa. Hơi mở hai con ngươi, một vệt kim quang lóe qua, thế mà tràn ngập nhuệ khí. Xì xì xì, cái kia chớp động lôi quang hai cánh, tại trận thức này bên trong, bởi vì ngọn lửa màu xanh này nung khô, cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo chất lỏng màu xanh lam dung nhập Trác Phàm thể nội. Chính là trong nháy mắt, liền tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo màu xanh lam hai cánh đồ án, mà lại bức đồ án kia bên trong, ẩn có tiếng sét chớp động. Vạn thú sơn mạch chỗ sâu, một tòa vạn trượng trên núi cao, không có bất kỳ cái gì linh thú dám đến nơi đây. Nhưng là tại cái kia cao sơn một cái tối như mực to lớn hang động bên trong. Lại là đột nhiên truyền ra một đạo trung niên đại hán tiếng kinh dị. "A, ta cho tiểu gia hỏa kia thanh viêm, cư nhiên biến mất không thấy gì nữa. Là tiểu gia hỏa kia chính mình xóa đi, vẫn là đã chiếm thành của mình, thoát ly lão phu khống chế." Lấy, trong động lại là lại truyền ra một đạo tiếng cười to, ha ha ha. "Lão phu thật sự là lão hồ đồ, lão phu thanh viêm có thể bị hắn xóa đi, đã tính toán tiểu tử này nghịch thiên. Lại có thể bị hắn luyện hóa. Liền xem như thánh cấp cao thủ, cũng không có khả năng đến lão phu thanh viêm đi. Chỉ là thật bị hắn xóa đi lời nói, vậy lão phu về sau làm như thế nào tìm hắn? Ai, tính toán, dù sao hắn về sau từ sẽ trở về, ha ha ha. Trong sơn động vang dội người kia đắc ý tiếng cười, trong vòng phương viên trăm dặm, lại là không có một con linh thú bóng dáng. Thanh Minh Thành, tiết ra ngoài cửa lớn. Tiết Định Thiên từ không trung rơi xuống, nhìn xem trước mặt quạnh quẽ môn đình, liền ngày bình thường đem thủ hộ vệ cũng không thấy, không khỏi trong lòng phát lên tia chút bất an, vội vàng hướng bên trong bước nhanh đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến đại sảnh bên ngoài. Nhưng là giờ này khắc này, đại sảnh chính vị trí trung tâm, lại sớm đã ngồi đấy một cái thân ảnh quen thuộc, thả mắt nhìn đi, chính là U Minh Cốc Thất trưởng lão, U Quỷ Thất. Lúc này hắn đang bưng một ly trà ngọt, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Không biết thất trưởng lão đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nhìn thấy U Quỷ Thất đã đi tới trong nhà mình, Tiết Định Thiên không khỏi dọa đến giật mình, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng trấn định lại, ôm một cái quyền tiến lên phía trước lễ,
dường như chuyện gì cũng không biết đồng dạng. Không có liếc hắn một cái, U Quỷ Thất chỉ là khẽ nhấp một cái trà thơm về sau, bỗng nhiên đem chén trà hung hăng ngã trên bàn. Bịch, giống như là đập tại lòng hắn phía trên một dạng, Tiết Định Thiên trái tim ngăn không được địa lắc một cái. Nghiêng nghiêng địa liếc nhìn hắn một cái, U Quỷ Thất khóe miệng đột nhiên lộ ra một đạo tà dị tiếu dung, Tiết Định Thiên, người Tiết gia nhờ bao che tại chúng ta U Minh Cốc đã trăm năm a, chúng ta chưa hề bạc đãi các ngươi đi. Đúng thế, đúng thế, nếu không phải có U Minh Cốc cùng thất trưởng lão đến đỡ, chúng ta Tiết gia nào có hôm nay vinh quang. Tiết Định Thiên thở sâu, để cho mình chấn định lại, vội vàng cười làm lành nói. Chậm rãi gật gật đầu, U Quỷ Thất chậm rãi đứng dậy, đi đến Tiết Định Thiên trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai hắn, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, thế nhưng là... Bỗng nhiên, U Quỷ Thất biến sắc, nắm lấy Tiết Định Thiên bả vai bàn tay cũng là bỗng nhiên siết chặt, cả giận nói cái kia vì sao các ngươi còn muốn cấu kết ngoại nhân, đoạt ta U Minh Cốc Kim Cương Lưu Sa. Nghe được lời này, Tiết Định Thiên không khỏi dọa đến run một cái, lập tức quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu nói, thất trưởng lão, ngài nhất định là hiểu lầm, chúng ta Tiết gia đối U Minh Cốc luôn luôn trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Lại nói, chúng ta nào có lá gan này a? Ha ha ha, các ngươi phạm thượng làm loạn, ăn cây táo rào cây sung, trước kia ta còn thực sự không tin. Nhưng là hiện tại, lão phu không thể không tin. Lạnh hừ một tiếng, U Quỷ Thất quay người vỗ bàn một cái, đem chọn cái bàn đánh thành phấn vụn, liền ly kia trà cũng té xuống đất, cả giận nói tôn nữ của ngươi Tiết Ngưng Hương đâu. Tiết Định Thiên ấp úng, không biết trả lời như thế nào, trên đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hừ, để lão phu đến nói cho ngươi, hắn cùng hai tên tiểu tử thúi trộm lão phu Kim Cương Lưu Sa, đã chết tại Vạn Thú Sơn Mạch. U Quỷ Thất giận hừ một tiếng, mí mắt không khỏi run run. Tựa hồ lại nghĩ tới ngày đó cái kia khủng bố giống lên một tiếng. Nếu là hắn chạy chậm thêm điểm, đoán chừng cũng muốn xong đời. Tuy nhiên hắn không có thân thủ kết ba người kia, nhưng nghĩ đến ba người kia bản thân bị trọng thương, cũng không có khả năng theo quái vật kia trong tay trốn tới. Nhưng là nghĩ tới đây, U Quỷ Thất trong lòng vẫn là không khỏi có chút tiếc nuối. Nguyên bản cái kia Tiết Ngưng Hương đối hắn còn có không ít tác dụng, bây giờ lại toàn không có. Không có Kim Cương Lưu Sa, cũng không có Lô Đỉnh. Thở dài một tiếng, U Quỷ Thất một bồn lửa giận tất cả đều phát tại người Tiết gia trên thân. Người tới, dẫn bọn hắn tới. U Quỷ Thất vỗ vỗ tay, hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền gặp ba cái đoán cốt cảnh cao thủ, kéo lấy tam điều xích sắt đi tới, mà xích sắt kia phần cuối lại là lôi kéo ba người. Tiết Định Thiên định thần nhìn lại, nhịn không được trong mắt co rụt lại. Già nua trong hai con ngươi đã chảy ra nước mắt. Ba người kia không là người khác, chính là con của hắn, Tiết gia gia chủ Tiết Vạn Long, cùng hắn hai cái cháu trai, Tiết Cương cùng Tiết Lâm. Lúc này, bọn họ trước ngực tất cả đều bị mười mấy cân móc sắt xuyên qua, khóa tỉ bà cốt, một thân tu vi không xử ra được. Mà lại toàn thân cao thấp mình đầy thương tích, hiển nhiên là nhận qua trọng hình, hiện tại đã hấp hối. Thất trưởng lão, Tiết Định Thiên khẽ cắn môi. Nổi giận gầm lên một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đỏ bừng hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trước mặt cười tà U Quỷ Thất, chúng ta Tiết gia vì U Minh Cốc bán mạng trăm năm, đóng giữ Thanh Minh Thành một mực kính trung cương vị công tác, không có có công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ U Minh Cốc chính là như vậy đối với nó phụ thuộc gia tộc sao? Khặc khặc khặc, khác xem các ngươi là gia tộc nhị lưu, nhưng giống các ngươi dạng này mặt hàng, chỉ cần chúng ta U Minh Cốc nguyện ý, bồi dưỡng bao nhiêu đều có thể. Theo lão phu, các ngươi Tiết gia cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì phụ thuộc gia tộc, mà là một đám có chút tác dụng chó giữ nhà mà thôi. Chúng ta cho các ngươi một cục xương, khen thưởng một chút, các ngươi liền nên mang ơn. Nhưng là bây giờ, một cái lão cẩu thế mà dám can đảm cùng chủ tử bày công lao, ra giá tiền. Cái này loại chó, không cần cũng được. U Quỷ Thất tà cười một tiếng, khinh bỉ nói. Hai mắt bất giác càng ngày càng đỏ. Tiết Định Thiên song quyền không khỏi chăm chú, toàn thân khí thế ngăn không được địa phóng thích ra. Thiên huyền cường giả khí thế, để ba cái kia mới vừa vào cửa đoán cốt cao thủ liên tiếp lui về phía sau, chỉ có U Quỷ Thất trong mắt hơi híp, trong đôi mắt lóe qua một đạo trần trụi sát ý. Chó giữ nhà rốt cục muốn hướng chủ tử há miệng a, hắc hắc hắc. Là nên đổi điều mới cho thời điểm.
U Quỷ Thất. Cuộc đời đến nay, Tiết Định Thiên lần đầu gọi thẳng thất trưởng lão tục danh, trong lời nói tràn ngập ngập trời phẫn nộ, ta đến hỏi ngươi, Ngưng Nhi hòa thân sự tình, có phải hay không các ngươi muốn đem nàng dùng để làm luyện công dùng lô đỉnh che giấu? Mi đầu bất giác nhíu nhíu, U Quỷ Thất ngạc nhiên liếc hắn một cái, cười to lên, ha ha ha. Lão phu ngày bình thường làm sao không nhìn ra, người lão tiểu tử này vẫn rất khôn khéo. Sự kiện này chúng ta vận hành thời gian dài như vậy, đều không có một cái nào phụ thuộc gia tộc phát hiện, cũng là bị ngươi phát hiện ra, khó trách các ngươi muốn phản bội, nguyên lai là vì cái kia tiện nha đầu. Tên khốn kiếp. Nghe được lời này, Tiết Định Thiên lại khó nhẫn nại trong lòng phẫn nộ, hét lớn một tiếng liền nhấc lên toàn thân nguyên lực, bỗng nhiên xông về phía trước, lão phu theo ngươi liều. Trong mắt hơi híp, U Quỷ Thất cười lạnh, tại Tiết Định Thiên nhất trưởng đánh tới thời điểm, trong nháy mắt hướng bên cạnh một chuyển, liền né tránh đến, tiếp lấy bỗng nhiên xuất trường. Đụng, U Quỷ Thất nhất trưởng đánh vào bộ ngực hắn, Tiết Định Thiên nhưng cảm giác khí tức trì trệ, nhịn không được cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Gặp này thời cơ, U Quỷ Thất đạp chân xuống, trong nháy mắt lấn đến gần trước người hắn, đụng chút lại là hai trưởng đánh ở trước ngực. Chỉ một thoáng, Tiết Định Thiên nhưng cảm giác ở ngực giống như hỏa thiêu, tinh hồng máu tươi như suối phun đồng dạng dâng lên mà ra. Ha ha ha, Tiết Định Thiên, bằng ngươi cũng muốn cùng lão phu đánh. Cho dù chúng ta cùng thuộc thiên huyền cảnh, nhưng ngươi chỉ là cái vừa mới đột phá thiên huyền cảnh gà mờ, lão phu đã là thiên huyền tam trọng cảnh. Ngươi cùng lão phu chênh lệch giống như cách nhau một trời một vực, căn bản không phải lão phu địch. Cười lớn một tiếng. U Quỷ Thất sau cùng nhất trưởng bỗng nhiên hướng đầu hắn đánh tới, trong mắt phát ra khát máu ánh sáng, lão gia hỏa, đi chết đi. Yên tâm, chờ một lát ngươi nhi tử cháu trai liền sẽ cùng ngươi đi. Nhìn lấy một trưởng kia lập tức trước mắt, Tiết Định Thiên ai thán một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nghĩ không ra bọn họ tiết ra, cuối cùng là kết quả như vậy. Bất quá may mắn, hắn thương yêu nhất cháu gái tránh thoát một kiếp. Cái kia U Quỷ Thất vẫn cho là nàng chết, chắc hẳn sẽ không lại truy sát nàng. Dừng tay. Bỗng nhiên, một tiếng thanh lệ nữ tiếng vang lên, U Quỷ Thất rơi xuống nhất trưởng im bặt mà dừng. Ngẩng đầu nhìn lại, lại chính gặp Tiết Ngưng Hương đứng cửa chính, trên tay nàng còn cầm lấy một cây dao găm, thẳng đến chính mình giữa cổ. Ngươi còn chưa có chết, U Quỷ Thất khẽ giật mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chỉ cần cái này Tiết Ngưng Hương không chết, vậy hắn thì lại có thể đem nàng mang đến gia tộc, làm lô đỉnh đi. Nhìn chung quanh một vòng, Tiết Ngưng Hương nhìn đến cha mình các ca ca đều bị tra tấn vô cùng thê thảm, gia gia cũng bị đánh phải trọng thương tại thân, nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới. Lại nhìn về phía cái kia U Quỷ Thất lúc, trong đôi mắt đã tràn ngập khắc cốt ghi tâm hận ý. Đem dao găm lại hướng giữa cổ đến, Tiết Ngưng Hương lạnh lùng nói, các ngươi không phải muốn lấy ta làm luyện công lô đỉnh a? Nhanh thả người nhà của ta, không phải vậy ta thì tự tử ở trước mặt ngươi. Ánh mắt khẽ híp một cái, U Quỷ Thất lại là sùi cười ra tiếng, khặc khặc khặc. Ngưng Nhi, ngươi cũng quá tôn trọng chính ngươi. Chúng ta tuy nhiên muốn đem ngươi trở thành làm lô đỉnh luyện công, nhưng ngươi cũng không phải là không thể thay thế, không có tư cách cùng lão phu cò kè mặc cả. Tiết Ngưng Hương không khỏi giật mình, trong lòng bất giác lo sợ, nhưng là lập tức nàng liền nhớ tới Trác Phàm phân tích. Không khỏi nhấc nhấc cổ, châm chọc nói, thất trưởng lão, ngươi không dùng lừa ta. Ta biết các ngươi U Minh Cốc luyện công lô đỉnh không đủ dùng, ta thế nhưng là rất quý giá. Nếu là ngài không quan tâm ta lời nói, vậy ta cùng nhà ta người chết chung đi. Nói, Tiết Ngưng Hương bỗng nhiên thanh chủy thủ hướng giữa cổ rời một cái. Trong chốc lát, một cỗ máu chảy liền theo dao găm chảy xuống. Ngưng Nhi, không muốn. Dừng tay. Tiết Định Thiên cùng U Quỷ Thất đồng thời đại kêu ra tiếng, Tiết Ngưng Hương mới dừng lại, nhìn về phía U Quỷ Thất cười lạnh nói, xem ra thất trưởng lão, vẫn không nỡ ta đi chết. Ánh mắt bất giác mị mị, U Quỷ Thất băng lãnh trong hai con ngươi đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang, thản nhiên nói, tiểu tử kia có phải hay không cũng còn chưa có chết. Tiết Ngưng Hương giật mình, con ngươi bất giác đi loanh quanh, nàng tự nhiên biết U Quỷ Thất chỉ cũng là Trác Phàm, không khỏi mã thượng đạo. Hắn đã chết tại Vạn Thú Sơn Mạch, người muốn tìm hắn liền đi nơi đó tìm hắn thi thể đi. Bất quá chỉ sợ, hắn thi thể cũng bị linh thú ăn. Hừ, người không cần lừa gạt lão phu. U Quỷ Thất cười lạnh, lắc đầu, âm trầm một khuôn mặt nói,
lão phu bình sinh khó gặp đối thủ, duy nhất ăn lớn nhất thua thiệt, cũng là tại tiểu tử kia trên tay. Kim cương lưu xa không có cầm về, còn một thân trọng thương. Ha ha ha, bật cười một tiếng, u quỷ thất thản nhiên nói, tiểu nha đầu, không phải lão phu xem thường ngươi, lấy ngươi tâm trí có thể đoán không ra lão phu át chủ bài, nhất định là tiểu tử kia dạy ngươi. Tiết Ngưng Hương nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, không nói gì, u quỷ thất lại là bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, lần này coi như lão phu nhận thua, bị ngươi tiểu nha đầu này bắt được tay cầm, lão phu sẽ không lại muốn người nhà ngươi mệnh. Thật, Tiết Ngưng Hương vui vẻ, vừa muốn tiến lên đem ra ra đỡ dậy, u quỷ thất lại là trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh nặng mấy chục cân đại móc sắt, bỗng nhiên hướng phía dưới một móc câu. A! À. Một tiếng đau thấu tim gan gào thét vang lên, Tiết Định Thiên trắng xám lấy một khuôn mặt đảo mắt ngất đi. Trước ngực hắn đã là bị máu tươi nhuộm dần, cùng hắn nhi tử cùng các cháu một dạng, tất cả đều bị xuyên tỉ bà cốt. U quỷ thất, ngươi! Ta đã đáp ứng không muốn mạng bọn họ, thế nhưng là ra ra ngươi dù sao cũng là thiên huyền cao thủ, lão phu không thể không hạn chế một chút hắn thực lực. Chờ ngươi đến U Minh Cốc, lão phu tự nhiên sẽ thả bọn họ. Ngươi muốn nói lời giữ lời. Tiết Ngưng Hương khẽ cắn môi, thẳng tắp nhìn chằm chằm u quỷ thất khuôn mặt. Gật gật đầu, u quỷ thất tà cười một tiếng nói, ngươi trọng yếu như vậy, ta làm sao lại lừa ngươi. Ngươi tới, đưa Ngưng Nhi tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lên đường hồi U Minh Cốc. Theo u quỷ thất hô to một tiếng, một vị công tử văn nhã mang theo hai cái người hầu đi tới Tiết Ngưng Hương bên người. Nếu là Trác Phàm tại chỗ lời nói, nhất định sẽ lập tức nhận ra người này, hắn cũng là dùng tên giả Dương Minh tại Hắc Phong Sơn nằm vùng, về sau lại từ Phong Lâm Thành đào tẩu cái kia U Minh. U Minh đi vào Tiết Ngưng Hương bên người, ta cười một tiếng nói, đây chính là cho sư huynh luyện công lô đỉnh. Dài đến vẫn rất tiêu chí a. Tiết Ngưng Hương lạnh hừ một tiếng, không nhìn tới hắn, quay đầu lại nhìn xem người nhà mình về sau, tại hai cái người hầu cùng đi, trực tiếp rời đi. Thờ ơ nhún nhún vai. U Minh đi vào u quỷ thất bên người, cung kính thi lễ nói, sư phụ, không biết ngài nghĩ ra như thế nào đối phó Lạc gia đối sách sao? Bọn họ quản gia Trác Phàm, tương lai hẳn là chúng ta họa lớn trong lòng. Nghe đến Trác Phàm hai chữ, Tiết Ngưng Hương tiến lên tốc độ không khỏi chậm rãi. Hắn giết chúng ta hai vị trưởng lão sự tình, người không có đối ngoại nói đi. Không có, U Minh lắc đầu, một mặt cẩn thận nói, dù sao nói ra. Liền cốc chủ cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha ha, thực ta ngay từ đầu cũng không tin, một cái tụ khí cảnh tiểu quỷ, lại có năng lực cũng không có khả năng làm được rơi hai cái thiên huyền cao thủ đi. U quỷ thất lắc đầu, cười nói, thế nhưng là mấy tháng trước, lão phu cũng gặp phải một cái quái thai như vậy, còn tại trên tay hắn ăn không ít đau khổ. Nhìn tới thiên địa to lớn, cái dạng gì kỳ nhân đều có a. Sư phụ, vậy ngài là... U Minh cẩn thận từng ly từng tí nói. Khoát khoát tay, u quỷ thất trong mắt lóe lên một đạo sát ý, trước giải quyết tiểu tử này, lão phu suy nghĩ tiếp biện pháp giải quyết cái kia Trác Phàm. Tóm lại, hai tiểu tử này ngày sau cũng sẽ là chúng ta U Minh Cốc họa lớn trong lòng. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương không khỏi khẩn trương, cước bộ trong nháy mắt tăng tốc rất nhiều, vội vã rời đi nơi này. Nàng hiện tại thực vì Trác Phàm lo lắng, bởi vì nàng quan hệ. Trác Phàm đã bị u quỷ thất để mắt tới, tuy nhiên bọn họ hiện tại còn không biết, hai người kia căn bản là cùng một người. Đi qua một cái dài rằng giặc đêm khuya, Tiết Ngưng Hương trằn trọc, tâm thần không yên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mới lên ánh sáng mặt trời vẩy hướng tiết ra cái này so ngày bình thường quạnh quẽ rất nhiều tiểu viện tử, 10 cái người hầu sớm địa liền ở ngoài cửa thúc giục, để Tiết Ngưng Hương rửa mặt một phen lên đường. Vạn thú sơn mạch khu vực thứ nhất một tòa núi nhỏ bên cạnh, đột nhiên một cơn chấn động lóe qua, hiển lộ ra một chỗ tối như mực sơn động. Một cái toàn thân trần trụi nam nhân, lảo đảo đi ra tới. Ôn nhuận ánh sáng mặt trời vung vãi tại cái kia rắn chắc trên thân thể, xẹt qua từng đạo kim sắc lưu quang. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền hiện ra một cái thật sâu dấu chân. Cho dù là cái kia cứng rắn nhất nham thạch, cũng tại nam nhân này dưới chân hóa thành bột phấn. Có lẽ là quá mức mệt nhọc, người kia lấy tay che chắn lấy chướng mắt ánh sáng mặt trời, đi trên đường trái lắc phải đưa. Không khỏi một cái lảo đảo, thân thể người nọ một nghiêng,
một cái tay khác ngăn không được địa vịn hướng sơn động trên vách tường. Răng rác, bỗng nhiên, như là một chưởng vỗ tại đậu hũ phía trên một dạng, chỉnh sơn động đúng là tại cái này nhẹ nhàng vừa đỡ phía dưới, theo vách tường bắt đầu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Chỉ chốc lát sau, liền ầm vang sụp đổ. Nam nhân theo đá vụn lún bên trong bỗng nhiên đứng lên, cái kia cự tảng đá lớn đúng là tại hắn cái này vừa đứng phía dưới, lần nữa vỡ vụn thành bụi phấn. Dường như những thứ này hòn đá đều là bột mì làm, đặt ở cái kia dưới thân người cũng không đau không ngứa giống như. Chờ một lúc, nam nhân mới dường như thích ứng tới, đem che chắn ánh sáng mặt trời cánh tay để xuống, lộ ra một trương cương nghị khuôn mặt. Nhìn kỹ lại, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ này khắc này, hắn mặt mũi lại như là đao tước búa khảm qua đồng dạng, mỗi một cái đường cong đều hiện ra một cỗ kình sắc nhọn chi khí. Chậm rãi mở ra hai mắt, một đạo lôi mang bỗng nhiên theo trong ánh mắt lóe qua. Trác Phàm nhìn lấy hiện tại này tấm thân thể, khóe miệng lộ ra một tia tà dị tiếu dung, tùy tiện vỗ vỗ thân thể, đúng là phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Hài lòng gật đầu, Trác Phàm trong lòng minh bạch, hắn hiện tại cổ thân thể này, đã là kim cương lưu sa luyện chế mà thành, cường độ không tại ngũ phẩm linh binh phía dưới. Sau đó, hắn lại sờ sờ trán mình. Trong chốc lát, một cỗ ngọn lửa màu xanh đột nhiên phát lên. Cỗ này hỏa diễm, Trác Phàm biết, là cái kia cao thủ thần bí đưa cho hắn. Bất quá trước kia, hắn cũng không thể tùy ý khống chế. Nhưng là đi qua cái kia quỷ dị trận thức luyện hóa về sau, ngọn lửa này đã cùng hắn nguyên thần hòa làm một thể, trở thành nguyên thần chi hỏa. Hắn chẳng những có thể khống chế, mà lại càng thêm cam đoan hắn nguyên thần an toàn. Nghĩ tới đây, hắn đều ngăn không được muốn cười to lên. Lần này luyện thể luyện thần tuy nhiên hung hiểm, nhưng là chỗ tốt lại là để chính hắn đều khó có thể tin. Hắn hiểu được, hiện tại hắn là chân chính thoát thai hoán cốt, kim cương bất hoại thân thể. Cho dù là thiên huyền cao thủ, cũng không làm gì được hắn một phân một hào. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm tâm thần nhất động, sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cát dài ba trượng vũ rực, phía trên còn ẩn ẩn có lôi quang nổ vang. Đây là Trác Phàm từ trên người lôi vân tước lột xuống lôi vân cánh, cùng trời huyền cao thủ đối chiến, tốc độ tuyệt đối thiếu không, cho nên hắn liền đem lôi vân cánh cũng luyện hóa đến hắn bên trong thân thể. Giờ này khắc này, hắn cũng là cái mọc cánh quái vật, tránh thức quái vật. Trong tay ánh sáng lóe lên, Trác Phàm xuất ra một kiện mới áo choàng xuyên qua, đạp chân xuống, liền hóa thành một đạo lôi quang hướng Thanh Minh Thành phương hướng bay đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.